tôi nghe người khác nói tôi anh minh cũng nhiều rồi, nhưng sao nghe từ miệng cậu, lại thấy khang khác vậy? Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa, có phải cậu muốn biết mục đích chiến kính bằng tới thiên trạch? Nói cho cậu biết, chuyện này không thể tiết lộ được. Điều Mai Thái Bình không thể nói ý là ngay cả ông cũng không biết rõ nội tình bên trong, chứ không phải lý do từ chối theo kiểu quan trường gì. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, trước nay Mai Thái Bình và Đoàn Hệ cũng ít qua lại với nhau, và với Chiến Định Toàn phỏng chừng cũng không có sự qua lại nào, không hiểu rõ ý đồ của đối phương cũng ở trong tình lý. Khi nói chuyện, Mai Thái Bình còn nhắc tới Mai Hiểu Lâm. Hiện tại thế cục ở tỉnh Yến rất tốt, tôi muốn để Hiểu Lâm trở lại. Đáng tiếc chậm một bước, nếu không vị trí phó thị trưởng ủy viên thường vụ Thiên Trạch, có thể suy nghĩ kỹ lại. Mai Thái Bình cũng khá thú vị, như thế nào lại có ý định muốn hắn cùng cộng tác với Mai Hiểu Lâm. May mà không có cơ hội. Hạ Tưởng không tiếp lời của ông mà chuyển sang thế cục của tỉnh. Hợp nhất lại tài nguyên sắt thép là chuyện tốt, phó bí thư Mai có ý tưởng gì không? Tôi không có ý tưởng gì, nhưng thật ra nhà họ Ngô có ý tưởng mới đúng. Lợi ích gia tộc của nhà họ Mai không liên quan đến sự nghiệp sắt thép, bởi vậy sự biến động từ tỉnh Yến không hề đụng đến ích lợi trung tâm của nhà họ Mai, nhưng nếu đứng trên lập trường lợi ích chỉnh thể của gia tộc, Mai Thái Bình hẳn cần phải tỏ thái độ phản đối mới đúng, tuy nhiên ông dường như lại tỏ thái độ không quan tâm đến. Chủ yếu là sự quy hoạch của bên chính quyền, tôi không tiện nhúng tay vào, cũng không muốn đi hỏi. Sau khi hàn huyên vài câu, Mai Thái Bình lại chủ động nhắc tới Đông y Thiên Trạch. Nhà họ Khâu vô cùng kiêng kỵ người khác động đến sản nghiệp thuốc đông y của họ, bởi vì bọn họ có thể có một loạt mở rộng thuốc đông y, tôi nghe được tin tức nội bộ là, chuẩn bị xào nấu một thành tựu, khoe khoang là dưỡng sinh. Dù sao tôi cũng không chú ý đến, nhưng Khâu Nhân Lễ cứ gặp tôi hỏi thăm, nói là Đông y Thiên Trạch đã đem vi phạm quy định đất đai đẩy lui về chính quyền huyện Bảo Mã, ý tứ là đã nhẹ tay rồi. Tôi chỉ đi đón tiếp Dương Kiếm, về phần cậu, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thái độ xem như chuyện không liên quan gì đến mình của Mai Thái Bình cũng là nguyên tắc làm người vốn quen thuộc của ông, Hạ Tưởng cũng không nói thêm gì, đang muốn cúp điện thoại, Mai Thái Bình bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói. Kỳ thật, việc Tào Vĩnh Quốc đến tỉnh Tề cũng tốt, ở lại tỉnh Tây, chỉ đáng tiếc. Hạ Tưởng, tôi muốn nói một câu không nên nói, đừng nên đạp mỗi chân mỗi thuyền, không tốt đâu, rất dễ rơi xuống nước. Chuyện Tào Vĩnh Quốc nhận chức vụ mới ngay tại tỉnh Tây. Đang đi xuyên qua con đường nào đó, chậm rãi lan ra. Tin chắc không bao lâu nữa, sẽ truyền đến thành ủy Thiên Trạch. Hơn nữa cũng không bao lâu sẽ được công bố ra ngoài. Cũng không biết sau khi Trần Khiết Văn biết được, sẽ nghĩ như thế nào. Tuy nhiên hậu đài của Trần Khiết Văn là ủy viên Bộ Chính trị, cô ta là người học rộng biết nhiều, sẽ không chỉ vì bị một chủ tịch tỉnh dọa mà bỏ chạy, huống chi đây đâu phải là chủ tịch tỉnh Yến. Trần Khiết Văn có nghĩ gì cũng không quan trọng. Mà quan trọng là, Mai Thái Bình tỏ ra lo lắng, chính là sự lo lắng của thế lực gia tộc như Ngô gia, Khâu gia, thậm chí Phó gia, phỏng chừng đều có ý tưởng tương tự. Kỳ thật cũng chính là chỗ cao minh của Thủ tướng, dù sao kinh nghiệm lý lịch của Tào Vĩnh Quốc cũng đủ rồi, ân tình thuận nước đẩy thuyền, tặng cũng đã tặng rồi, Tào Vĩnh Quốc tất nhiên cũng nảy sinh cảm kích với sự dẫn dắt của Thủ tướng, tất nhiên muốn tới thủ đô báo cáo công tác với Thủ tướng. Tào Vĩnh Quốc đến gần Thủ tướng. Không làm cho thế lực gia tộc thêm cảnh giác mới là lạ. Hắn hiện tại đang ở bên Ngô gia, cha vợ lại đang ở bên phe của thủ tướng, hay cho một cục diện đối lập giữa bố vợ và con rể. Cũng không phải là ánh đèn dầu sắp cạn, tất cả mọi biến động nhân sự mang theo thâm ý sâu sắc, trên quan trường, từng bước đều là bãi mìn. Tuy nhiên hiện tại chỉ có Mai gia biểu lộ thái độ, còn Ngô gia và Khâu gia vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng thái độ của họ, trên cơ bản Hạ Tưởng cũng có thể đoán được, chủ yếu đều là những nghi hoặc và cảnh giác. Và sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhấc điện thoại gọi cho ông cụ Ngô. Tiếng đồn của tổ điều tra từ huyện Bào Mã truyền đến càng ngày càng lan rộng, Bì Bất Hưu ngồi không yên, tự mình chạy tới huyện Bào Mã một chuyến. Nhưng không có thu hoạch gì, Lưu Phong Thanh chỉ báo cáo những bộ phận công khai với y. Hầu hết kết quả điều tra lần này đều lấy lý do được phía công an giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chút. Bì Bất Hưu nổi giận, nhưng nghĩ đến chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng không có quyền hỏi chuyện điều tra của công an, hơn nữa y cũng nhận ra rằng phó cục trưởng cục công an Lịch Phi mới đến này hoàn toàn không nể mặt y, nên không thể đánh mất thể diện đích thân chạy đến hỏi, đành quay về thành ủy.
Khi quay về đến thành ủy, liền đệ trình báo cáo lên thành ủy, đưa ra đề nghị đề xuất điều chỉnh việc phân công quản lý công tác của Lưu Phong Thanh, Trần Khiết Văn lại dẹp đi, ở giai đoạn hiện giờ không nên bàn luận vấn đề này, dễ dẫn đến những xung đột không đáng có. Bị bất hưu biết bí thư Trần hiện tại không muốn khiến cho thị trưởng Hạ bất mãn, bất đắc dĩ trong lòng, đường đường là nhân vật số 1 của thành ủy lại bị nhân vật số 2 ép tới không còn đường lui, rất mất mặt. Hai ngày sau, tin tức từ huyện Bào Mã truyền đến, Hà Trạch Lâm đã nhận tội. Thừa nhận sự thật là người bao che, nhận hối lộ của bọn buôn ma túy. Tất cả mọi người trong thành ủy Thiên Trạch đều khiếp sợ. Hay cho một cảnh phỉ, cục trưởng công an không ngờ là kẻ cầm đầu trong vụ này, trách không được bọn buôn lậu thuốc phiện ở huyện Bào Mã hoạt động vô cùng hung hăng và ngang ngược, hóa ra có kẻ tai to mặt lớn đứng ra bảo hộ. Mọi người không tránh khỏi muốn hỏi, chỉ là một cục trưởng công an đã dám đứng ra bao che cho một băng nhóm buôn lậu lớn như vậy, chẳng lẽ bí thư và chủ tịch huyện hoàn toàn không hay biết gì? Nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, chỉ có dân chúng cứ liên tục bàn tán xôn xao, người trong thành ủy thì nói trên bàn rượu, tất cả các cán bộ thành ủy thuộc cấp phó phòng trở lên, đều được giữ kín như bưng, có dò hỏi cũng không ra được. Cẩn thận kẻo vạ miệng, ai nấy đều biết rằng hiện giờ tại huyện Bào Mã này chính là một thùng hỏa dược, không cẩn thận sẽ bùng nổ, không nhất định sẽ đả tương đến ai, nhưng cứ rời xa nó thì tốt hơn. Ngay khi sự việc xảy ra ở huyện Bào Mã có những bước chuyển biến, Thiên Trạch cũng nghênh đón sự thay đổi quyền lực, Hứa Phàm Hoa rời khỏi thành phố Thiên Trạch, tỉnh ủy quyết định, đồng chí Chiến Kính Bằng đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy Thiên Trạch, hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Trạch đề cử Chiến Kính Bằng là ứng cử viên phó thị trưởng. Không ít người không biết Chiến Kính Bằng là ai, nghe ngóng chung quanh, ai nấy đều đổ ra xem, người ngoài cũng đến xem sự tình. Hầu hết mọi người đều không chú ý lắm đến cái thân phận thái tử đảng của Chiến Kính Bằng, người có cấp bậc không đủ, thì không cảm thấy y lợi hại thế nào, lại nghe đến chuyện Chiến Kính Bằng là vị hôn phu của Kim Nhan Chiếu, thì không hẹn mà đều nở ra nụ cười thầm. Tin tức vừa mới truyền ra, một ngày sau, Chiến Kính Bằng dưới sự đi cùng của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mã Tiêu, đi nhậm chức. Chương 982, một cảnh tượng giàu dư vị. Thật nhanh. Sau khi tin tức vừa được công bố ra không bao lâu khiến cho ai nấy đều cảm thấy giật mình kinh ngạc, nếu như việc nhậm chức gấp gáp không có giảm sóc chỉ làm cho người ta kinh ngạc, thì việc nhậm chức có trưởng ban tổ chức cán bộ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng đích thân cùng đi nhậm chức, đã làm cho bao nhiêu người phải kinh hãi rồi. Chiến Kính Bằng chẳng qua chỉ là phó thị trưởng, ủy viên thường vụ, không phải bí thư thành ủy hoặc thị trưởng, hơn nữa cho dù là bí thư hoặc thị trưởng. Trong các tình huống bình thường cũng chỉ là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng đi, y lại được Mã Tiêu tự mình ra mặt hộ tống suốt đoạn đường, tất nhiên trong đó có ẩn ý vị sâu xa. Hơn nữa thời cơ vô cùng mẫn cảm, chính là sự việc của huyện Bào Mã sắp đến thời điểm nước giặc trơ đá, có Chiến Kính Bằng trải qua làm việc ở Bộ Giao thông Vận tải vội vàng nhậm chức, nếu nói không phải là thâm ý sâu sắc, ai cũng sẽ không tin. Bởi vì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân tới, thành phố Thiên Trạch như phải đối mặt với quân địch mạnh, trên dưới đều đứng ngồi không yên, đường xá nơi nơi đều được trang hoàng sạch đẹp, toàn thể cảnh sát công an được huy động để giữ gìn an ninh trật tự đường phố, giữ vững an toàn giao thông. Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng đích thân đến đầu đường cao tốc nghênh đón, vốn dĩ Trần Khiết Văn đề xuất lên tận đầu ngõ đoạn cao tốc gần thủ đô để nghênh đón, nhưng Mã Tiêu khéo léo từ chối, bảo rằng không cần phải chú ý nhiều như vậy. Trần Khiết Văn cũng không cố nài, cô cũng hiểu rõ. Đoàn xe của thành ủy Thiên Trạch sẽ xuyên qua Bắc Kinh, gây ra chấn động lớn, để cho một số người ở thủ đô biết, chưa chắc là chuyện tốt. Đoàn của Mã Tiêu căn thời gian rất chuẩn, khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, đã đi hết đường cao tốc. Thành ủy Thiên Trạch, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố cả 4 bộ máy cùng xuất hành, nghênh đón ở giao lộ, quả là quang cảnh hoành tráng. Mã Tiêu vừa xuống xe, liền tỏ vẻ không vui. Bắt tay Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, tôi đến là để đưa Kính Bằng nhậm chức, không phải đến thị sát, không cần phải rầm rộ như vậy, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cô nhìn xem, mọi người dành thời gian đến đây thế này, công việc ở nhà như thế nào. Việc gì phải bỏ hết công việc đến đây, trông có vẻ như tôi thích khoe mẽ cho mọi người cùng biết. Tuy lãnh đạo có giọng điệu trách phạt đôi chút, có điều đó chưa chắc là lời nói thật. Có những lãnh đạo thích thể hiện. Nhưng lại không thích người ta bàn tán này nọ, nên cứ cố tỏ ra vẻ, Mã Tiêu chính là người như thế. Trong lòng Trần Khiết Văn biết rõ,
vội tự phê bình bản thân, sau đó còn nói. Các đồng chí ấy đều nguyện ý đến đây để gặp mặt trưởng ban mã, nên cũng không biết để ai đi ai ở thì tốt. Họ còn nói, ngay cả việc được đến để bắt tay với trưởng ban mã cũng không được phép, thì sẽ mắng bí thư thành ủy như tôi đây quá nhỏ mọn. Mã Tiêu cười ha ha. Nói như vậy cô quả là người hảo tâm. Ha ha. Sau đó Mã Tiêu bước đến bắt tay với Hạ Tường, còn cố ý vỗ vỗ vai hắn. Việc lãnh đạo vỗ vai cũng là cả một học vấn. Nếu vỗ quá mạnh, sẽ trở thành đánh, vỗ quá nhẹ, sẽ thành khinh thường. Vỗ một lúc lâu, là thân thiết. Chỉ vỗ một chút, là ngầm hiểu ý nhau. Mã Tiêu vỗ không nhẹ không mạnh, lại tỏ vẻ rằng mối quan hệ với Hạ Tường vừa xa lại gần, khiến cho người ngoài khó mà đoán ra. Thị trưởng Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Mã Tiêu đầy thâm ý nói. Tôi mang tới cho cậu một trợ thủ trẻ trung khỏe mạnh, sau này nhất định phải cảm ơn tôi đó. Cảm tạ trưởng ban Mã đã quan tâm đến công việc của thành phố Thiên Trạch. Hạ Tường cung kính cười, thấy ý cười của Mã Tiêu rất sâu xa, biết y lần này đích thân đến, chính là cố ý diễn ra trò hay, sau lưng khẳng định có người bày mưu đặt kế, cũng là vì biểu hiện sự không giống bình thường của Chiến Kính Bằng, tạo thanh thế cho Chiến Kính Bằng, cũng vừa khéo có lợi cho việc Chiến Kính Bằng vào trước là chủ, mở ra cục diện đầu tiên ở thành ủy Thiên Trạch. Mã Tiêu thấy Hạ Tường mang thái độ cung kính mà khách khí, không có một chút thân thiết, liền cười cười nói. Chúc mừng Chủ tịch tỉnh Tào. Việc phù chính tại chỗ của Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây chỉ truyền ra trong phạm vi nhỏ, đại bộ phận còn không biết rõ sự việc đã có sự thay đổi. Hạ Tường định gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, Mã Tiêu lại đột nhiên làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, y hơi khom lưng, nhỏ giọng nói vào bên tai Hạ Tường một câu. Tiên Phong cũng phản cảm nhất sự kiện ác tính chiếm đất của nông dân. Hạ Tường ngây người sửng sốt. Mã Tiêu là truyền lời thay Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong là muốn làm ngư ông đắc lợi, đứng nhìn hắn đối phó Đông Y Thiên Trạch. Nghĩ lại cũng đúng, năm đó hắn cũng từng liên kết với Khâu Tự Phong đối phó với Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong có sự tức giận khó nguôi với Khâu Tự Phong, cũng là chuyện bình thường. Nhưng lời nói của Mã Tiêu rõ ràng có thể hiện thiện ý, Hạ Tường không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng chung ý tưởng với Mã Tiêu. Chính là giữa hắn và Phó gia, mặc dù có một khoảng thời gian gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng không dám cam đoan khi nào sóng lại nổi lên. Mâu thuẫn năm đó đã được chôn sâu, nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ, muốn bắt tay giảng hòa cũng đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Hạ Tường vừa ngẩng đầu, Chiến Kính Bằng liền đi tới trước mặt. Chiến Kính Bằng năm nay 33 tuổi, ngoại hình uy vũ, vai rộng eo thon, là người có ngoại hình cân đối, vóc dáng cao hơn hẳn hắn nửa cái đầu. Ít nhất cũng khoảng 1m8 mấy. Vẻ mặt y như cười như không, chủ động bắt tay Hạ Tường. Thị trưởng Hạ, tôi đến Thiên Trạch công tác, trở thành lính dưới tay của ngài, vì ngài phục vụ, nếu có chỗ nào sai sót xin cứ phê bình thẳng thắn. Lời nói nghe rất xuôi tai, tuy nhiên ánh mắt có chút mơ hồ, hiển nhiên cũng không phải phát ra từ tận đáy lòng. Lời nào cần nói thì đã nói, Hạ Tường cũng không thèm để ý Chiến Kính Bằng cố ý thất lễ chủ động giơ tay, liền bắt tay với y. Hoan nghênh đồng chí Kính Bằng đến công tác ở Thiên Trạch, anh đến đây, đã rót vào cho Thiên Trạch một sức sống mới, chỉ cần cậu đến, nỗ lực làm việc vì Thiên Trạch, tôi rất vui mừng. Ánh mắt Chiến Kính Bằng khắp xung quanh tìm kiếm một vòng, cũng không biết là y cố ý hay là vô ý. Sao lại không thấy phóng viên Kim? Nghe đồn, hễ chỗ nào có sự xuất hiện của thị trưởng Hạ, nhất định có bóng dáng phóng viên Kim. Ha ha, nghe nói đồng chí Kính Bằng là vị hôn phu của phóng viên Kim. Anh và cô ấy đúng là một cặp trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hạ Tưởng nghe trong lời nói của Chiến Kính Bằng có chút ghen tuông và khiêu khích, biết y là kẻ nên cẩn thận đề phòng, như vậy mới không mắc mưu của y. Phóng viên Kim nguyện ý phỏng vấn tin tức về vấn đề kinh tế chủ yếu là thuộc chức trách của thị trưởng, vị hôn thê của anh, mà anh còn hỏi cô ấy đang ở đâu, ha ha, chuyện này cần phải xem xét lại. Sắc mặt Chiến Kính Bằng hơi đổi. Cười cười, không nói gì, tiếp tục bắt tay người khác. Lần đầu gặp, chỉ là cái bắt tay xã giao, đã để lại chút ấn tượng cho Hạ Tưởng về Chiến Kính Bằng là, vừa có sự nín nhịn của Khâu Tự Phong, lại có sự sắc sảo của Phó Tiên Phong, xem như bên trong của Thái Tử Đảng thuộc lại hình khá là điềm tĩnh. Sau bữa cơm trưa, buổi chiều là cuộc họp toàn thể cán bộ, Mã Tiêu đại biểu tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm chức vụ. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm, y long trọng giới thiệu một chút về Chiến Kính Bằng. Hơn nữa lại nhấn mạnh quá trình công tác của Chiến Kính Bằng ở Bộ Giao thông,
và việc từng nghiên cứu trọng điểm giao thông nước ngoài ở trường đại học nước ngoài, trên vấn đề quy hoạch giao thông có cách giải thích độc đáo và tâm đắc. Trong thâm tâm không ít người đã biết, trưởng ban Mã đặc biệt chỉ ra, là muốn Ủy ban Nhân dân thành phố khi phân công công tác, phân công chiến kính bằng quản lý mảng giao thông. Lại liên tưởng đến công trình đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch giai đoạn Ba Lâm vào cảnh khốn cùng gần đây, cùng với tiến độ chậm chạp vẫn chưa được phê chuẩn của dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ, chả trách chiến kính bằng đến Thiên Trạch, khẳng định y có bối cảnh có quan hệ có thể đẩy nhanh tiến trình của dự án, chẳng khác nào vừa đến đã nhặt được một phần chiến tích vô cùng lớn. Hâm mộ thì hâm mộ, người khác cũng học không nổi. Bởi vì không phải ai cũng có những mối quan hệ có năng lực có thể trên các hạng mục giao thông, thuyết phục quốc gia đầu tư nhanh hơn và xây dựng trọng điểm. Trước tiên là nói về đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Từ một năm trước, đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch đã được khởi công, nhưng khi đến công trình giai đoạn 3 đã phải cho tạm dừng, bởi vì quá trình thi công gặp phải khó khăn lớn, kinh phí xây dựng vượt xa dự tính, lại thêm phần nguyên nhân bên kỹ thuật, công trình giai đoạn 3 với 60 km cuối cùng này, kéo dài nửa năm vẫn không hoàn thành được, bởi vậy hiện tại từ Thiên Trạch đến Bắc Kinh, nói là có tuyến đường cao tốc, nhưng thực tế đều phải đi 60 km đường quốc lộ. Nếu đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thông xe toàn bộ, thì khoảng thời gian di chuyển này sẽ được rút ngắn từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng đồng hồ, có khả năng xúc tiến giao thông và đầu tư giữa Bắc Kinh và Thiên Trạch. Công trình giai đoạn 3 của đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là đường cao tốc được khởi công gần 10 năm thiết kế, hạng mục thi công gặp nhiều khó khăn nhất, mỗi cây em trị giá xây dựng gần 100 triệu nhân dân tệ, với nhiều cầu, đường hầm, đường liên kết với nhau, bãi thi công chật hẹp. Sau khi công trình giai đoạn 3 bị tạm dừng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch nhiều lần thúc giục mau chóng khởi công, nhưng công trình vẫn không có đoạn kết, hạ tưởng cũng nóng lòng, nhưng rất nhiều việc trong nước dù muốn gấp cũng không có cách nào. Hơn nữa đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Kể từ năm trước sau khi vòng kinh tế Bắc Kinh khởi công, liền đề ra việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Nhưng sau khi công bố lại chậm chạp không khai công xây dựng. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch một khi hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bắc Kinh Thiên Trạch, từ khoảng thời gian 3 tiếng nhanh nhất như hiện nay xuống còn chưa đến 50 phút, bởi vậy đã được các giới ở thành phố Thiên Trạch chú ý cao độ. 50 phút, mới chính là phạm trù của vòng kinh tế thủ đô mang ý nghĩa thực sự. Nếu từ Thiên Trạch đến Bắc Kinh chỉ có 50 phút hành trình, có thể dự đoán chính là, nhà đầu tư ở Bắc Kinh và du khách sẽ kéo đuôi nhau đến đây. Khoảng cách từ thành phố Chương Trình và Bắc Kinh cũng chỉ có hơn 150 km, nhưng sức thu hút các nhà đầu tư Bắc Kinh đến thành phố Chương Trình vẫn còn rất ít, nguyên nhân chính là bởi vì đường giao thông cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Chương Trình vẫn chưa thật tốt, ngoài việc tốc độ không được vượt quá 80 km ra, còn thường xuyên kẹt xe. Hơn nữa ngành đường sắt giữa hai nơi lại không phát đạt, chuyến tàu ít, lại toàn là tàu chậm, muốn đến thành phố Chương Trình thì giống như đi một chuyến đến chân trời. Giao thông nếu trở thành nhân tố chế ước cho sự phát triển kinh tế, chính quyền địa phương dù có hành động, dù có chính sách ưu đãi, cũng không thu hút nổi các nguồn vốn đầu tư. Từ bỏ các nhân tố bất lợi khác của việc chiến kính bằng đến Thiên Trạch, thật ra hạ tưởng cũng rất mong chờ y đến, trước mắt có thể mở cửa cho ngành giao thông của thành phố Thiên Trạch thoát khỏi cảnh khốn cùng. Sau khi đi hết trình tự theo lệ, Mã Tiêu không ở lại, vội vã rời khỏi Thiên Trạch. Trước khi đi, cố ý chuyển giao cho Trần Khiết Văn và Sử Đại Hải, phải cam đoan tiến hành tuyển cử thuận lợi, không được để xảy ra bất cứ tình huống bất trắc nào, tỉnh ủy rất lo lắng cho việc quản lý chính trị ở Thiên Trạch. Không nặng cũng không nhẹ nhắc nhở Trần Khiết Văn một chút, ám chỉ vụ việc kiến nghị tạm thời ở hội nghị hội đồng nhân dân lần trước. Mã Tiêu vừa đi, Hạ Tưởng liền mời họp hội nghị thường vụ chính quyền, bởi vì chiến kính bằng vẫn chưa được hội đồng nhân dân thông qua bổ nhiệm, cũng tham gia hội nghị, nhưng chỉ được gọi là dự thính. Tuy rằng nói tất cả mọi người đều biết sự tình này là thế nào, tuy nhiên chuyện mặt ngoài thì nhất thiết vẫn phải làm đầy đủ trình tự. Hội nghị thường vụ chính quyền chủ yếu thảo luận một chút việc phân công, tuy rằng không nói rõ, nhưng ai cũng nghe hiểu được, hạng mục giao thông là chuẩn bị giao cho chiến kính bằng. Dưới sự yêu cầu của Hạ Tưởng, chiến kính bằng cũng nói vài câu đơn giản. Thái độ của y đoan chính, phát biểu ngắn gọn mà khiêm tốn, nhận được hầu hết hảo cảm của mọi người. Sự bổ nhiệm của phó thị trưởng không cần tổ chức hội nghị hội đồng nhân dân, chỉ cần hội nghị ủy viên thường vụ quyết định là được thông qua. Ai nấy đều cho rằng việc thông qua bổ nhiệm của chiến kính bằng là không một chút trì hoãn,
Ai ngờ ngày hôm sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân Thường vụ mời dự họp, lại xuất hiện một sai lầm mà không ai ngờ đến được. Chương 983, tiến hành đồng bộ, gió mạnh lửa lớn. Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng đều tham dự hội nghị, cũng đã ngồi yên vị ở mấy hàng ghế đầu. Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Sử Đại Hải chủ trì. Sử Đại Hải sau khi tuyên bố xong thì tiến hành bỏ phiếu kín theo trình tự. Quá trình bỏ phiếu rất ngắn gọn đơn giản, chỉ chốc lát sau, các ủy viên thường vụ hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân đã bỏ phiếu xong. Sau đó liền tuyên bố nghỉ giải lao, bắt đầu kiểm kê số phiếu. Trong thời gian giải lao, Hạ Tưởng nhận được cuộc điện thoại của Lịch Phi. Lịch Phi sau khi đến Thiên Trạch, chưa ở Thiên Trạch được một ngày liền đến huyện Bảo Mã. Đến giờ vẫn chưa gặp mặt thị trưởng Hạ, chỉ có điện thoại mấy lần. Lãnh đạo, sự thật rõ ràng rồi. Hà Trạch Lâm đã thừa nhận toàn bộ, Cục Công an thành phố đã trình lên Viện Kiểm soát phê chuẩn cho bắt Hà Trạch Lâm. Huyện Bảo Mã vừa mới thông qua nghị quyết, miễn chức vụ của Cục trưởng Công an Hà Trạch Lâm. Hà Trạch Lâm không phải là ủy viên thường vụ huyện ủy, nên không cần thành ủy miễn chức ủy viên thường vụ của y. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ nghe Lịch Phi báo cáo. Tuy nhiên manh mối đến Hà Trạch Lâm thì bị đứt đoạn. Có khả năng là còn liên lụy đến một phó chủ tịch huyện. Cũng nằm trong dự liệu của Hạ Tưởng, tình hình huyện Bảo Mã và thành phố Thiên Trạch có nét tương đồng, rất phức tạp, rất khó tìm ra manh mối. Hắn cũng không nóng vội, chuyện vẫn chưa xong. Sau khi một đợt sóng qua đi thì lại có một cơn sóng khác. Từ đầu đến cuối Hạ Tưởng không nói mấy, cuối cùng chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Và như thế đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lịch Phi. Không phải hắn lên mặt, mà là vụ án hiện tại quy về Ủy ban Kỷ luật và Cục Công an thành phố. Bản thân hắn là thị trưởng thì không tiện đưa ra chỉ thị trực tiếp, vì như thế thì dễ dàng bị người khác nắm đằng chui. Trần Khiết Văn ở bên cũng thu được tin tức. Bà ta có bộ dạng như chút được gánh nặng, dường như là bởi vì vụ án của huyện Bảo Mã cuối cùng không có đề cập đến biện hữu thủy, hơn nữa chiến kính bằng đến đây đã hữu hiệu kiềm chế Hạ Tưởng. Tâm trạng của bà ta rất tốt nên chủ động nói chuyện vụ án huyện Bảo Mã với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe xong, mặt nghiêm túc nói. Biện hữu thủy và Trương Hòa Hưng cũng có trách nhiệm, còn cả ban tuyên giáo huyện ủy, đều nên thông báo phê bình. Nếu như không có thương gân động cốt thì xử phạt bề ngoài nhất định phải có. Trần Khiết Văn liền gật đầu đồng ý đề nghị của Hạ Tưởng. Về sau sẽ mở cuộc họp nghiên cứu một chút, để biện hữu thủy kiểm điểm lại sai lầm trong công việc. Ban tuyên giáo huyện ủy thông báo phê bình. Hạ Tưởng cũng không nói thêm điều gì. Trần Khiết Văn không phải nhượng bộ, là một bí thư thành ủy nên tỏ thái độ, không biểu hiện chút thái độ nào thì không xứng ngồi ở ghế dành cho nhân vật hàng đầu. Hai người đang nói chuyện, Sử Đại Hải vội vã đi vào. Vẻ mặt trầm trọng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trần Khiết Văn kinh nghiệm phong phú, vừa thấy là biết có chuyện không ổn. Không trúng cử rồi. Hạ Tưởng cũng thấy điều gì đó bất thường liền hỏi. Chủ nhiệm Sử, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thiếu một phiếu, chỉ thiếu một phiếu thôi. Sử Đại Hải hơi hoang mang lo sợ, mồ hôi càng không ngừng chảy. Lần kiến nghị lâm thời trước tuy nén xuống được nhưng đã gây nên sự đả kích không nhỏ cho uy danh của ông ta. Cuộc tuyển cử hôm nay vốn được coi là chuyện ván đã đóng thuyền. Không nhờ chỉ thiếu có một phiếu. Không cần bí thư Trần chỉ trích chính ông ta liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như nói toàn thể đại biểu Hội đồng Nhân dân không dễ nói chuyện thì ủy viên thường vụ hội nghị Hội đồng Nhân dân, ông ta càng không thể thuyết phục được. Ông ta làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm quá là thất bại rồi. Đây là sự kiện chính trị nghiêm trọng. Trần Khiết Văn cũng không dự đoán được chiến kính bằng sẽ bị rớt lại. Bà ta còn trông cậy vào việc chiến kính bằng đến đây, có thể tạo nên sự kiềm chế hữu hiệu với Hạ Tưởng. Không ngờ lại xảy ra bất lợi, không ngờ lại xuất hiện hiện tượng không trúng cử. Bà ta quá sợ hãi. TRUIENIICOM Sự đả kích của việc không trúng tuyển đối với một phó thị trưởng của chính phủ là chí mạng. Tin tức không truyền ra ngoài thì vẫn không sao, chỉ cần truyền ra ngoài thì trực tiếp sẽ che phủ một bóng đen lên công tác sau này của chiến kính bằng. Ngay cả Hạ Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Chủ nhiệm Sử, đây chính là ủy viên thường vụ bỏ phiếu, không phải là đại diện toàn thể Hội đồng Nhân dân. Sử Đại Hải bất đắc dĩ xoa xoa tay. Cũng không phải, tôi cũng không ngờ là lại sẽ như thế này. Rõ ràng là công việc làm rất tốt,
đã đồng ý là sẽ bỏ phiếu rồi. Sao mà đến lúc đó lại thay đổi chứ? Ai cũng không dự đoán được tình hình như thế. Đột nhiên nhận ra lời nói vừa rồi có ý trốn tránh trách nhiệm liền vội sửa lại ngay. Là tôi làm việc chưa tốt, chuyện xảy ra tôi chịu trách nhiệm là đúng rồi. Vấn đề trước mắt là cần phải lập tức tuyển cử lại, phải đảm bảo chiến kính bằng trúng cử. Chuyện sau khi không trúng cử mà lại tuyển cử lần nữa thì nhiều không đếm xuể cũng chẳng là gì. Nhưng phải đảm bảo sau khi tuyển cử lần nữa, thì phải trúng cử, nếu không thì sẽ trở thành việc đáng xấu hổ. Nếu chiến kính bằng mà không trúng cử nữa thì anh ta nhiều lắm là làm một ủy viên thường vụ tạm thời làm việc ở thành phố Thiên Trạch, sau nửa năm thì sẽ lại tìm một lý do bị điều đi trong chán nản. Nhưng thành phố Thiên Trạch cũng sẽ đem đến ấn tượng về một cục diện chính trị bất an đối với tỉnh ủy. Sử Đại Hải đứng mũi chịu sào phải chịu trách nhiệm chính trị nhất định. Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng cũng khó chối bỏ được sai lầm này. Sử Đại Hải nghĩ lại, nghĩ ra nguyên nhân của vấn đề. Vẫn là thành phố Thiên Trạch quá bảo thủ. Mấy ủy viên thường vụ thì tuổi đã khá lớn. Vừa rồi lúc chiến kính bằng lên tiếng, giọng điệu hơi lớn. Có thể khiến cho một số cá nhân phản cảm. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không biết là chiến kính bằng có vấn đề gì. Anh ta vừa rồi lên tiếng dù là có hơi khác người nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tuy nhiên có lẽ đúng như Sử Đại Hải nói, các ủy viên thường vụ bảo thủ mà cố chấp khá là mâu thuẫn với thân phận thái tử đảng của chiến kính bằng, vì thế có người ác ý bỏ phiếu chống cho anh ta. Ba người hợp lại, mỗi người phụ trách mấy người, lần lượt nói chuyện, phụ trách làm thông suốt vấn đề. Vốn tưởng rằng đại hội bầu cử là một đại hội thắng lợi, tốt đẹp, không ngờ lại có khúc nhạc chen ngang. Khi ba người xuất hiện trước mặt chiến kính bằng, sắc mặt chiến kính bằng đột nhiên kém đến cực điểm. Không trúng cử. Đối với anh ta là sự đả kích quá lớn, như một cây gậy đập vào đầu vậy. Anh ta chẳng thể nào nghĩ mình sẽ không trúng cử, chỉ dựa vào cái thân phận là thái tử đảng của anh ta, dựa vào vinh quang của việc đi cùng trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lại dựa vào ưu thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn của anh ta, sao lại không trúng tuyển chứ? Đùa cái trò gì không biết. Nhưng sự thật vẫn là cho anh ta một đòn thật vô tình. Chắc chắn là có người âm thầm phá rối. Người anh ta hoài nghi đầu tiên chính là Hạ Tưởng, nhưng lại nghĩ Hạ Tưởng phải hoan nghênh anh ta đến mới đúng. Vì anh ta quả thật là có năng lực giải quyết tình hình giao thông khó khăn của thành phố Thiên Trạch. Suy xét ở góc độ đại cục, Hạ Tưởng trừ phi không muốn tạo sự khác biệt. Nếu muốn phát triển nền kinh tế của thành phố Thiên Trạch thì phải chấp nhận anh ta một cách vô điều kiện. Nhưng lại nghĩ, thị trường Hạ cũng từng bị sự quấy nhiễu bởi kiến nghị lâm thời. Hắn không có ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với Hội đồng Nhân dân, lẽ nào là Trần Khiết Văn? Hay là Sử Đại Hải? Chiến kính bằng hoài nghi mấy người, cuối cùng cũng không đưa ra được một kết luận có tác dụng nào. Chỉ mỗi nguyên nhân bản thân thì không hề nghĩ đến, không cho rằng vấn đề của mình có thể dẫn đến việc các ủy viên thường vụ bỏ phiếu chống cho mình. Sau sự khiếp sợ và cảm giác bị lăng nhục, nghe Sử Đại Hải nói, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và thị trưởng sẽ tìm từng người một nói chuyện, phải đảm bảo lần tuyển cử thứ hai tiến hành thuận lợi thì anh ta mới tỉnh người. Biết rằng bây giờ không phải là lúc truy cứu ai là người ở phía sau bức màn giật dây, mà hiện tại chính là thời điểm mấu chốt để anh ta cứu lấy sinh mạng chính trị của mình. Hạ Tưởng tiến lên cầm tay chiến kính bằng khuyên giải an ủi vài câu. Đừng có áp lực tâm lý, bình tĩnh ứng phó. Khi phải phát biểu thì nhớ phải khiêm tốn một chút. Chuyện lớn nói ít thôi, nói nhiều chuyện nhỏ. Một số ủy viên thường vụ lớn tuổi rồi. Không thích những người trẻ tuổi không thiết thực. Chiến kính bằng chợt hiểu ra điều gì, gật gật đầu, không nói gì. 2 giờ sau, tiến hành tuyển cử một lần nữa. Cuối cùng thì cuộc tuyển cử diễn ra thuận lợi. Chiến kính bằng toàn bộ được phiếu trúng tuyển. Cuối cùng đại hội tuyển cử vẫn là một đại hội thắng lợi, một đại hội tốt đẹp toàn vẹn. Chỉ có điều ai cũng thật không ngờ chính là, chính trong 2 tiếng đồng hồ đó tình hình huyện Bào Mã có đột biến. Hà Trạch Lâm sợ tội tự sát. Để đảm bảo tuyển cử lần thứ 2 tiến hành thuận lợi, Trần Khiết Văn đề nghị tắt hết điện thoại di động đi. Vì thế nên trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, một số nhân vật số 1 của thành phố Thiên Trạch mất đi sự liên hệ với bên ngoài. Nhưng sự việc thì thường hay đúng dịp. Chính trong 2 tiếng đồng hồ đó, huyện Bào Mã xuất hiện một biến cố lớn ngoài dự đoán. Thứ nhất là Hà Trạch Lâm tự sát. Hà Trạch Lâm vốn ngay từ đầu thì rất phối hợp trong việc giải thích vấn đề, không chống lại, cũng không ra sức đưa điều kiện này điều kiện nọ để khước từ. Dường như là hỏi gì nói nấy.
gần như không tốn nhiều sức để có được lời khai. Đồng thời trong lúc lấy lời khai của Hà Trạch Lâm lại chứng thực hành vi bao che buôn lậu thuốc phiện của Lại Quang Minh. Còn có vụ tham ô nhận hối lộ và quan hệ nam nữ bất chính của Phạm Minh Vĩ cũng bị Hà Trạch Lâm nói thẳng ra. Dù sao thu hoạch thật lớn, Hà Trạch Lâm gần như chính là chìa khóa của huyện Bảo Mã, đột nhiên mở ra rất nhiều ổ khóa. Nhưng cũng chỉ là đến anh ta là thôi, truy cứu thêm nữa thì anh ta không chịu mở miệng. Lịch Phi và Lưu Phong Thanh vừa chạm trán thì cho rằng sự việc tất yếu phải đào sâu tìm hiểu thêm liền quyết định điều tra xung quanh sự thực phạm tội của Hà Trạch Lâm, tiếp tục khai quật manh mối mới. Nhưng Hà Trạch Lâm một mực chắc chắn y không bị ai sai khiến cả, chỉ một mình y làm và một mình y sẽ gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Tuy nhiên Lưu Phong Thanh cũng không đơn giản. Sau khi tiến hành xâm nhập nói chuyện vài lần với Hà Trạch Lâm, Hà Trạch Lâm có sự buông lỏng rõ ràng. Sau lần nói chuyện cuối cùng Hà Trạch Lâm nói muốn hút thuốc, muốn uống rượu, muốn ăn thịt gà nướng. Tổ điều tra vừa làm thỏa mãn nhu cầu của y xong, sau khi cơm no rượu say xong thì Hà Trạch Lâm nói một câu cuối cùng. Tôi phải suy nghĩ kỹ vào buổi trưa. Kết quả thật không ngờ buổi chiều anh ta tự sát. Chỉ dùng một miếng xương gà bẻ gãy đâm vào động mạch chủ, cuối cùng máu chảy quá nhiều mà chết. Hà Trạch Lâm tự sát, chấn động toàn bộ huyện Bảo Mã, cũng gây chấn động đến thành ủy Thiên Trạch. Về phương diện thành ủy trong tình huống tạm thời không liên lạc được với Bí Thư Trần và Thị trưởng Hạ, Bí Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lúc này đi thẳng đến huyện Bảo Mã. Càng khiến tất cả mọi người đều thật không ngờ chính là, ngay tại thời điểm Thiên Trạch rối loạn nhất, Dương Kiếm lại ung dung gọi một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, Bành Vân Phong cũng gọi đi một cuộc điện thoại. Một giờ sau, Cục Giám sát Đất đai Bắc Kinh nhận được một tài liệu tố cáo, nói đến vấn đề quy hoạch phi pháp quy mô lớn trong thời gian dài của huyện Bảo Mã, chứng cứ vô cùng xác thực, tài liệu tỉ mỉ xác thực. Lúc đó khiến cho các vị lãnh đạo cục rất chú ý, lập tức tổ chức hội nghị bố trí công tác. Gần như ngay cùng một lúc, trên mạng đưa ra một thông tin có tính bùng nổ lại khiến cho huyện Bảo Mã đứng trước đầu sóng ngọn gió. Một bài viết, điều tra về, quy hoạch, vi phạm quy định quy mô lớn của huyện Bảo Mã. Trong khoảng thời gian chưa đến một tiếng, xuất hiện tại các vị trí tiêu đề trên các trang web lớn. Tiến hành đồng bộ, gió mạnh lửa lớn. Chương 984, Đại Loạn. Cục Giám sát đang họp thảo luận về vấn đề đất đai huyện Bảo Mã, trong thời gian cuộc họp liền nhận được thông tin bùng nổ trên mạng, liền quyết định bố trí ngay, yêu cầu phản ứng thật nhanh. Mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Phong đang xem thông tin trên mạng, sau khi thấy được tin tức về tiêu cực ở huyện Bảo Mã thành phố Thiên Trạch thì liền đập bàn một cái. Một ngọn lửa lớn thanh thế lẫy lừng sắp thắp sáng bầu trời huyện Bảo Mã. Đợi khi Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng và Chiến Kính Bằng trở lại thành ủy, tình thế đã có sự thay đổi lớn. Sau khi biết được tình hình, Trần Khiết Văn quá kinh sợ, thiếu chút nữa thì không đứng vững được. Nếu nói Hà Trạch Lâm tự sát chỉ làm cho bà ta ngạc nhiên thì sự phản ứng nhanh của Cục Giám sát khiến cho bà ta trở tay không kịp. Ngồi trên ghế hồi lâu mà không dám tin chuyện đã xảy ra là sự thật. Lại còn thông tin đồng thời phát tán trên mạng, hoàn toàn là chú giải cho hành động của Cục Giám sát. Phối hợp cùng hành động thật ăn ý, không chút khe hở. Tuyệt đối là có người đã hành động theo kế hoạch tỉ mỉ đã định sẵn. Là Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng rõ ràng vừa mới ở cùng một chỗ với bà ta, còn tắt cả điện thoại di động nữa. Nửa ngày ở cùng với bà ta, như hình với bóng, không có cơ hội để thao túng tất cả. Hơn nữa vụ Hà Trạch Lâm tự sát lại là việc đột nhiên xảy ra, không thể sắp xếp trước được. Nhưng nắm bắt thời cơ chuẩn xác như thế, là ai mượn chuyện của Hà Trạch Lâm để châm ngòi nổ cho huyện Bảo Mã chứ? Trần Khiết Văn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bà ta hận cái kẻ tiểu nhân ra tay sau lưng. Bất kể là kẻ bày ra có phải là Hạ Tưởng hay không thì chắc chắn còn có một người chủ mưu ở trong thành ủy. Dương Kiếm, đúng, khẳng định là y vẫn bắt lấy vụ vi phạm quy định đất đai không buông. Hạ Tưởng cũng có dấu hiệu buông tay rồi, nhưng y thì như chó điên vậy, không chịu buông ra. Ngoài y ra thì không còn ai khác nữa. Trần Khiết Văn hận Dương Kiếm đến thấu xương. Không hận không được, huyện Bảo Mã xuất hiện vụ việc cục trưởng công an tự sát. Dù là bà ta suy đoán cái chết của Hà Trạch Lâm chắc chắn cũng có nội tình bên trong. Nhưng bất kể là gã ta chết vì lý do gì, thì thân phận cục trưởng công an của gã cũng là một điểm nhạy cảm, sẽ dẫn đến sự suy đoán vô bờ của giới truyền thông. Lại vừa khéo lúc này bùng phát nội tình về việc vi phạm quy định đất đai của huyện Bảo Mã. Thật là như thêm dầu vào lửa. Chính là tôn thờ tâm lý e sợ thiên hạ không loạn.
Trần Khiết Văn lập tức mời họp hội nghị công tác bí thư. Hội nghị vừa mới bắt đầu, liền nhận được điện báo của tỉnh ủy. Tình thế thay đổi cực nhanh, hoàn toàn khiến thành ủy Thiên Trạch lâm vào thế bị động. Việc đầu tiên mà tổ giám sát làm là bố trí công tác, thứ nhất là thành lập tổ giám sát hơn nữa lập tức đến hiện trường huyện Bảo Mã, phải điều tra thiết thực vấn đề vi phạm quy định luật đất đai của huyện Bảo Mã. Thứ hai, kịp thời thông báo đến những người phụ trách có liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến và Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh Yến về tình hình có liên quan đến huyện Bảo Mã, yêu cầu nhanh chóng thành lập tổ điều tra, tiến hành điều tra kéo dài các vấn đề còn tồn tại và xử lý nghiêm trị theo pháp luật. Thứ ba, lập tức nói chuyện với người phụ trách thành ủy Thiên Trạch, thông báo tính nghiêm trọng của vấn đề tồn tại ở huyện Bảo Mã, yêu cầu tuân theo nguyên tắc, vừa xử lý việc, vừa xử lý người, điều tra nghiêm túc, chỉnh đốn hoàn toàn. Trần Khiết Văn kinh hoàng, không ngờ Bắc Kinh phản ứng nhanh như vậy. Tổ giám sát đã từ Bắc Kinh xuất phát đang hướng về huyện Bảo Mã. Hơn nữa cục giám sát chỉ đích danh cùng Dương Kiếm bàn chuyện, cần tiến hành điều tra và thông báo về vấn đề vi phạm quy định đất đai. Điều càng làm cho bà ta kinh ngạc đó là Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Lý Ngôn Hoàng lần lượt ra chỉ thị, yêu cầu Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh dẫn đầu. Các đồng chí có liên quan của Sở Nông nghiệp tỉnh và Ban công nông tỉnh ủy thành lập một tổ điều tra, tiến hành điều tra rõ về vấn đề vi phạm quy định đất đai của huyện Bảo Mã. Và đã hành động luôn, ngay trong đêm cũng đến huyện Bảo Mã tiến hành điều tra. Tổ giám sát của Cục Giám sát, tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã được thành lập. Hơn nữa hành động rất nhanh chóng, lần lượt đi đến hiện trường. Coi như là bao quanh toàn bộ thành phố Thiên Trạch. Chứng tỏ sự không tín nhiệm của tổ giám sát và tổ điều tra đối với thành ủy Thiên Trạch. Bị động, rất bị động. Một huyện Bảo Mã nho nhỏ, hiện tại là tổ điều tra liên hợp thành ủy, cộng thêm tổ giám sát và tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh nữa, ba tổ cùng điều tra, huyện Bảo Mã thực sự trở thành cái bánh ngọt thơm phức. Đáng tiếc là một cái bánh có thể gây bỏng tay. Điện thoại của tỉnh ủy là của ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký gọi tới, truyền đạt chỉ thị tinh thần của Bí thư Phạm. Bí thư Phạm yêu cầu thành ủy Thiên Trạch hành động một cách thiết thực, phối hợp với công tác của tổ giám sát và tổ điều tra, phải điều tra rõ chân tướng sự việc, chứng thực từng cá nhân, không cần biết sẽ đề cập đến ai cũng phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không được nương nhẹ. Vương Bằng Phi giọng điệu rất nghiêm khắc. Vừa mới ngắt cuộc điện thoại của Vương Bằng Phi, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong liền gọi điện thoại đến. Bí thư Trần, Thiên Trạch xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi toàn là thông qua thông tin trên mạng mà biết được. Là tôi quá chú ý đến mạng, hay là vì thành ủy Thiên Trạch rất không quan tâm đến ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trần Khiết Văn chẳng còn gì để nói. Ngoại trừ việc tự phê bình mình ra thì không tìm được bất cứ lý do nào. Trong lòng đã biết chắc sẽ bị mắng một trận. Thế là thôi rồi, đã đắc tội hoàn toàn với trưởng ban Lý rồi. Xem lần sau khi dập lửa, làm thế nào dám mở miệng với trưởng ban Lý chứ? Trần Khiết Văn, sứt đầu mẻ chán. Hạ Tưởng ở một bên cũng kinh ngạc, sự bùng nổ thông tin trên mạng thực sự là bành vân phong châm lên theo như mưu kế của hắn. Chính là muốn xuất kích từ mặt bên, từ đó khiến cho tỉnh ủy chú ý. Sau đó tiến hành kiểm tra từ trên xuống dưới nhưng không ngờ có người âm thầm đưa tài liệu gửi thẳng lên cục giám sát. Không cần nghĩ, chắc chắn là bút tích của Dương Kiếm. Đối với Dương Kiếm dám làm trái ý của Mai Thái Bình. Ngấm ngầm phơi bày ra chuyện của huyện Bảo Mã, hắn cũng thầm thán phục. Hành động này của Dương Kiếm không cần biết là xuất phát từ công tâm hay hận thù cá nhân thì đều đã có sự mạo hiểm chính trị cực lớn như vậy, chẳng may Mai Thái Bình biết được là thủ đoạn của y chắc chắn là sẽ rất bất mãn với y. Dương Kiếm là người nhà họ Mai. Chuyện lớn không nghe theo chỉ thị của nhà họ Mai chính là đi ngược lại với lợi ích của nhà họ Mai. Mai Thái Bình sẽ không dễ dàng tha thứ hành vi của Dương Kiếm. Hơn nữa chuyện vi phạm quy định đất đai có liên quan đến lợi ích nhà họ Khâu, dễ dẫn đến xung đột lợi ích giữa nhà họ Khâu và nhà họ Mai. Ông ta chắc chắn không thể chấp nhận được việc Dương Kiếm có hành động vì cái nhỏ mà để mất cái lớn. Đương nhiên điều kiện tiền đề là có chứng cứ xác thực chĩa vào Dương Kiếm. Tạm thời không để ý đến điểm xuất phát và hậu quả của Dương Kiếm gây ra, nhưng từ thời cơ mà Dương Kiếm châm lên, anh ta chắc chắn âm thầm ăn ý với Bành Vân Phong. Hay nói cách khác. Có ước định với nguyên dã xa tận nước Mỹ kia. Bởi vì Dương Kiếm chặn ngang một tay, sự phát triển của sự việc đã nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu của hắn, cũng đã làm loạn kế hoạch của hắn.
Hắn vốn định sau khi châm ngòi nổ lên thì còn đợi ngọn lửa giúp sức một thời gian sau mới có thể hoàn toàn đốt sáng huyện Bảo Mã lên. Vừa hay lúc có thể hừng hừng đốt cháy ngọn lửa huyện Bảo Mã, hỗ trợ chủ tịch tỉnh thống tổng hợp nguồn tài nguyên gang thép. Từ đó thuận thế bóp chết những âm thanh phản đối lại. Không ngờ, kế hoạch không theo kịp sự biến đổi. Thủ đoạn của Ả Dương Kiếm rất sắc bén, trực tiếp đã kinh động đến cục giám sát, khiến cho việc điều tra và xử lý toàn phương diện đã đến trước thời hạn. Nói thực, đã khiến cho hắn trở tay không kịp. Cũng không cần chỉ trích Dương Kiếm điều gì. Điểm xuất phát của mỗi người không giống nhau nhưng mục đích là giống nhau. Chỉ có điều, sự bố trí bị phá rối. Khó tránh phải bố trí lại. Đợi nửa tháng sau, khi việc quy hoạch tổng hợp tài nguyên được đưa ra, cái cần ứng phó đến từ tiếng phản đối do Trần Khiết Văn đứng đầu. Độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều so với điều hắn dự tính. Cứ chờ xem sao, Hạ Tường tin rằng sẽ có ánh sáng cuối con đường. Trước mắt điều quan trọng vẫn là thống nhất ý kiến, ứng phó với nguy cơ huyện Bảo Mã. Không sai, chuyện đã lên đến mức nguy cơ, bởi vì còn thêm một chuyện Hà Trạch Lâm tự sát. Hà Trạch Lâm tự sát nhất định có nội tình sâu thẳm bên trong. Không bài trừ Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng có một người nhúng tay vào. Nhưng hiện tại thì hiển nhiên vẫn chưa kịp điều tra sự thực. Chỉ là một vấn đề vi phạm quy định đất đai thôi cũng đủ để Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng chịu không nổi. Hạ Tường thở dài trong lòng. Ở thành phố Lang, hắn chủ động đả kích Nga Ni Trần, đồng thời theo đuổi không rời Cổ Hướng Quốc, chính là muốn đem lại bầu trời xanh cho thành phố Lang. Đến thành phố Thiên Trạch, hắn vốn an tâm phát triển kinh tế, làm việc khiêm tốn. Một mắt nhắm một mắt mở đối với rất nhiều chuyện, nếu như mâu thuẫn thực tại không có cách nào hóa giải, thì mới dùng thủ đoạn đối kháng cứng rắn. Điều đáng tiếc chính là, thành phố Thiên Trạch âm u, cái xoáy nước ẩn sâu dưới mặt nước kia còn khiến người ta kinh sợ hơn, càng có sức uy hiếp hơn cả sóng gió trên bề mặt của thành phố Lang. Hắn muốn phát triển kinh tế thì động đến lợi ích của người khác. Người khác không tranh cãi ầm ĩ với hắn, không uy hiếp nhân thân của hắn, càng không đối ứng cứng rắn với hắn mà lại âm thầm xuất chiêu từ một nơi ẩn nấp bí mật. Ra chiêu ngầm Hạ Tưởng cũng không sợ, nhưng Biện Hữu Thủy cũng vậy. Rõ ràng là người đầy mùi hôi tanh mà còn dám lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn. Chẳng phải là tự mình rước lấy phiền phức hay sao? Với tính cách của Hạ Tưởng, không chừng chỉ kẻ tiểu nhân như thế này thì không còn là Hạ Tưởng nữa. Không nhắc đến cái thủ đoạn không hợp thời kiến nghị điều động lâm thời kia, thì vi phạm luật đất đai cũng đủ để y bị đánh ngã. Càng không cần nhắc đến việc tuyên truyền câu chuyện nhân vật anh hùng như một thằng hề kia cũng là một thủ đoạn bỉ ổi. Hạ Tưởng mặt ngoài không nói. Trên thực tế có khi cũng ghê tởm Biện Hữu Thủy không chịu được. Hội nghị công việc bí thư mở rất ngắn gọn, thật sự không có cái gì dễ nói. Chỉ ngoài việc truyền đạt chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, hiện tại thành ủy Thiên Trạch hoàn toàn là bị động ứng phó, cấp trên hoàn toàn không để cho Thiên Trạch lựa chọn đường sống. Tổ giám sát và tổ điều tra đều không hỏi ý kiến của Thiên Trạch trước, thì đã đến rồi. Thiên Trạch ngoài việc đón tiếp ra thì chẳng có quyền cự tuyệt. Cuối cùng đạt được nhận thức chung, Trần Khiết Văn ra mặt nghênh đón tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hạ Tưởng ra mặt tiếp đãi tổ giám sát. Về mặt ngoài xem ra sắp xếp như thế là hợp quy tắc, nhưng trên thực tế thì ai cũng biết Trần Khiết Văn đã chuẩn bị đường lui rồi. Tổ giám sát phụ trách giám sát tình hình sử dụng đất đai toàn quốc. Nhưng chỉ có quyền giám sát và báo cáo lên trên, chứ không có quyền xử trí. Quyền xử trí quy về địa phương. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất là tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự mới chỉ là một bên có quyền quyết định. Tổ giám sát về sau bất kể là đưa ra được một kết luận nào, ý kiến nào thì cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh đệ trình báo cáo lên tỉnh ủy. Nói cách khác. Báo cáo mà Tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh đệ trình cuối cùng sẽ có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sinh mạng chính trị của Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Trần Khiết Văn phải phụ trách, tiếp đãi Tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi hội nghị còn chưa kết thúc, Tổ giám sát từ Bắc Kinh đã tới thành phố Thiên Trạch. Sau khi Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng ra nghênh đón thì do Hạ Tưởng liên hệ cụ thể với người phụ trách và cùng đi đến huyện Bảo Mã. Đồng hành còn có phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm. Đến huyện Bảo Mã, toàn bộ huyện ủy đã rối loạn. Chương 985, trách nhiệm. Dọc đường đi, Dương Kiếm giới thiệu một cách tỉ mỉ về sự vi phạm quy định đất đai của huyện Bảo Mã với người phụ trách của tổ giám sát Vương Sương Vĩnh. Vương Sương Vĩnh khá trẻ tuổi, khoảng 36 tuổi, mắt đeo kính nhìn rất thư sinh.
Anh ta chỉ kiên nhẫn lắng nghe lời giới thiệu của Dương Kiếm chứ không ngắt lời, không nói chen vào, không phát biểu ý kiến gì. Dường như đối với vấn đề vi phạm quy định đất đai thì cũng không có lập trường thiên hướng nào. Huyện Bào Mã khắp nơi đều nóng lên rồi, không loạn mới lạ. Bây giờ nên chuyển thành huyện Bào Lư rồi. Biện Hữu Thủy trong tình cảnh cấp bách, Trương Hòa Hưng vô cùng lo lắng. Hai người đều như kiến bò trên chảo nóng vậy, nhưng cũng may đều giữ được sự bình tĩnh, không đến nỗi trở thành con ruồi không đầu. Sự phát triển của tình hình vượt quá phạm vi khống chế của hai người họ. Lửa lớn bốc lên mấy chỗ liền, lập tức liền đốt cháy cả bầu trời Bào Mã. Nếu như coi đây là ngọn lửa thứ ba của thị trưởng hạ quan mới lên nhậm chức, thì thế lửa cũng khó tránh khỏi hơn lớn đấy nhỉ. Nếu là bình thường thì còn tốt, việc xử lý vi phạm luật đất đai họ đã làm xong báo cáo, nhưng bây giờ thì thời cơ không tốt. Lại đúng vào lúc Hà Trạch Lâm tự sát, tự nhiên tăng lên rất nhiều biến số. Biện Hữu Thủy trong lòng lo lắng vô cùng. Vừa thấy Hạ Tưởng và Dương Kiếm cùng đến với tổ giám sát thì lại càng khiến lòng dạ Biện Hữu Thủy bồn chồn, biết rằng cửa ải sắp tới đây không dễ vượt qua. Ông ta cũng cẩn thận tiến ra nghênh đón, muốn hỏi nhỏ tiếng hỏi kỹ Hạ Tưởng, nhưng lại thấy thị trưởng Hạ đánh mắt một cái, ý là bây giờ không tiện tiếp xúc riêng. Ông ta đành bàn chuyện chung. Thị trưởng Hạ cũng không làm chủ, hắn tỏ vẻ tự nhiên muốn làm gì cũng được, Vương Sương Vĩnh làm thế nào, hắn sẽ làm theo chỉ thị như thế đó. Hiển nhiên không chỉ là làm bộ làm dáng mà là thực sự cởi mở rộng rãi. Vương Sương Vĩnh lúc này mới nhìn thêm thị trưởng Hạ vài lần, dường như mới tin tưởng thành phố Thiên Trạch hoàn toàn không trốn tránh, không đùn đẩy đối với vấn đề vi phạm quy định đất đai. Thái độ rất tốt, họ ẩn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Anh ta còn tưởng rằng thành phố Thiên Trạch ít nhất cũng phải tìm cách che đậy một phần, không như thế thì cũng phải mượn cớ để trốn tránh trách nhiệm. Thành ủy không trốn tránh trách nhiệm, ý có phải là muốn hy sinh huyện Bào Mã? Vương Sương Vĩnh ánh mắt nhìn Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng mấy lần. Biện Hữu Thủy nghĩ thầm rằng có thị trưởng Hạ cùng đi, thì cơ hội tặng quà ông ta cũng không có. Không biết Vương Sương Vĩnh có thể mua chuộc được không? Với y thì xem ra ai cũng có thể mua chuộc được, chỉ là đồng ý đưa ra giá cao thôi. Chỉ có điều chuyện xảy ra đột nhiên, ông ta đều không có sự chuẩn bị nào. Một nhóm người đến hiện trường mà Đông Y Thiên Trạch vi phạm quy định đất đai. Nhìn thấy rất nhiều đất đai vi phạm đã dỡ bỏ một số công trình xây dựng tạm thời. Những thứ linh tinh lộn xộn ngổn ngang khắp nơi. Đồng ruộng đang tốt đẹp như thế lại trở thành thế này, ai cũng thấy mà đau lòng. Lúc này vốn là mùa vụ đầu xuân bận rộn, nhưng cả một mảnh đất lớn đều trở thành đất hoang rồi. Là con nhà nông, Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng đau lòng. Con người sai lầm trong việc sử dụng đất một lúc, đất trả lại cho con người một năm. Không điều khiển việc bán đất lung tung. Kết quả đất đai chỉ trở thành một công cụ kiếm lợi nhuận, không mang đến giá trị kinh tế chân chính. Qua tay vài lần, dường như rất phồn vinh, nhưng thực tế cuối cùng thì thua lỗ chính là tiền ngân hàng, là tiền của quốc gia. Tiền của ngân hàng là tiền gửi của nhân dân, là tiền mồ hôi xương máu của nhân dân. Chả trách có người nói những người ngốc thì đều dồn tiền để những kẻ thông minh đi tiêu. Tuy rằng nói rất khó nghe, nhưng đó là một sự thật không thể không đối mặt. Đều là đất đai dùng trong nông nghiệp. Đất nông nghiệp là một dải đỏ, không thể động vào. Vương Sương Vĩnh rốt cục cũng nói. Câu nói khiến cho Biện Hữu Thủy trầm xuống. Chính phủ chiếm dụng một mẫu đất, thuê lại của người nông dân mỗi năm hơn 1.000 tệ. Nhưng truyền tay nhau bán cho nhà đầu tư bất động sản mỗi mẫu đất hơn 400.000 tệ. Chính phủ cũng trở thành doanh nghiệp rồi. Thủ tướng đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần, muốn phân chia lợi ích với dân thì không được tranh lợi với dân. Hạ Tưởng liền biết được lập trường chính trị của Vương Sương Vĩnh. Biện Hữu Thủy vội không ngừng giải thích với Vương Sương Vĩnh, rằng về phương diện huyện ủy thì không hề biết tình hình, mà đều là do phương diện chính phủ dẫn đầu tiến hành quy hoạch. Là giao dịch giữa chính phủ và Đông Y Thiên Trạch, ngụ ý chính là trốn tránh đún đẩy toàn bộ trách nhiệm cho bộ máy chính phủ. Trương Hòa Hưng sắc mặt thật không tốt. Hạ Tưởng cũng không muốn xem họ đấu tranh nội bộ, đang muốn mượn cớ để đi khỏi, thì điện thoại đúng lúc reo lên. Đó là cuộc gọi của Khâu Tự Phong, liền nghĩ lại hành động của nhà họ Khâu thật là nhanh. Thị trưởng Hạ, chuyện lớn lên rồi thì chẳng có lợi cho ai cả. Anh thân là thị trưởng cũng phải gánh vác một chút trách nhiệm, hà cớ gì chứ? Khâu Tự Phong giọng điệu dù là rất kiềm chế nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe ra sự oán hận. Trưởng ban Khâu, không phải là vấn đề làm lớn hay không làm lớn mà là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Hạ Tưởng cũng cảm động và nhớ tới tình nghĩa của nhà họ Khâu trước đây đối với hắn, cần giải thích vài câu. Lần trước đúng là đã nói có một tháng giảm sóc, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải là cái mà tôi có thể khống chế được. Khâu Tự Phong trầm mặc hồi lâu. Nhà họ Khâu sẽ điều tra rõ người ở sau bức màn là ai, sẽ ghi nhớ món nợ này. Hạ Tưởng cũng đáp lại một câu. Nhìn mảnh đất hoang tàn, tôi cảm thấy Đông Y Thiên Trạch cũng nên bị phạt. Chuyện đã làm sai thì phải nhận sai. Khâu Tự Phong không nói liền ngắt điện thoại luôn. Hạ Tưởng tâm trạng không tốt lắm. Lợi ích của gia tộc là lợi ích của nhân dân không phải là lợi ích sao? Vốn lợi nhuận của Đông Y đã cao rồi, còn liên hợp ở huyện lừa gạt người nông dân thu nhập mỗi năm chỉ khoảng mấy ngàn tệ, là có ý gì? Là có bản lĩnh sao? Hay là nghĩ rằng người nông dân dễ lừa gạt, có thể lừa trắng họ, có thể tùy ý ức hiếp họ? Trong mớ hỗn tạp đó, có một biểu ngữ bị người ta ném trên mặt đất. Dù là bề mặt bị người ta dẫm bẩn đến không ra hình thù gì, nhưng vẫn có thể thấy mấy chữ cái lớn, hãy để lại đất trồng cho con cháu canh tác. Là sự kêu gào và sự bất đắc dĩ của máu và nước mắt của người nông dân. Khâu Tự Phong không nói bất cứ nguyên tắc nào, cho rằng, ích lợi của thế lực gia tộc thì không thể bị bất cứ ai xâm phạm vào. Mà không nghĩ lại, nếu như không xâm chiếm lợi ích của nhiều người khác thì làm sao có thể hình thành nên lợi ích của tập đoàn gia tộc. Bảo vệ lợi ích bản thân là chuyện bình thường, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng chiếm dụng lợi ích của người khác một cách phi pháp mà còn không để cho người ta phản kháng. Đó là điều vô sỉ kinh khủng. Theo như cách làm của Khâu Tự Phong ở Đông Y Thiên Trạch, Hạ Tưởng bước đầu lĩnh hội được thế lực gia tộc áp bức kẻ yếu, hơn nữa còn có ý đồ ngự trị trên pháp luật, càng khiến cho hắn kiên định thêm niềm tin trong tim. Con đường phía trước còn dài và gập ghềnh nhưng hắn cũng sẽ không chùn bước mà tiến lên. Bước một con đường không bằng phẳng như mọi người, cần có đủ sự kiên nhẫn và dũng khí, cần có trí tuệ chính trị cao hơn nữa. Hơn nữa hắn cũng có lo lắng. Chuyện Đông Y Thiên Trạch, nhà họ Khâu sẽ không thể lôi hắn ra làm gì. Vì nhà họ Khâu đối lý, mà hắn thì ở trên vị trí tối cao của đạo nghĩa và chính nghĩa. Hắn cũng luôn luôn chuẩn bị nghênh tiếp áp lực đến từ nhà họ Khâu. Cùng lúc Hạ Tưởng đi với tổ giám sát, tổ điều tra ủy ban nhân dân tỉnh cũng đi tới Thiên Trạch. Sau khi gặp Trần Khiết Văn thì chỉ ở lại Thiên Trạch nửa giờ ngắn ngủi rồi lại đến huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã trở thành tiêu điểm của thành phố Thiên Trạch, tỉnh Yến thậm chí là cả Bắc Kinh. Trên mạng tin tức đã hừng hực như cơn bão lửa vậy, châm ngòi thổi gió. Thường Hảo chỉ đành gọi điện thoại cho ban tuyên giáo tỉnh ủy dập tắt ngọn lửa, nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt. Bất đắc dĩ, đành phải nhờ đến sự trợ giúp của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ lại nói một câu nằm ngoài dữ liệu của anh ta. Phải cho phép dân mạng tự do ngôn luận, hơn nữa chuyện huyện Bào Mã cũng là chuyện thật, đã là sự thật rồi thì cũng đừng sợ lộ cái xấu ra làm gì. Thường Hào hiểu ra, sự kiện vi phạm quy định đất đai e rằng là do thị trưởng Hạ cố ý châm ngòi. Nếu như y đoán không nhầm thì người phóng hỏa vẫn là Nguyên Dã. Nguyên Dã trở thành Diêm, lần trước anh ta trốn ở nước ngoài quạt gió châm lửa. Bây giờ thì làm như vậy, khiến cho Thường Hào dở khóc dở cười. Nguyên Dã người khiến anh ta căm hận lại là dưới sự kích động khéo léo của thị trưởng Hạ, trở thành một mồi lửa của rất nhiều sự kiện. Thực sự là một sự châm chọc khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Nguyên Dã từ lúc xuất hiện ở Thiên Trạch, đã nhen nhóm phục bút ngọn lửa thứ ba của thị trưởng Hạ. Tổ giám sát và tổ điều tra ủy ban nhân dân tỉnh ở huyện Bào Mã một ngày liền bắt đầu có cuộc họp hội ý thống nhất ý kiến, để dễ liên hợp báo lên ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn cùng ngày liền quay trở về thành phố, tiếp tục tổ chức hội nghị thảo luận làm thế nào để đối phó với cục diện sắp tới và bắt đầu thương thảo ý kiến xử lý của thành ủy đối với huyện Bào Mã. Chuyện lớn rồi thì cần phải giải thích với tỉnh ủy và công chúng. Trần Khiết Văn vẫn là muốn bảo vệ biện hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Tại hội nghị công việc bí thư, trước mặt Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị và Từ Hâm bà ta nói ra suy nghĩ của mình. Phương diện chính phủ sai lầm. Không thể để cho bí thư chịu trách nhiệm được. Như vậy là không công bằng, cũng không hợp lý. Không những biện hữu Thủy chẳng hay biết gì mà Trương Hòa Hưng cũng không hay biết chuyện gì. Đều là phó chủ tịch huyện Chu Hàn Giang một tay thao tác hợp tác với Đông Y Thiên Trạch ngầm chiếm của công, kiếm lời trung gian bỏ túi riêng. Hạ Tưởng biết rằng, Trần Khiết Văn muốn qua cầu rút ván. Đã đến lúc nào rồi, mà còn muốn bảo vệ biện hữu Thủy và Trương Hòa Hưng.
thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không đề xuất ý kiến phản đối, chỉ nói đến đâu tính đến đó, và sau khi tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra kết luận thì thành ủy đưa ra quyết định cũng không muộn. Ý là muốn xem thái độ của tỉnh. Trần Khiết Văn ngẫm nghĩ một chút, cũng không cố nữa. Biết rằng bây giờ nói cái gì cũng là quá sớm. Kết quả xử lý cuối cùng đều phải xem kết quả tổng hợp của tổ điều tra và tổ giám sát của tỉnh. Vừa tan họp, Hạ Tưởng liền về văn phòng, còn chưa ngồi vào chỗ của mình liền nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Thị trưởng Hạ, ngọn lửa đốt rất lớn. Tự Phong rất là có ý kiến, bực tức cả ngày với tôi, nói rằng anh không nể mặt chút nào. Phó Tiên Phong giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Hạ Tưởng nghe ra anh ta có chút như là cười trên nỗi đau của người khác. Đông y Thiên Trạch nếu là sản nghiệp của nhà họ Ngô, ngọn lửa cũng sẽ cháy rực như thế. Đối diện với việc không đối diện với người. Và lại, cũng đã nói rồi, tôi cũng cho đủ thời gian để giải quyết tốt hậu quả. Ngọn lửa đốt lên sớm, cũng chẳng phải là việc tôi có thể kiểm soát được, cũng chỉ, được một tiếng. Chuyện xấu thì kiểu gì cũng lộ ra mà thôi. Phó Tiên Phong gọi điện thoại tới là có ý gì thì Hạ Tưởng cũng không muốn suy đoán. Hắn chỉ biết rằng, ở sự kiện Đông y Thiên Trạch, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhà họ Khâu không cảm kích thì thôi lại còn muốn oán trách hắn. Hắn không còn lời nào để nói, cũng không muốn thanh minh. Đông y Thiên Trạch chỉ là mới bắt đầu, lúc liên hợp tài nguyên gang thép thì mới thực sự là lúc được định rõ. Tôi vừa mới nói với Tự Phong, bề ngoài thì anh dựa vào thế lực gia tộc. Nhưng trên thực tế trong xương cốt vẫn ôm ấp hoài bão của bình dân. Hạ Tưởng, có lúc tôi cũng khâm phục một chủ nghĩa anh hùng cá nhân như anh. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh một câu, nhà họ Ngô khoan dung với anh nhưng sẽ không dung túng đâu. Đợi đến khi nhà họ Ngô trở mặt với anh thì anh sẽ không có nhiều sự lựa chọn đâu. Nếu như nhà họ Ngô lên tiếng để cho tất cả các thế lực gia tộc không tiếp nhận anh thì tình cảnh của anh sẽ nguy hiểm đấy. Chương 986, cục diện mơ hồ. Tuy nhiên, Phó Tiên Phong bỗng chuyển đề tài. Tiên Tiên sau khi trở về từ Mỹ luôn muốn làm việc gì đó. Tài nguyên dược liệu của Thiên Trạch phong phú, chỉ có một nhà thuốc đông y thì hơi lãng phí tài nguyên. Tôi nghĩ để Tiên Tiên đến thành phố Thiên Trạch đầu tư một nhà máy thuốc đông y ở đây. Hạ Tưởng sửng sốt, Phó Tiên Phong muốn làm gì? Quả thật, về nhà họ Ngô, Phó Tiên Phong nói hoàn toàn là thật. Hắn khi xưa giao thiệp và đi lại nhiều giữa thế lực gia tộc chính là vì hắn là một điểm tựa, có thể trở thành bước đệm của mấy nhà. Nhưng bây giờ cùng với sự lên cao của địa vị thì vầng quang của quyền lực càng ngày càng lớn. Hắn từ chỗ là một điểm tựa liền trở thành điểm vào. Đã có thể chính diện khuấy động lợi ích của gia tộc. Hắn phải đứng ở một vị trí nào đó. Việc liên hợp tài nguyên gang thép sẽ thực sự tác động đến lợi ích nhà họ Ngô. Hơn nữa ông Ngô sẽ ra tay thế nào đây? Hắn thực sự không biết rõ. Nhưng Phó Tiên Phong đưa ra vấn đề khó của nhà họ Khâu và nhà họ Ngô. Sau đó lại đưa ra vấn đề Phó Tiên Tiên đến Thiên Trạch đầu tư thuốc đông y, rõ ràng là muốn đoạt lấy việc kinh doanh của nhà họ Khâu. Đồng thời trong lời nói đó còn có ý tứ là, trong thời điểm mấu chốt muốn giúp hắn một tay, giảm bớt áp lực đến từ nhà họ Khâu và nhà họ Ngô. Điều kiện tiền đề là hắn phải có cơ sở hợp tác với nhà họ Phó, chính là dốc sức ủng hộ nhà họ Phó xây dựng nhà máy thuốc đông y. Vấn đề là, tài nguyên thuốc đông y của Thiên Trạch phong phú. Nhà họ Phó nuốt chửng như thế cũng khá là khó coi, trực tiếp đến cướp sản nghiệp truyền thống của nhà họ Khâu. Như thế là có chút ý muốn cướp thịt từ miệng hổ rồi. Nhà họ Phó không sợ nhà họ Khâu trở mặt sao? Hạ Tưởng cũng không muốn cùng Phó Tiên Phong hợp tác, cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, hắn cũng hiểu khá rõ. Anh ta rất giỏi đầu cơ trục lợi, cũng phải thôi, lúc này là lúc nhà họ Khâu phải mệt mỏi ứng phó, Đông y Thiên Trạch tất nhiên phải trả cái giá nhất định. Nếu không thì sẽ không dễ dàng xong chuyện, lúc này nếu như có được sự ủng hộ của hắn thì quả thật có thể giản lược hết thảy các thủ tục. Thậm chí còn có khả năng trong lúc Đông y Thiên Trạch bị điều tra thì có thể phê chuẩn thêm một nhà máy sản xuất thuốc Đông y. Nhưng như vậy thì hắn sẽ thực sự liên kết với nhà họ Phó cậy góc tường của nhà họ Khâu lên. Nhà họ Phó trong 4 tập đoàn thế lực gia tộc gần đây về chỉnh thể thì thế lực tăng lên một bậc. Vượt qua nhà họ Khâu và xếp vị trí thứ 3. Trong 4 nhà thì vừa có sự hợp tác vừa có sự đối kháng. Trong sự đọ sức với thế lực bình dân, đối với bên ngoài thì chắc chắn là một tiếng nói. Nhưng về cá nhân thì chắc chắn còn có cạnh tranh. Bất kể là về sự cạnh tranh thương trường hay là sự đọ sức trên chính trị thì cũng chưa từng ngừng nghỉ.
nhưng sự cạnh tranh giữa bốn nhà với nhau về căn bản đều có một sợi dây đỏ. Vừa là sợi dây đạo đức, vừa là sợi dây chính trị, không thể vượt qua được, cũng là bảo đảm cho cơ sở phát triển tốt đẹp về sau này cho thế lực chỉnh thể của mấy nhà. Phó Tiên Phong lúc này dậu đổ bìm leo đầu tư thuốc đông y, trực tiếp tham gia vào phạm vi thế lực truyền thống của nhà họ Khâu là hơi vượt mức rồi. Hạ Tưởng cũng không muốn chỉ trích Phó Tiên Phong điều gì. Lợi ích giữa bốn nhà xung đột với nhau, hắn không muốn tham gia vào, cũng không muốn thiên vị bên này, cách xa bên kia liền nói. Dự án đầu tư thuốc đông y là chuyện tốt nhưng làm thì phải thật cẩn trọng. Có rất nhiều việc phải làm như là báo cáo có tính khả thi, triển vọng thị trường, con đường tiêu thụ v.v. Phó Tiên Phong mỉm cười, tiếng cười rất sang sảng. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ anh gật đầu nữa là xong. Chẳng lẽ là Phó Tiên Phong đã sớm muốn dồn nhà họ Khâu vào góc tường rồi? Hạ Tưởng nghĩ, tôi đại biểu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch. Hoan nghênh đồng chí Phó Tiên Tiên đến Thiên Trạch đầu tư. Mặc kệ thôi, cứ yên lặng xem tình hình thế nào. Nhà họ Phó muốn đầu tư thì không thể cự tuyệt. Về thực tế với sản lượng thuốc đông y Thiên Trạch thì có xây thêm một nhà máy thuốc đông y nữa thì vẫn không hết. Ha ha! Tiên Phong hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Trước khi cúp điện thoại xuống, lại để lộ cho Hạ Tưởng một thông tin khiến người ta kinh ngạc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Lãnh Phong sắp về hưu rồi. Phó Tiên Phong muốn trở lại như ngày xưa, hơn nữa lại là chuyện liên quan đến Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Hạ Tưởng liền đoán được ngụ ý của Phó Tiên Phong, nhân vật chính chỉ nói chuyện không có câu nào là thừa. Anh ta sẽ không ngồi nhàn rỗi mà nói đến chuyện Lãnh Phong về hưu. Nghĩ lại Phó Tiên Phong để đó không dừng cũng 2 năm rồi. Một lần nữa trực tiếp bắt đầu sử dụng chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Công sức đúng thật là không nhỏ. Tin rằng 2-3 năm sau, vừa ra nhất định sẽ là chủ tịch tỉnh. Thế lực gia tộc vẫn là có cơ sở vững chắc của nó. Hệ bình dân nếu như bị miễn chức thì việc trở lại sẽ rất là khó. Dù là sử dụng lại một lần nữa, thông thường cũng sẽ lựa chọn những bộ ngành không quan trọng lắm hoặc là không ra gì. Ví dụ như trong các cơ cấu có ảnh hưởng nhỏ như cấp bậc kiểu như văn phòng Nam Thủy Bắc Điều, cũng là để che mắt thiên hạ. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới những điều mà trước kia Phó Tiên Phong đã làm, trong lòng khó chịu vô cùng. Vừa mới ngồi xuống xem mấy văn kiện một chút, muốn nói chuyện điện thoại với tỉnh, báo cáo ngắn gọn với Chủ tịch tỉnh Tống về tiến triển của tổ điều tra thì Từ Tử Kỳ ở bên ngoài gõ cửa. Thị trưởng Hạ, Phó Thị trưởng Chiến đến. Lúc Chiến Kính Bằng đi vào, Hạ Tưởng cúi khom người, không đứng dậy. Ngồi đi, Kính Bằng, có việc gì à? Chiến Kính Bằng vừa đến Thiên Trạch, thì Thiên Trạch lửa lớn mịt mù, trực tiếp làm hòa tan sự chú ý của mọi người đối với anh ta. Anh ta còn tưởng việc mình đến thành phố Thiên Trạch sẽ gây ra nghị luận khắp thành phố, trở thành đề tài hàng đầu của thành phố Thiên Trạch. Nhưng không ngờ lại vì vấn đề tuyển cử mà như bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó là chuyện náo loạn ở huyện Bào Mã thì bây giờ anh ta trở thành người bị lãng quên. Tâm trạng anh ta vô cùng khó chịu. Tôi muốn báo cáo công tác một chút với anh. Tôi sẽ nói một chút về tư tưởng công tác về sau của tôi. Chiến Kính Bằng đã chuẩn bị tốt muốn làm lớn một trận, tranh thủ trong vòng 3 năm ở Thiên Trạch lập được công trạng đủ lớn. Dựa vào các mối quan hệ của anh ta với các ủy ban trung ương và bộ giao thông để làm sống dậy giao thông của thành phố Thiên Trạch. Điều anh ta tính toán là, cho anh ta 3 năm rèn luyện kinh nghiệm chính trị địa phương, anh ta sẽ ngồi vào ghế chính hoặc sẽ điều tới thành phố khác đảm nhiệm chức thị trưởng, bởi vì anh ta ngày xưa làm việc ở Ủy ban Trung ương của Bắc Kinh. Kinh nghiệm ở địa phương không đủ. Bây giờ tôi đang bận, đợi có thời gian rồi hãy nói. Thái độ của Hạ Tưởng nằm ngoài dự kiến của Chiến Kính Bằng, không ngờ lại trực tiếp cự tuyệt như thế. Kính Bằng, cứ làm quen với môi trường làm việc đi đã rồi hãy làm quen với nhân sự. Hạ Tưởng chỉ nói đến đây, không nói thêm gì nữa. Ở Chiến Kính Bằng có một sự hấp tấp, vừa mới lên mà đã liền muốn làm lớn một trận. Suy nghĩ là tốt nhưng thất bại ở chỗ là quá nóng vội. Những chuyện trên chính trị gấp không được, đừng vừa mới lên mà đã muốn để cho người ta biết mình có người nâng đỡ như thế nào, mình có lai lịch tốt thế nào. Sau khi leo lên cao thì khó xuống, anh càng cho rằng mình giỏi thì những người ở dưới càng không phối hợp làm việc với anh. Cha anh dù có là bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến thì cũng phải tôn trọng các quy tắc ước định của chốn quan trường. Nếu không thì nửa bước cũng khó đi. Sự kiện không trúng tuyển đã là một lần nhắc nhở Chiến Kính Bằng.
không ngờ anh ta vẫn không rút kinh nghiệm, khiến cho Hạ Tưởng trong lòng không vui. Vấn đề giao thông thực sự là một vấn đề đã quấy nhiễu thành phố Thiên Trạch trong một thời gian dài. Ngay cả hắn cũng không thể mở ra được cục diện tốt. Chiến Kính Bằng có thể lợi dụng quan hệ để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của giao thông thành phố Thiên Trạch là một chuyện tốt. Hắn hoan nghênh cả hai tay nhưng cũng đừng coi mình có thể vung tay cao. Mới đến 3 ngày mà đã đòi giải quyết tất cả các vấn đề một cách dễ dàng. Còn có một điểm nữa. Rõ ràng, hiện tại hắn đang bận xử lý vấn đề huyện Bảo Mã. Chiến Kính Bằng không có mắt lại còn cứ muốn đề xuất báo cáo công tác. Đây chính là một biểu hiện sai lầm. Hiện tại toàn bộ hướng gió của thành ủy đều vây quanh vấn đề vi phạm quy định đất đai huyện Bảo Mã. Ai cũng không có lòng dạ nào đi triển khai những công việc khác. Chiến Kính Bằng ngay cả điều này mà cũng không nhìn ra, thực sự là đã rất mất điểm rồi. Anh ta tự coi mình là trung tâm, không biết phân biệt nặng nhẹ. Phải lúc nào cũng hiểu được điều lãnh đạo hiện tại quan tâm nhất là vấn đề gì. Nếu không thì trước mặt lãnh đạo báo cáo những vấn đề ông ta không quan tâm, không những sẽ không khiến lãnh đạo cho rằng anh có tài mà sẽ cho rằng anh chỉ gây thêm phiền phức. Hạ Tưởng thì sẽ không tính toán chi li với Chiến Kính Bằng, chỉ có điều hơi cảm thấy tiếc nuối. Chiến Kính Bằng nghĩ tất thảy mọi thứ quá đơn giản, để anh ta giải quyết vấn đề giao thông Thiên Trạch, e rằng sẽ không thật thuận lợi lắm. Chiến Kính Bằng bị Hạ Tưởng cướp lời một câu thì vẻ mặt khó chịu, ngây ra một lúc. Cũng may là giữ được vẻ bình tĩnh và khôi phục về bình thường. Vậy được rồi, đợi vấn đề huyện Bảo Mã xử lý xong thì tôi sẽ đến báo cáo sau. Cuối cùng cũng hiểu ra, Hạ Tưởng cũng liền khẽ gật đầu, lộ ra một tia cười tán thưởng. Dù sao hắn có thể gợi ý Chiến Kính Bằng bao nhiêu nhưng có hiểu được và tiến bộ hay không chính là do tạo hóa của anh ta. Chiến Kính Bằng đi ra, quay lại văn phòng của mình, sắc mặt xanh mét cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Nhan Chiếu. Nhan Chiếu, có thời gian thì chúng ta gặp nhau đi. Gặp nhau á, nói chuyện gì? Kim Nhan Chiếu âm thanh uể oải, có ý muốn từ chối. Tôi rất bận, gần đây phải làm rất nhiều chương trình. Hiện tại huyện Bảo Mã có chuyện lớn xảy ra, ban tuyên giáo tỉnh ủy hạ chỉ thị, yêu cầu công khai đưa ra ánh sáng khiến cho đài truyền hình thành phố loạn một nùi. Nói chuyện gì, thì nói chuyện xì căng đan giữa cô và thị trưởng Hạ. Chiến Kính Bằng vừa nghe huyện Bảo Mã thì càng tức, đúng là vì huyện Bảo Mã xảy ra chuyện mới cướp đi vòng hào quang của anh ta. Khiến anh ta có cảm giác rớt từ trên trời xuống đất. Trước đây anh ta đi đến đâu thì cũng đều là tiêu điểm của sự chú ý cả. Bây giờ đến thành phố Thiên Trạch, có ánh hòa quang do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đi cùng thì đâu đâu cũng chịu sự lạnh nhạt. Điều này khiến cho lòng tự tôn của anh ta bị tổn hại nghiêm trọng. Mảnh đất tồi tàn Thiên Trạch này, mảnh đất khỉ ho cò gáy, chả có ai tốt cả. Không có người tốt thì anh còn đến làm gì? Thiên Trạch không thiếu những người như anh. Đừng cho rằng mình giỏi lắm. Kim Nhan Chiếu cũng không nể mặt của y. Nói xong liền cúp điện thoại luôn. Chiến Kính Bằng tức giận đến đập bàn một cái, muốn chửi bậy nhưng rồi lại hít một hơi tỉnh táo, thầm nói với mình, bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới có thể đối diện được với cục diện phức tạp của thành phố Thiên Trạch. Đợi sau khi mình làm ra được công trạng rồi thì sẽ cho tất cả mọi người phải lác mắt xem trọng mình. Tổ giám sát và tổ điều tra Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi bàn bạc trong hội nghị một ngày liền báo cáo kết quả điều tra lên tỉnh ủy. Sau khi tỉnh ủy nhận được báo cáo, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh liền lập tức mở cuộc họp quản lý quy phạm đất đai toàn thành phố. Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ có bài phát biểu quan trọng. Chỉ ra trong công tác quản lý đất đai toàn tỉnh còn tồn tại một số những mắt xích yếu kém và một số vấn đề nổi cộm. Ở một số nơi, chưa được phê chuẩn đã sử dụng, lấy việc thuê để trưng dụng, mượn thời cơ để quy hoạch đất. Các hiện tượng lưu chuyển vi phạm quy định, tự ý thay đổi con đường sử dụng đất đều khá nghiêm trọng. Trong quá trình thu đất giải phóng mặt bằng xảy ra vấn đề tổn hại đến lợi ích của người nông dân cũng có. Nếu như mấy lời trên đây chỉ là lời khách sáo trong chốn quan trường, sau đó Chủ tịch tỉnh Tống chuyển đề tài, nhắc đến thành phố Thiên Trạch, trọng điểm vạch ra vấn đề vi phạm quy định đất đai của thành phố Thiên Trạch. Đây không phải là vấn đề cô lập mà là một hiện tượng phổ biến. Thành phố Thiên Trạch cần coi đây là cơ hội, triển khai một lần công tác thanh tra toàn thành phố về vấn đề vi phạm quy định đất đai. Phải trọng điểm sắp xếp điều tra tình hình sử dụng đất của Đông Y Thiên Trạch, các doanh nghiệp gang thép lớn v.v. Hạ Tưởng biết rằng, Chủ tịch tỉnh Tống đã nã pháo về hướng thế lực gia tộc. Liên hợp quy hoạch gang thép sắp lên chương trình rồi. Chương 987, tự gánh lấy hậu quả.
Mấy doanh nghiệp mà Tống Triều Đô nhắc đến, đều là những doanh nghiệp đại diện cho thế lực gia tộc. Dụng ý đã rất rõ ràng, chính là đem ngọn lửa đốt lên trên người của thế lực gia tộc. Lửa ở cùng nhau, Tống Triều Đô liền nắm giữ quyền chủ động, liền có được lợi thế, sau đó ném ra đề tài thảo luận về chỉnh lý tài nguyên sắt thép. Tiếng phản đối càng mạnh mẽ, chiều hướng phản đối càng rõ rệt, cũng phải suy nghĩ về hậu quả trước rồi hắn quyết định có nên ngoan cố chống đối hay không. Bởi nếu mượn thanh thế huyện Bào Mã vi phạm đất đai, điều tra việc sử dụng đất của bất kỳ doanh nghiệp nào, đều là một việc hồ đồ không thể tính toán rõ ràng được. Tính không rõ được thì không làm minh bạch nổi, sẽ bị phía tỉnh nắm giữ không buông, phía tỉnh ủy mới nắm quyền chủ động. Mồi lửa vi phạm quyền đất đai, khiến Tống Triều Đô nhạy bén phát hiện được một điểm quan trọng, từ đó trước tiên lên tiếng đoạt người, nắm lấy quyền chủ động trong tay. Chính trị không có việc nhỏ, việc gì cũng là lợi thế. Thủ đoạn của Chủ tịch tỉnh Tống quả nhiên vẫn lợi hại như trước, Hạ Tưởng cũng thầm khâm phục. Hắn còn lo lúc chỉnh đốn tài nguyên sắt thép, làm thế nào để chu toàn với Trần Khiết Văn, làm thế nào để ứng phó với áp lực lớn từ phía nhà họ Ngô, còn vì chuyện Dương Kiếm Châm ngòi chuyện vi phạm đất đai của huyện Bào Mã mà vò đầu bứt tai. Không ngờ, Chủ tịch Tống đứng cao nhìn xa, có thể mượn một ngọn lửa nhỏ của huyện Bào Mã, thêm một chút củi, sẵn sàng đón thêm một ngọn gió đông, liền biến thành một đám lửa lớn. Hạ Tưởng thở dài một hơi, một trận ác liệt như chỉnh lý tài nguyên sắt thép, đã có một cái mở đầu xem như không tồi. Sau khi hội nghị ở tỉnh chấm dứt, chưa có chỉ thị tinh thần chính thức chuyển đến Thiên Trạch, tổ đôn đốc và tổ điều tra đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về Bắc Kinh và thành phố Yến. Từ cách làm không tiếp xúc nhiều với thành phố Thiên Trạch của tổ đôn đốc và tổ điều tra có thể thấy, rõ ràng có thái độ không tín nhiệm đối với Thiên Trạch. Trần Khiết Văn rất tức giận, Hạ Tưởng cũng không thể kiên nhẫn được. Dương Kiếm vẫn ở lại huyện Bào Mã, hẹn nói chuyện với người phụ trách đông y của Thiên Trạch, yêu cầu đông y Thiên Trạch phải phối hợp làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động giải thích vấn đề. Thái độ của đông y Thiên Trạch lại rất cứng nhắc, cương quyết. Không những không chịu nhận sai, cũng không phối hợp làm việc, nói đông y Thiên Trạch chưa từng làm sai việc gì. Bọn họ mua đất giá cao từ Ủy ban Nhân dân huyện, cũng là người chịu tổn hại, đồng thời không biết đất mà huyện Bào Mã bán là đất vi phạm. Bọn họ không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào, bọn họ còn muốn tính toán rõ ràng với Ủy ban Nhân dân huyện, muốn đòi lại công bằng. Thái độ của đông y Thiên Trạch khiến Dương Kiếm rất tức giận, cuối cùng cũng không thỏa thuận được, chỉ ném một câu, tự gánh lấy hậu quả, rồi đi. Tuy tổ đôn đốc và tổ điều tra đã rời khỏi huyện Bào Mã, nhưng tổ liên hợp điều tra vẫn còn ở lại, bởi sự kiện Hà Trạch Lâm tự sát còn nằm trong sự điều tra, tuy rằng không có tiến triển gì. Lưu Phong Thanh và Lịch Phi cảm thấy rất mất mặt, ở ngay trước mắt bọn họ xảy ra sự việc người tình nghi phạm tội lại tự sát, chính là sự tắc trách của bọn họ. Lịch Phi còn được, dù sao cũng vừa đến, có thể lấy lý do còn chưa quen với công việc, giảm bớt được nhiều sự chỉ trích. Nhưng Lưu Phong Thanh thì khác, lão là người chủ quản, là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, bị người ta nói này nói nọ thì thôi, còn có khả năng bị xử phạt. Nhất là dưới tình huống bị bất hiu thẹn quá hóa giận. Trừ phi có thể điều tra rõ chân tướng sự việc, tìm ra nguyên nhân Hà Trạch Lâm tự sát. Bởi bây giờ công an huyện Bào Mã đã bắt đầu rộ lên tin đồn, nói rằng sở dĩ cục trưởng Hà tự sát, là vì bị tổ điều tra bức bách. Bởi vì có người bắt cục trưởng Hà khai ra chủ tịch Trương và bí thư Biện, cục trưởng Hà không chịu, liền bị bức cung, cuối cùng cục trưởng Hà không chịu được nhục nhã, tự sát mà chết. Lời đồn đại chắc chắn có người cố ý đồn ra, tuy là đổi trắng thành đen. Nhưng lại gây được ảnh hưởng rất lớn, tổ điều tra đột nhiên cảm thấy có không ít áp lực. Vốn dĩ ở huyện có không ít người cũng rất biết phối hợp điều tra, bây giờ thái độ liền thay đổi hẳn, không dễ nghe lời như trước đây nữa. Hơn nữa còn có thể rõ ràng nhận thấy được ý đối địch của những cảnh sát trong phòng cảnh sát huyện. Cũng khó trách, dù sao cái chết của Hà Trạch Lâm cũng chưa được rõ ràng. Cuộc điều tra vốn dĩ tiến hành rất thuận lợi, bây giờ đột nhiên lại lâm vào tình cảnh khốn đốn. Lưu Phong Thanh vô cùng buồn bực. Ngoài buồn bực ra còn nhận thức được rõ ràng, trong đấu tranh chính trị, chỉ có một điều chính nghĩa thì không được. Đối với những thủ đoạn khó lòng phòng bị, thậm chí còn có độc thủ, tóm lại, sự án gã làm được, còn đấu tranh chính trị gã còn rất kém. Bây giờ gã bị người khác hại, chặn ở giữa không thể lên cũng không thể xuống, lên không nổi xuống không được, khó chịu vô cùng. Lịch Phi cũng rất khó chịu, nhưng gã mới đến. Hai mắt lại bị bôi đen, càng không có kế sách gì, đành phải hỏi đến Hạ Tưởng.
Vốn dĩ không nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng làm phiền lãnh đạo, nhưng Hà Trạch Lâm tự sát khiến tổ điều tra rất bị động, tổ điều tra hầu như biến thành người đuổi chuột qua đường. Khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lịch Phi, hắn đang nói chuyện với Dương Kiếm, trao đổi về hành động bước tiếp theo. Ý kiến của Dương Kiếm là, Trương Hòa Hưng miễn chức tại chỗ, truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định đất đai đương nhiên phải bị phạt tiền. Biện Hữu Thủy miễn chức tại chỗ, khai trừ ra khỏi đảng, miễn cho trách nhiệm hình sự. Đối với đề nghị của Dương Kiếm, Hạ Tưởng không có ý kiến gì. Hắn có thể hiểu được xuất phát điểm của Dương Kiếm, muốn ra tay để cảnh cáo với những khu những huyện khác. Nhưng vấn đề là, người nắm quyền nhân sự là Trần Khiết Văn chắc chắn không đồng ý. Từ trong mấy lần Trần Khiết Văn đều tìm cách bảo vệ Biện Hữu Thủy có thể nhận thấy, e rằng trong chuyện này, chỉ đến Trương Hòa Hưng mà thôi. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hơn nữa càng không khiến Hạ Tưởng lạc quan là, nói không chừng nhà họ Khâu giận quá hóa giận cũng nhúng tay vào. Cũng chính là Đông Y Thiên Trạch cũng sẽ ra tay bảo vệ một trong hai người Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Căn cứ vào quy tắc thông thường trong chốn quan trường, chắc chắn sẽ bảo vệ bí thư mà bỏ mặc chủ tịch huyện. Lão Dương, ông đã suy xét đến hậu quả sau khi bí thư Mai biết chưa? Hạ Tưởng không trả lời vào vấn đề, đột ngột hỏi ngược lại một câu. Sắc mặt Dương Kiếm hơi đỏ một chút, gã cũng biết chuyện của tổ đôn đốc chắc chắn không giấu được thị trưởng Hạ. Nhưng nếu thị trưởng Hạ không hỏi, gã sẽ làm như không biết cho qua, không ngờ thị trưởng Hạ lại giáp mặt hỏi, khiến gã cảm thấy do dự, không thể không trả lời trực diện. Cũng phải có người ra mặt thôi, vi phạm đất đai đã kéo dài lâu quá rồi, nếu cứ kéo dài tiếp tục, không biết sẽ làm hại bao nhiêu nông dân. Không thể quản nhiều như vậy được. Những chuyện chính trị thật sự khiến người ta nhiều khi vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Hạ Tưởng cũng biết kéo dài càng lâu sẽ tổn hại càng lớn cho nông dân. Nhưng đốt ngọn lửa quá sớm, cũng chưa chắc đã đạt được mục đích, vì vậy hắn mới kéo dài thêm một thời gian. Nhưng, lời nói của Dương Kiếm, cũng vẫn khiến hắn có một chút xúc động. Trước đây hắn cảm thấy Dương Kiếm quá quan liêu quá khéo đưa đẩy, nhưng trong việc vi phạm đất đai, gã lại thể hiện ra lương tri và dũng khí mà một cán bộ nên có. Hạ Tưởng kính phục nhất chính là những người dám dũng cảm tiến tới, nhưng cũng bình tĩnh để nhận thức được. Nhiều lúc trong chốn quan trường nếu chỉ có dũng khí và tình cảm mạnh mẽ thôi thì không đủ. Giống như thủ tướng tiền nhiệm, một thủ tướng từng được xưng tụng là nhiệt huyết nhất, hùng hồn nhất, nhưng cũng là thủ tướng có thời gian nhậm chức ngắn nhất từ trong mấy nhiệm kỳ gần đây. Giữa thông đồng làm bậy và anh hùng can đảm, có một dải đất ngăn cách màu xám, gọi là ẩn giật. Hạ Tưởng gật gật đầu. Đợi chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy đến, sẽ mở hội nghị bàn bạc việc xử lý Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Dương Kiếm hơi thất vọng, thị trưởng Hạ tại sao không có dũng khí như trước đây, chẳng lẽ chỉ bởi vì một chiếm kính bằng vừa đến. Gã còn đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại liền vang lên, gã liền biết có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền đứng dậy cáo từ. Hạ Tưởng liền nghe điện thoại của Lịch Phi. Đối với tình hình khó khăn của tổ điều tra ở huyện Bào Mã, hắn sớm đã có tính toán trong lòng. Sau khi nghe báo cáo của Lịch Phi, liền trầm tư. Tôi bảo Lưu Nhất Cửu đến giúp đỡ. Lịch Phi gặp phải những khảo nghiệm căng thẳng này, thật ra cũng rất có lợi cho những bước trưởng thành tiếp theo của gã. Hạ Tưởng cũng có thể nghe ra, Lịch Phi cũng không hề ảo não, vẫn rất nhiệt tình. Hắn vẫn rất tin tưởng đối với Lịch Phi. Đang định gọi điện thoại cho Lưu Nhất Cửu, Từ Tử Kỳ liền xin chỉ thị. Thị trưởng Hạ, trưởng ban thư ký và cục trưởng Lưu đến. Hạ Tưởng cười, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Bành Vân Phong và Lưu Nhất Cửu đến thật đúng lúc. Bành Vân Phong bình thường rất chú ý bề ngoài, mỗi lần xuất hiện đều tóc tai thẳng tắp, áo quần chỉnh tề. Lưu Nhất Cửu thì không cần phải nói nữa, đầu tóc như tổ quạ, ít nhất cũng có cả tháng chưa chải tóc, áo quần nhăn nhó không ra hình dạng. Nếu không phải vẻ mặt nghiêm túc của lão còn có chút uy nghiêm, nếu không không khác gì bọn thổ phỉ. Tôi đã nói với Nhất Cửu bao nhiêu lần rồi, là phải chú ý hình tượng bản thân mình một chút. Thật không có cách gì với lão nữa. Bành Vân Phong biết rõ Hạ Tưởng cũng không quá để tâm đến những việc nhỏ nhặt, nhưng tính cẩn thận của y đã có sẵn, vẫn đánh bùa yểm hộ trước cho Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu lại khoát tay vẻ không quan tâm. Không cần nói những lời vô dụng đó, thị trưởng Hạ nhìn người không nhìn bề ngoài, nhìn hành động. Lão quả thật rất biết tự biện hộ, lại nói. Chuyện ở huyện Bào Mã đã đến lúc làm rõ ràng rồi, thị trưởng Hạ.
tôi lần này sẽ đến huyện Bào Mã điều tra rõ ràng chân tướng việc Hà Trạch Lâm tự sát. Con người Hà Trạch Lâm tôi hiểu, Lô Thắng cũng biết. Lưu Nhất Cửu cố ý chỉ ra Lô Thắng, chắc đã có được manh mối gì từ miệng Lô Thắng rồi. Nói đến Lô Thắng, Hạ Tưởng không khỏi có chút cảm thán. Lại quang minh từ nhân vật anh hùng trở thành nhân vật đốn mạt. Lô Thắng không có cách nào từ một kẻ buôn ma túy trở về làm một viên cảnh sát từng khiến những kẻ buôn ma túy sợ mất mật kia nữa, y cuối cùng cũng bị áp giải ra pháp trường với thân phận là một kẻ buôn ma túy. Cho dù người nhà của y có được sự chăm sóc tốt nhất thì đã sao? Lô Thắng vĩnh viễn không thể thay đổi được thân phận của một kẻ buôn ma túy. Y rơi vào kết cục ngày hôm nay, mặc dù khiến người khác đau lòng, nhưng cũng không phải không liên quan đến không khí trong chốn quan trường ở huyện Bào Mã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyện Bào Mã nhất định thay đổi, không thay đổi, thì khó chắc chắn không xuất hiện một Lô Thắng thứ hai. Hà Trạch Lâm tự sát, khiến tổ điều tra rất bị động, Nhất Cửu, ông mau đi xoay chuyển cục diện bất lợi đó đi, kết thúc vụ án được rồi. Hạ Tưởng không nhiều lời, đối với việc xử án Lưu Nhất Cửu tự có cách, hắn không cần người ngoài chỉ huy người trong nghề nữa. Lưu Nhất Cửu đồng ý một tiếng, nói đi liền đi, cũng không chào hỏi gì với Bành Vân Phong. Bành Vân Phong cười bất đắc dĩ. Thị trưởng Hạ, Nguyên Giã đã quay về Bắc Kinh, sau này phải làm thế nào với gã đây? Ông nghĩ nên làm thế nào? Hạ Tưởng cố ý kiểm tra Bành Vân Phong. Nguyên Giã đối nhân hành xử hơi quái đản, không phù hợp giữ lại trong chốn quan trường. Hơn nữa gã cũng đã từng cãi cọ ầm ĩ với ban truyền thông thành ủy, gã còn ở lại thành ủy, không tốt lắm. Bành Vân Phong suy xét vấn đề quả thực rất chu đáo, bây giờ gã cũng đã gần như là thân tín của Hạ Tưởng. Vẫn nên giữ gã lại Bắc Kinh thì tốt hơn. Vấn đề lãnh đạo hỏi cấp dưới không thể nói quá rõ ràng suy nghĩ của mình, không để lại đường lùi cho lãnh đạo, thì trở thành anh chỉ huy lãnh đạo. Bành Vân Phong biết rõ những điều này, chỉ nói đến một nửa. Chương 988, Bốn Phương Tập Hợp. Hạ Tưởng gật đầu, Bành Vân Phong thấy thông minh vặt của mình cũng đúng chỗ, liền cười ha hả nói. Tôi thấy vẫn nên để gã đi làm phóng viên là tốt nhất, ở Bắc Kinh cũng được, làm phóng viên tạm trú ở Thiên Trạch cũng được, cũng cho gã cơ hội được lựa chọn. Nguyên Giã quay trở về nghề phóng viên, Hạ Tưởng muốn có đủ năng lực để sắp xếp cho gã một tòa soạn thật ổn. Nhưng một Nguyên Giã quay lại nghề phóng viên không còn giống một Nguyên Giã trước đây nữa. Bên ngoài gã là phóng viên, nhưng đồng thời cũng là một ngoại tuyến ngầm của thị trưởng Hạ. Vẫn là lãnh đạo suy nghĩ chu đáo. Bành Vân Phong không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ. Tôi đoán Nguyên Giã thích đến Thiên Trạch hơn. Hạ Tưởng cười ha hả, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Bành Vân Phong. Không nằm ngoài dự đoán của Bành Vân Phong, Nguyên Giã thể hiện rất phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Nhưng vì được ở bên cạnh lãnh đạo, đồng ý làm phóng viên thường trú ở Thiên Trạch. Bành Vân Phong có thể nghe từ ngữ khí của Nguyên Giã, trải qua mấy chuyện, Nguyên Giã đã hoàn toàn bị thị trưởng Hạ thu phục. Nguyên Giã cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong sự kiện này. Mặc dù trong toàn bộ sự việc gã cũng có một tác dụng không thể thiếu được, nhưng gã chỉ có thể làm nhân vật đứng phía sau, không lên nổi sân khấu. Trong công việc đấu tranh xung quanh việc xử lý êm đẹp hậu quả sự việc, thì không có việc của gã nữa. Chấm, ngay lúc Hạ Tưởng và Bành Vân Phong nói chuyện, Lưu Nhất Cửu đã đến huyện Bào Mã, tiếp nhận điều tra sự kiện tự sát của Hà Trạch Lâm. Lão rất nhanh gọn, dứt khoát, ngay lúc đó đã thẩm vấn mấy nhân vật quan trọng, rất nhanh liền tìm được một tia manh mối chỉ thẳng đến chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng. Chấm, ngay lúc Lưu Nhất Cửu đang thẩm vấn ở huyện Bào Mã, tổ điều tra ủy ban nhân dân tỉnh đã về đến tỉnh, báo cáo kết quả điều tra trực tiếp với Tống Triều Đô. Tống Triều Đô tức giận. Lúc đó đề nghị tổ chức hội nghị họp bàn công việc bí thư để bàn về vấn đề ở huyện Bào Mã, bởi vì huyện Bào Mã đã kinh động đến Bắc Kinh và rất nhiều những phương tiện truyền thông, tỉnh ủy phải tỏ thái độ. Chấm, ngay lúc tỉnh ủy đang họp bàn về vấn đề huyện Bào Mã, Khâu Tự Phong đã về đến Bắc Kinh, thông qua Quốc Hàm Thanh liên lạc đến Trần Khiết Văn, đồng thời nhanh chóng chạy đến Thiên Trạch, gặp mặt riêng với Trần Khiết Văn y không thông báo cho Hạ Tưởng. Chấm. Trong lúc Khâu Tự Phong và Trần Khiết Văn đang gặp nhau, Dương Kiếm nhận được điện thoại của Mai Thái Bình. Mai Thái Bình mắng Dương Kiếm một trợ với thế lực của nhà họ Khâu, rất dễ dàng để điều tra được là do Dương Kiếm đã trình tài liệu lên cho cục đôn đốc yêu cầu Dương Kiếm ủng hộ lập trường của Trần Khiết Văn trong hội nghị thường vụ. Trong vấn đề huyện Bào Mã, giai đoạn này nên duy trì khoảng cách với Hạ Tưởng.
Chấm, ngay lúc Mai Thái Bình đang chút tức giận lên Dương Kiếm, Phó Tiên Tiên lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, đi trong đêm đến Thiên Trạch, hẹn gặp mặt Hạ Tưởng, trao đổi về việc đầu tư nhà máy thuốc đông y. Chấm chấm, ngay lúc Hạ Tưởng đang bàn bạc với Phó Tiên Tiên, Khâu Nhân Lễ cũng đã gọi mấy cuộc điện thoại ở tỉnh Tề, sau đó ngồi sững sờ một mình trên ghế, trong tay cầm danh bạ điện thoại, mở ra một trang, lại đúng trang có tên và số điện thoại của Hạ Tưởng. Ngón tay của gã dừng trên trang này rất lâu, cuối cùng cũng không bấm số điện thoại đó. Thành phố Thiên Trạch trở thành trung tâm tứ phương tập hợp, đồng thời cũng trở thành tâm bão. Hạ Tưởng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, sau khi hết giờ làm gọi điện thoại cho vệ tân, bảo cô ăn cơm một mình, hắn không dẫn theo thư ký cũng không dẫn theo tài xế, một mình đón xe đến Vân Tiêu Các đã hẹn gặp mặt với Phó Tiên Tiên ở Vân Tiêu Các. Sau khi đi đến đó hai lần, hắn cũng có chút thích không khí ở Vân Tiêu Các. Suốt quãng đường đi tài xế vẫn quan sát Hạ Tưởng từ kính chiếu hậu, có mấy lần định nói gì nhưng lại thôi. Đợi đến lúc Hạ Tưởng xuống xe chuẩn bị trả tiền, cuối cùng gã cũng đánh bạo hỏi một câu. Anh chấm ANS là thị trưởng hả? Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi là Hạ Tưởng. Lái xe lập tức kích động, bộ dạng như chân tay thừa thái, muốn đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng nhưng lại thôi. Hạ Tưởng thấy vậy, liền đưa tay nắm lấy tay gã. Sư phụ vất vả rồi. Thị trưởng Hạ, tôi rất cảm động. Hai tay tài xế nắm lấy tay Hạ Tưởng, rồi ra sức lắc mạnh. Có thể gặp được thị trưởng Hạ, là phúc phận của tôi nào dám nhận tiền của anh. Thị trưởng Hạ, tôi cảm ơn anh suốt đời, cả nhà chúng tôi nhớ ơn anh đến suốt đời. Hạ Tưởng không hiểu ra sao cả, hắn cũng không đến nỗi có uy vọng lớn đến như vậy trong lòng dân chúng, liền nói. Sư phụ nói quá lời rồi, tôi cũng cần phải trả tiền xe. Lái xe liền lập tức leo lên xe. Như bị chấn động lái xe bỏ chạy, nhanh như chớp liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Thật khiến Hạ Tưởng lắc đầu, không biết ra thế nào. Hắn cũng chưa biết rõ tình hình. Đang muốn vào cửa, vừa quay người lái xe đã quay lại, dừng lại bên đường nói một câu. Thị trưởng Hạ, vợ tôi thất nghiệp, bởi vì anh lôi kéo những hạng mục đầu tư đến, cô ấy lại tìm được việc rồi, thật sự cảm ơn anh. Nói xong một câu, lại lái xe chạy mất. Hạ Tưởng sửng sốt một lúc. Muốn cười nhưng lại không cười nổi. Tình cảm của người dân rất giản dị, cũng rất thật. Bí thư cũng được, thị trưởng cũng được, lên Tạ Vũ đều nói bốc phét, nói phóng đại xây dựng cái này kiến thiết cái kia, hay là cái gì một năm một bước tiến lớn, ba năm thay đổi hoàn toàn. Bọn họ không nhớ được lời nào, cũng không quan tâm làm gì, chỉ làm cho họ ăn no, mặc ấm, có tiền để kiếm, mới khiến họ nhớ được cái tốt của anh. Lại nghĩ đến việc những nông dân bất lực của huyện Bào Mã bị bọn biện hữu thủy lừa gạt mấy năm, một mẫu đất thuê với giá ngàn tệ, rời tay liền bán với giá mấy chục triệu, có biết bao nhiêu tiền không rõ ràng chạy vào hầu bao riêng của mỗi người. Mà Khâu Tự Phong còn tìm cách che giấu sự thật, không muốn để việc vi phạm đất đai bị lộ ra, không khác gì hành động của mấy bọn cường đạo. Lại có Trần Khiết Văn bây giờ còn bao che cho biện hữu thủy, chỉ muốn một mình Trương Hòa Hưng gánh hết trách nhiệm. Hắn không khỏi cười chê. Những nhân vật chính trị lẽ nào lăn lộn trong chốn quan trường lâu rồi, đều làm như không thấy trước những khó khăn của dân chúng. Nói cho cùng, cũng chỉ coi ích lợi của bản thân mình trên hết. Hạ Tưởng vừa đi vừa nghĩ, đã đi đến căn phòng mà Phó Tiên Tiên đã đặt trước, phát hiện bên trong không có bóng người, không khỏi sửng sốt, không phải nói cô ấy đã đến từ sớm rồi sao, người đâu. Ánh mắt đảo qua mới nhìn thấy áo khoác trên giá áo, hiểu ra điều gì đó, còn chưa kịp quay đầu. Liền bị người từ phía sau bịt mắt. Là một đôi tay mềm mại nhỏ bé, nhẹ nhàng bịt mắt hắn lại, mang theo một làn hương khiến người khác ngây ngất. Lập tức lại cảm thấy sau lưng hơi chật chội, bị hai vật đàn hồi vô cùng nhưng lại rất mềm mại áp sát vào, đồng thời bên tai còn vang lên giọng nói giả vờ. Giao hết chi phiếu, thẻ tín dụng, còn cả tất cả tiền mặt của ngươi, nhanh lên, không được quay đầu lại, cẩn thận tôi giết người diệt khẩu. Hạ Tưởng chợt muốn cười. Làm sao có kẻ trộm nào lại ngốc đến như vậy? Còn uy hiếp người khác, mà không biết một bộ phận nào đó của cô đã bán đứng tính chất đầy đặn của cô. Nếu kẻ mà cô ăn cướp là một xác lang thì không những trộm không được gà ngược lại còn bị mất nắm gạo. Mùi hương trên người Phó Tiên Tiên nhẹ nhàng mê người, cũng lạ, lẽ ra với tính cách như tiểu ma nữ của cô, phải thích dùng loại nước hoa có mùi nồng mới đúng, nhưng cô lại không thích trang điểm, nước hoa hầu như cũng không dùng. Chỉ có một mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua. Hạ Tưởng xoay người lại,
bắt được hai tay Phó Thiên Thiên, giọng nói có vẻ uy hiếp. Giao thẻ IP, thẻ IC, thẻ di động, còn cả mật mã nữa. Phó Thiên Thiên không chịu, dùng sức thoát ra khỏi tay Hạ Tưởng. Tôi cướp trước, cậu mau giao trước ra đây. Hạ Tưởng liền vui vẻ. Tiền không có, nhưng có một cái mạng ở đây. Không muốn mạng, muốn người có được không? Trong ánh mắt Phó Thiên Thiên tràn đầy vẻ khiêu khích. Phải giao thế nào? Tôi muốn sai bảo cậu cái gì thì sai bảo, đồng ý không? Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Không cướp được tiền, muốn cướp sắc sao? Đúng, cướp sắc trước, cởi áo quần. Phó Thiên Thiên tỏ bộ dạng đắc ý, còn dùng ngón trỏ ngoéo một cái. Hạ Tưởng liền cởi áo, trong phòn hơi nóng, xong cầm lấy áo lót, Phó Thiên Thiên bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên. Lưu manh, cậu cởi thật sao? Hạ Tưởng hết chỗ nói, cảm giác bị Phó Thiên Thiên đùa giỡn, liền cố ý dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Phó Thiên Thiên. Lâu rồi không gặp, lại lớn lên không ít. Phó Thiên Thiên cởi áo khoác rồi, người lại đang mặc váy bó thân, thân hình mỹ miều thể hiện rõ ràng. Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Tưởng quét qua, cô liền có cảm giác như mình không mặc gì, kêu lên một tiếng. Cậu đừng nhìn bậy, cậu là đại sắc lang. Bỗng nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó, lấy lại được dũng khí, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên trước một bước, cách Hạ Tưởng chỉ trong gang tấc. Nhìn đi, cho cậu nhìn đủ luôn. Tôi không bằng được Kim Ngân Mạt Lị, đúng không? Tôi biết cậu, cậu là kẻ có tà tâm nhưng lại không có gan làm càn, ôm Kim Ngân Mạt Lị suốt một đêm, cũng không có động tay động chân gì, thật là một người bỏ đi. Phụ nữ là một động vật kỳ lạ, động tay động chân với họ, họ nói anh là lưu manh, là sắc lang. Không quan tâm đến họ, nhường nhịn với họ, họ nói anh là đồ đần, nói anh để người đẹp trước mặt mà không biết hưởng thụ, là đồ ngốc. Hạ Tưởng liền nổi giận. Dùng một tay ôm Phó Thiên Thiên vào lòng, hung tợn nói. Tin hay không bây giờ tôi sẽ thu thập cô. Tùy cậu. Phó Thiên Thiên cũng có một tia tà tính, nheo mắt, cắn môi, bày ra một bộ dạng nhấm nháp chờ đợi. Đừng nói, đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Phó Thiên Thiên, lại ôm một thân hình mềm mại thơm ngát vào ngực, từng đợt hương thơm thoảng qua, lại thêm bây giờ đang là mùa xuân hoa nở, cái gọi là xuân tình nhộn nhạo chính là lúc này. Vốn dĩ chỉ là dỗi. Nhưng sau khi ôm nhau, tự nhiên lại có một loại kiều diễm vì vậy nói, giữa nam và nữ liếc mắt đưa tình là một loại xúc tác, tuyệt đối phải ngăn cản đùa giả thành thợ thai gò má Phó Thiên Thiên liền ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Hạ Tưởng, trong mắt cô dần hiện lên khát vọng. Hạ Tưởng cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Gọi đồ ăn chưa? Phó Thiên Thiên không nói gì, bỗng nhiên lại ôm chặt lấy cổ Hạ Tưởng, dùng sắc đặt môi cô lên môi Hạ Tưởng. Hôn điên cuồng khoảng nửa phút mới đẩy hắn ra, lại cười khanh khách. Cuối cùng cũng báo thù được. Hạ Tưởng nhận thấy được điều gì đó, cũng may đang ở trong phòng vệ sinh, đến bên gương vừa nhìn, môi và trên mặt, đều là son môi. Phó Thiên Thiên vẫn là tiểu ma nữ, còn có một mặt điên cuồng hoang dã và càn quấy. Tuy nhiên trò đùa vừa rồi của cô, cũng khiến bầu không khí ám muội biến mất, sau đó đồ ăn được đưa lên, bắt đầu nói đến chính sự. Lần này nhà họ Phó chuẩn bị bỏ ra 1 tỷ để đầu tư vào sản nghiệp đông y. Không những phải xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc đông y, còn phải xây dựng một nơi trồng thuốc đông y, do Phó Thiên Thiên phụ trách hoàn toàn trong việc đầu tư. Hạ Tưởng rất kinh ngạc, còn cảm thấy khó hiểu. Chương 989, Lôi Đài. Giữa 4 đại gia tộc thường có những ước định trở thành quy tắc, đều có những phạm trù sản nghiệp của mình, không dễ dàng đụng đến sản nghiệp ưu thế của người khác. Tại sao nhà họ Phó lại đầu tư lớn như vậy vào sản nghiệp thuốc đông y? Hơn nữa còn chọn thời cơ ngay lúc bây giờ, rõ ràng là muốn khiêu khích đến nhà họ Khâu. Ăn quá khó coi rồi. Phó Thiên Thiên trả lời thắc mắc của Hạ Tưởng. Gần đây nhà họ Khâu liên kết với nhà họ Mai đánh rất mạnh, muốn mở một mỏ vàng ở Thiên Trạch. Mặc dù Phó Thiên Thiên cũng không quan tâm đến những gút mắc về lợi ích giữa những gia tộc, nhưng cũng rất bất mãn với những hành động của nhà họ Khâu. Rõ ràng biết vàng ở Trung Viễn là sản nghiệp của nhà họ Phó, nhà họ Khâu còn muốn tham gia, chính là cố ý gây phiền phức cho nhà họ Phó. Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ, tin tức này hắn chưa từng được nghe nhắc đến, chắc còn chưa được tiết lộ ra ngoài, nếu không bất luận là ai muốn khai thác mỏ vàng ở Thiên Trạch, nhất định phải qua tay hắn. Chẳng trách nhà họ Phó ra tay đoạt sản nghiệp truyền thống của nhà họ Khâu, thì ra nhà họ Khâu đã ra tay gây khó dễ với nhà họ Phó trước cũng chưa chắc đã gây khó dễ.
cũng là sử dụng lợi ích kinh tế lại nghĩ đến thất thoát to lớn trước đây của nhà họ Khâu trong việc điều động cán bộ cấp tỉnh. Có lẽ nhà họ Khâu liên kết với nhà họ Mai, chẳng những có nhu cầu về lợi ích kinh tế, còn có ý đòi lại công bằng với nhà họ Phó. Lại nghĩ, bất luận Khâu Tự Phong hay Mai Thái Bình, từ đầu đến cuối đều không tiết lộ cho hắn dù chỉ là một chút tin tức nhỏ. Là do hai nhà chưa ra quyết định đầu tư, hay còn có dụng ý khác. Ân ân oán oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Khâu, Hạ Tưởng cũng không muốn đứng trên một phương diện cao như đạo đức để bình luận, đều có điểm xuất phát vì bản thân, đều cho rằng bản thân mình đúng, hơn nữa cả hai bên đều có nhiều lần giao thủ với nhau, thắng có bại có, e rằng cũng khó nói ai chủ động khiêu khích ai. Cái Hạ Tưởng quan tâm không phải là chiêu sách giữa nhà họ Khâu và nhà họ Phó. Hắn thật sự không hiểu được việc nhà họ Mai và nhà họ Khâu liên kết lại để gây xung đột về lợi ích đối với nhà họ Phó, lẽ nào, hai nhà Khâu Mai muốn liên thủ rồi. Gần đây không những nhà họ Khâu có xu hướng đi xa với hắn, ngay cả nhà họ Mai cũng giữ khoảng cách hơn với hắn. Khi Mai Thái Bình nói chuyện với hắn, giọng điệu châm trước hơn nhiều, còn liên lạc với Mai Hiểu Lâm cũng ít đi. Ngược lại lại ngày càng xích lại gần hơn với nhà họ Phó, thậm chí ngay lúc này còn có nền tảng hợp tác. Đương nhiên, cũng không phải hợp tác, chẳng qua chỉ theo nhu cầu thôi. Giữa hắn và nhà họ Phó, mãi mãi có khoảng cách và mâu thuẫn. Cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra nhà họ Phó đến Thiên Trạch đầu tư sản nghiệp Đông Y là một điểm sát nhập tốt. Chẳng những có thể khiêu động sự liên hợp của hai nhà Khâu Mai, còn có thể khiến thế cục Thiên Trạch càng thêm khó về phân biệt. Hạ Tưởng từ trước đến nay không hề sợ việc cục diện rắc rối phức tạp càng dễ nhìn thấu lòng người. Có lợi cho hắn trong việc thong dong đục nước béo cò. Hắn liền cười ha hả. Hoan nghênh tiểu thư Phó Tiên Tiên đến Thiên Trạch đầu tư, Thiên Trạch rộng cửa đón chào cô. Phó Tiên Tiên vui vẻ. Cậu phải nói thị trưởng thành phố Thiên Trạch rộng cửa đón chào cô. Tôi có chủ ý, cậu trang điểm thêm, đẹp trai một chút, sau đó chụp một ảnh quảng cáo, có ý nghĩa là thị trưởng thành phố Thiên Trạch đẹp trai phong độ, phóng khoáng mà hào sảng, hoan nghênh tất cả các nhà đầu tư nữ. Hạ Tưởng suýt chút nữa cười sặc sụa, có cảm giác Phó Tiên Tiên bảo hắn dùng sắc để thu hút những nhà đầu tư nữ, làm ô nhục hiểu biết chính trị của hắn, liền cố ý nói. Chuyện đầu tư thuốc Đông Y, cô chuẩn bị những tài liệu liên quan, ngày mai đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Phó Thị trưởng Chiến Kính Bằng, y sẽ phụ trách bàn bạc cụ thể. Chiến Kính Bằng, có phải rất trẻ rất đẹp trai không? Phó Tiên Tiên giả bộ một cô gái ham sắc hỏi. Không những tuổi trẻ đẹp trai, còn rất oai phong. Hạ Tưởng liền cười. Tuy nhiên đã có vị hôn thê, chính là Kim Nhan Chiếu. Phó Tiên Tiên khoa trương hô lớn một tiếng. Ôi, hóa ra là tình địch của cậu. Một câu khiến Hạ Tưởng không còn gì để nói, tại sao ai cũng có thể xếp hắn và Kim Nhan Chiếu cạnh nhau. Nói thật, giữa hắn và Kim Nhan Chiếu còn trong sạch hơn trang giấy trắng. Nhưng Phó Tiên Tiên chẳng qua cũng chỉ muốn trêu đùa Hạ Tưởng một chút. Sau khi nói xong, liền ném Kim Nhan Chiếu cái gì đó ra sau, líu díu kể những chuyện nghe thấy được ở nước Mỹ, còn nói cô còn gặp Vương Cảnh Lược là Phó Cục trưởng Cục Địa Chính trước đây của Thiên Trạch. Thật ra Phó Tiên Tiên cũng không biết Vương Cảnh Lược, nhưng trong một lần tụ họp, trong lúc nói chuyện với người khác cô có nhắc đến Thiên Trạch, liền có một người chủ động đi đến, nói gã chính là nguyên Phó Cục trưởng Cục Địa Chính Thiên Trạch, bị thị trưởng Hạ Hải thảm lưu nhất cửu dọa gã nói Ủy ban Kỷ luật đang lập án vụ án của gã. Sắp tìm gã nói chuyện rồi, gã liền hoảng sợ bỏ chạy, sau khi đến Mỹ mới biết thì ra đến tìm gã để cho gã lên làm cục trưởng. Gã hối hận không kịp, nói rằng vị trí cục trưởng cục địa chính tốt biết bao, nên làm thêm vài năm, kiếm thêm vài khoản tiền dỗi hắn đến Mỹ nghỉ ngơi dưỡng già. Bây giờ tiền trong tay còn chưa đủ nhiều, không thể tiêu tiền như nước, nếu không sau này lại phải ăn không khí. Phó Tiên Tiên không biết nghĩ đến cái gì, nói được một nửa liền cười nghiêng ngả. Cười nửa ngày mới nói với Hạ Tưởng. Cậu có biết lúc đó tôi đã nói thế nào, lập tức khiến gã tức đến nỗi thở hổn hển rồi đi không? Hạ Tưởng lắc đầu. Thật sự không biết. Tôi nói với gã, nước Mỹ thật sự là cống thoát nước của người Trung Quốc. Gã liền đổi sắc mặt hỏi có ý gì, tôi nói bởi vì những chất thải của Trung Quốc đều đến Mỹ. Lúc đó gã liền nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi, miệng còn đầy những lời thô tục, tôi liền lập tức tạt rượu sau lưng gã. Ví dụ của Phó Tiên Tiên thật sự chuẩn xác, rất nhiều quan tham ô đều tụ tập ở Mỹ, bọn họ chẳng phải chất thải của Trung Quốc sao? Phải nói ngay cả chất thải cũng không phải, một đám người cặn bã thôi.
Hạ Tưởng cho Chiến Kính Bằng phụ trách việc đầu tư của nhà họ Phó, thứ nhất vì nó thuộc phạm vi công việc quản lý của Chiến Kính Bằng, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu dụng ý lập trường chính trị của Chiến Kính Bằng, thử xem có phải Chiến Kính Bằng đã tích cực chủ động hay chưa. Thứ ba cũng là dịp kiểm tra năng lực công việc của Chiến Kính Bằng. Phó Tiên Tiên ở lại khách sạn Cẩm Thành của Thiên Trạch. Hạ Tưởng tiến cô đến cửa phòng, không vào ngồi được một lát mà đi ngay. Sau khi quay về, lại nói chuyện với Vệ Tân. Vệ Tân biết mẹ con Tào Thù Lê và Liên Nhược Hãm sắp đến Thiên Trạch, cũng vừa may đầu tư của cô đã đến ngày, đang bận chuyện xây dựng ở công ty, coi như cũng đã có nơi ký gửi. Đầu tư của Vệ Tân không nhiều lắm, khoảng 4-5 triệu tệ. Hạ Tưởng bảo cô đi tìm Bành Vân Phong, cho Bành Vân Phong sắp xếp một loạt công việc hiệp thương. Bành Vân Phong ra mặt khiến Hạ Tưởng yên tâm nhất, gã làm việc đáng tin cậy, lại có tầm nhìn, chắc chắn sẽ không có sai lầm gì. Chiều ngày hôm sau, chỉ thị của tỉnh ủy liên quan đến huyện Bào Mã vi phạm đất đai đã về đến Thiên Trạch. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng chỉ rõ, toàn bộ cấp đảng ủy, ủy ban nhân dân phải tự kiểm điểm mình tự sự kiện huyện Bào Mã vi phạm đất đai. Đề cập đến vấn đề đất đai, đặc biệt đất nông nghiệp, nhất định phải làm đúng theo quy định của nhà nước, làm theo điều lệ, không được có, ngoại lệ, không được biến tướng thành xử lý, vi phạm nhất định phải bị truy cứu. Chủ tịch Tống Triều Đô nhấn mạnh, vấn đề đất đai liên quan đến đại cục, tuyệt đối không được buông lỏng. Vấn đề đất đai là một sợi, tơ hồng, cũng là một, đường dây cao áp, ai chạm phải đều phải xử lý. Ai chạm phải đều phải xử lý chính là chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ của tỉnh ủy đã định ra mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến thành ủy Thiên Trạch cảm thấy áp lực rất lớn, lập tức triệu tập hội nghị thường vụ để thảo luận về việc xử lý vi phạm đối với những người có trách nhiệm trong việc vi phạm đất đai ở huyện Bào Mã. Cũng là hội nghị thường vụ đầu tiên Chiến Kính Bằng tham gia, gã ngồi ngay vị trí vốn dĩ của Hứa Phàm Hoa, liền phát hiện ánh mắt nhiều người nhìn vào đó. Rất phức tạp mà cũng rất khó hiểu, khiến gã trong lòng hơi thiếu tự tin. Lẽ nào vì lần trước không được tuyển, người khác đều đánh giá thấp về gã? Chiến Kính Bằng rất mẫn cảm, lại hiểu sai ý, bây giờ lòng người không yên, không ai có tâm trí đánh giá cao hay đánh giá thấp gã. Thật ra mọi người đều đang nghĩ, trong vấn đề xử lý những người có liên quan trong huyện Bào Mã, lập trường của gã sẽ như thế nào? Hay nói trắng ra, lập trường của gã sẽ giống với Bí Thư Trần, hay giống với Thị trưởng Hạ? Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu được một việc, Thị trưởng Hạ chắc chắn sẽ kiên trì cứng rắn trong chuyện huyện Bào Mã. Còn Bí Thư Trần quan trọng nhất vẫn muốn bảo vệ biển Hữu Thủy. Không thể thiếu được một cuộc tranh chấp. Hội nghị do Trần Khiết Văn chủ trì như thường lệ. Sau khi nói xong lời mở đầu, Trần Khiết Văn giao quyền phát ngôn lại cho Trần Thiên Vũ, do trưởng ban thư ký thành ủy báo cáo một chút về chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy và kết luận của tổ điều tra. Thật ra bất luận là chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy hay kết luận của tổ điều tra, trong lòng mọi người ngồi đây đều biết rõ ràng, nhưng còn cần thiết phải lặp lại một lần. Lặp lại cũng có điểm tốt của lặp lại, nếu Trần Thiên Vũ là người của Trần Khiết Văn, sẽ chỉ ra trọng điểm ngay trong lúc lặp lại, ám thị với mọi người lập trường của Bí Thư Trần. Chỉ tiếc, Trần Thiên Vũ không phải người của Trần Khiết Văn, trọng điểm y chỉ ra trong quá trình lặp lại, mọi người đang ngồi ở đây đều có thể nghe ra, chính là trách nhiệm chủ yếu của mỗi người trong sự kiện huyện Bào Mã. Đều biết rõ, ám chỉ của Trần Thiên Vũ là đại diện cho ý tứ của Thị trưởng Hạ. Trưởng ban bí thư thành ủy và thị trưởng lại đồng lòng, là một việc rất hay. Trần Thiên Vũ phát biểu xong, Trần Khiết Văn liền giành lại quyền phát ngôn. Tiếp theo mời các đồng chí phát biểu ý kiến của mình, có cái gì nói cái đó, không cần có gì băn khoăn. Có vấn đề xảy ra, chúng ta phải nhìn thẳng vào nó, phải thiết thực thực thi chỉ thị của tỉnh ủy. Nghe thấy lời nói này của bà, tưởng rằng bà sẽ làm theo lẽ công bằng. Thật ra những người hiểu rõ Trần Khiết Văn đều biết. Bà nói không cần băn khoăn, thật ra đang nhắc nhở mọi người phải nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Ngô Minh Nghị biết lập trường của Hạ Tưởng, trước đó gã cũng đã đi tìm Hạ Tưởng, tìm hiểu khẩu phong của Hạ Tưởng trước, biết được thị trưởng Hạ quyết tâm rất lớn, muốn nhổ tận gốc trong chuyện huyện Bào Mã. Nhưng biển Hữu Thủy cũng có gút mắc riêng với gã cũng đã từng nhận lợi ích từ biển Hữu Thủy, tay mềm rồi, thì không tiện hạ độc thủ, liền chần chừ rồi ho khan một tiếng. Thái độ phía tỉnh ủy rất rõ ràng. Thành ủy có lẽ cũng đã rõ thái độ. Ý kiến của tôi là, những người có trách nhiệm liên quan, tình tiết nghiêm trọng, phải xử lý. Chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng phạm lỗi quá lớn về hành chính,
đề nghị thông qua những trình tự pháp luật miễn nhiệm chức vụ chủ tịch huyện Bảo Mã. Phó chủ tịch huyện và cục trưởng cục địa chính sẽ cho xử phạt hành chính theo luật đảng hoặc miễn chức. Thái độ của Ngô Minh Nghị đã nằm trong dự đoán cẩu hạ tưởng, hắn trong lòng cũng biết rõ Ngô Minh Nghị nắm nhỏ bỏ lớn, nhưng cũng không muốn chỉ trích gì Ngô Minh Nghị. Ngồi ở một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi có một mạng lưới quan hệ, gặp chuyện trước tiên phải tính đến tình cảm. Tuy nói trong quá trình thảo luận không sắp xếp người phát biểu, nhưng thông thường ủy viên thường vụ mới là người lên tiếng sau cùng, để thể hiện sự khiêm tốn. Nhưng không ai ngờ được là, không biết chiến kính bằng chạm vào sợi dây thần kinh nào, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói. Miễn chức toàn bộ ngay tại chỗ, không trừ lại một ai. Huyện Bào Mã là một nơi rách nát thế nào, một vùng khỉ ho cỏ gáy, một đám ô hợp. Mọi người đều kinh ngạc. Chương 990, rằng co. Trần Khiết Văn mở to hai mắt, trong lòng vừa tức vừa giận, chiến kính bằng uống nhầm thuốc gì rồi, không biết nói thì đừng nói, khí thế hùng hùng hổ hổ mắng cái gì chứ. Thật mất mặt. Sau đó lại nghĩ, chiến kính bằng đứng trên lập trường của ai để phát biểu. Tuy rằng quan hệ giữa lão và bà cũng không thân thiết, ít nhất cũng không nên có cùng tư tưởng xấu với Hạ Tường. Trước khi sự việc xảy ra mặc dù bà không nói trước với lão, nhưng chiến kính bằng cũng không ngốc chứ, không phải không hiểu lập trường của bà chứ. Còn nữa, chắc chắn lão cũng biết lập trường của Hạ Tường, vậy mà lão còn nổi giận đùng đùng như vậy, là muốn làm lính hầu của Hạ Tường hay đã có cùng lợi ích gì đó với Hạ Tường. Trần Khiết Văn suy nghĩ không ít, nhưng lại không nghĩ được đến điều mấu chốt. Hạ Tường lại nghĩ được. Đừng thấy chiến kính bằng hùng hùng hổ hổ mắng huyện Bào Mã, dường như căm thù đến tận xương tủy những cán bộ ở huyện Bào Mã. Thật ra lão cơ bản đang mượn cây dâu mắng cây hòe, mượn việc chỉ trích huyện Bào Mã, âm thầm nói bóng gió quan trường của huyện Thiên Trạch. Từ lúc chiến kính bằng nhậm chức đến nay, mọi việc đều không thuận lợi, có lẽ hoàn toàn khác biệt với những gì lão mong muốn và tưởng tượng. Cũng không thể trách thành ủy Thiên Trạch lạnh nhạt với lão, thực ra được Mã Tiêu đích thân đi cùng đến nhậm chức, đã có không ít người trong lòng có ấn tượng sâu sắc về lão, có lẽ những người muốn kết thân với lão cũng không ít. Nhưng huyện Bào Mã lại xảy ra chuyện lớn ngoài dự tính, hoàn toàn cướp mất thế thượng phong của lão, khiến lão mãi ngồi ở vị trí bị ghẻ lạnh, ngay cả những công việc lão được phân công quản lý cũng bị đẩy vào xó. Lão thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo cũng có thể hiểu được. Nhưng trong hội nghị thường vụ lão lấy thái độ tức giận để lên án mạnh mẽ huyện Bào Mã, cũng hơi thất thố, đồng thời cũng thể hiện mặt nông cạn và dễ xao động của mình ra trước mặt nhiều người. Những người ngồi đây đều là những người đã giảo hoạt trong chốn quan trường, không phải anh đạp bàn, nói vài câu đã có thể hù dọa được. Những người đang ngồi đây trước tiên là kinh ngạc, sau khi sự kinh ngạc qua đây, liền có người khinh thường mỉm cười, còn có người trong ánh mắt có thâm ý gì đó, cũng có người trong mắt hiện lên một chút thất vọng. Lôi Nhất Đại cười ha hả. Tiểu Chiến, ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi tán thành ý kiến của cậu, nhưng không tán thành hành động của cậu. Có chuyện gì nói chuyện đó, đừng nóng nảy. Hơn nữa, là lãnh đạo thành ủy, trong lúc xử lý vấn đề của khu huyện phía dưới, phải vững vàng, xử đúng người đúng việc, đừng có suy nghĩ cá nhân. Mặt chiến kính bằng đỏ lên, cảm thấy rất mất mặt trước mặt nhiều người, cũng có chút hối hận vì sự kích động vừa rồi. Hạ Tường liền nói một câu rất đúng lúc. Đồng chí kính bằng là một trong những lãnh đạo cấp cao của thành ủy, ông đứng lên, là một lần nữa nhắc lại sự thật này. Tất cả mọi người đều mỉm cười, trong tiếng cười, sự xấu hổ của chiến kính bằng cũng giảm đi không ít, chậm rãi ngồi xuống, đối với sự giải vây của thị trưởng Hạ, trong lòng lại có thêm một chút cảm xúc phức tạp. Nếu đã mở miệng, Hạ Tường liền nói tiếp câu nói lúc nãy. Sự tức giận vừa rồi của đồng chí kính bằng không phải không có lý, huyện Bào Mã là một huyện nghèo luôn luôn dẫy dụa trong nghèo khó, ủy ban nhân dân huyện còn trục lợi. Tiền thì ủy ban nhân dân huyện kiếm rồi. Còn người dân lại chết đói, theo tôi thấy, nên xử lý toàn bộ. Tại sao Biện Hữu Thủy lại không có trách nhiệm? Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, gã thân là bí thư lại không biết. Dường như lúc Trương Hòa Hưng vỗ bàn quyết định bán đất, đồng chí Biện Hữu Thủy cũng không ra nước ngoài khảo sát, cũng không đến trường đảng để học tập, càng không xin nghỉ bệnh. Hơn nữa hành vi vi phạm đất đai đã có từ 2 năm trước, 2 năm, một câu nói không biết thì có thể gột sạch trách nhiệm. Hù ai chứ? Tôi thấy đang hù quỷ thôi. Lời nói của thị trưởng Hạ như một cái tát, thật sự là một cái tát, trực tiếp đánh lên mặt Trần Khiết Văn. Bởi vì trong hội nghị họp bàn công việc bí thư được mở trước hội nghị thường vụ,
Trần Khiết Văn tìm mọi cách giải vây cho Biện Hữu Thủy, nói rằng Biện Hữu Thủy thật sự bị Chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng, Phó Chủ tịch huyện Chu Hàn Giang cùng với trưởng phòng đất đai huyện Lương Tùng liên kết lừa bịp, mà cũng không biết, lúc đó Hạ Tưởng cũng không phản bác, chỉ nói đệ trình lên hội nghị thường vụ nghiên cứu. Bây giờ mới đánh trực diện, thị trưởng Hạ, ra tay rất độc. Nhất thời, hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ, không ai nói lên một câu phản bác nào. Cái thị trưởng Hạ nói là tình hình thực tế, dưới cơ chế chính trị hiện tại, bí thư là nhân vật đứng đầu, việc gì cũng phải nhúng tay vào. Nếu nói bí thư không biết một quyết định quan trọng như vậy của Ủy ban Nhân dân, những người ngồi đây ai tin thì người đó là ngốc. Còn có Trần Khiết Văn ngồi đó làm ví dụ, có quyết định nào của Ủy ban Nhân dân mà bà không biết rõ ràng, hơn nữa còn cần có bà gật đầu mới thực thi được. Nói lui một bước, bí thư chẳng qua chỉ hỏi, là không làm tròn bổn phận. Hỏi rồi mà không ngăn lại, là không làm tròn trách nhiệm. Nhưng có những điều trong lòng mọi người đều rõ, nhưng lại không thể nói ra rồi, lại khiến người ta khó chịu. Trong lời nói của thị trưởng Hạ chứa đựng vấn đề mấu chốt, chỉ thẳng ra vấn đề, khiến người khác không còn gì để nói. Cũng chỉ có thị trưởng Hạ dám đối mặt trực diện với quyền uy của bí thư Trần. Đổi lại là một người nào khác, lời nói cũng phải giấu trong lòng, cái gì cũng không nói ra. Đều phải đề phòng họa từ miệng mà ra. Hạ Tưởng cũng quyết tâm bắt Biện Hữu Thủy xuống. Chỉ thị của tỉnh ủy tuy yêu cầu nghiêm túc xử lý, nhưng cũng không cho ý kiến cụ thể, dù sao việc bổ nhiệm nhân sự ở huyện Bào Mã cũng thuộc thẩm quyền của thành ủy Thiên Trạch, tỉnh ủy cũng không tiện cho chỉ thị cụ thể, bình thường sẽ không xử lý vượt cấp. Đương nhiên cũng có tiền lệ xử lý vượt cấp, vốn dĩ Hạ Tưởng cũng nghĩ tỉnh ủy sẽ cho ám thị miễn chức toàn bộ đối với Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, không ngờ cuối cùng chỉ thị tinh thần lại chỉ có ý kiến chung chung. Hắn cũng biết, có thể nhà họ Khâu đã nhúng tay vào. Hơn nữa biết được tin nhà họ Khâu và nhà họ Mai kết hợp từ miệng Phó Tiên Tiên, chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, có lẽ ý kiến của Mai Thái Bình và Phạm Duệ Hằng là chính. Nếu không nếu là ý kiến của Tống Triều Độ, chắc chắn sẽ miễn nhiệm toàn bộ đối với huyện Bào Mã. Lôi Nhất Đại lại kịp thời nói. Phải điều tra rõ ràng, đừng hành xử hồ đồ. Xử lý Trương Hòa Hưng mà không xử lý Biện Hữu Thủy, không ai phục. Bắt nhỏ bỏ lớn cũng là một quy luật bất thành văn. Nhưng tình hình hiện tại thì không được. Thái độ của tôi rất rõ ràng, bí thư và chủ tịch huyện, toàn bộ bãi chức điều tra. Nếu đồng chí Biện Hữu Thủy bị bãi chức điều tra, quả thật có chút oan uổng. Gã cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo nhất định, nhưng cũng không thể làm theo kiểu liên đới, có phải không? Dương Kiếm lên tiếng rồi, thần sắc có vẻ khó khăn, dường như rất khó mở miệng, mắt cúi xuống nhìn mặt bàn, không nhìn ai. Ý kiến của tôi là, Trương Hòa Hưng bị bãi chức điều tra, đồng chí Biện Hữu Thủy xử lý nội bộ đảng. Dương Kiếm vẫn luôn đứng ra yêu cầu điều tra việc vi phạm đất đai ở huyện Bào Mã, trong mắt rất nhiều người, gã chính là người chủ quảnh, nhiều người cũng không biết thật ra Hạ Tưởng mới là người giật dây chính phía sau, đều nghĩ Dương Kiếm mới chính là người giật dây chính, bởi vậy không ai ngờ rằng, trong thời khắc quyết định, gã lại thỏa hiệp, khiến rất nhiều người chấn động. Hạ Tưởng lại không cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và đau khổ. Chính trị vẫn là chính trị, không có nổi một chút tâm tư xúc động hay phẫn nộ. Dưới áp lực của Mai Thái Bình, Dương Kiếm không có lựa chọn, hắn hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khổ của Dương Kiếm. Nếu đi ngược lại với Mai Thái Bình, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến của bản thân. Nếu chỉ vì xử lý một Biện Hữu Thủy mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, 90% số người sẽ chọn cách thỏa hiệp. Trần Khiết Văn ngoài mặt không có biểu hiện gì, trong mắt vẫn hiện lên tia vui mừng. Bảo vệ Biện Hữu Thủy là điều bà quan tâm, cũng là một lần đấu tranh giữa bà và Hạ Tưởng trong vấn đề nhân sự. Bì Bất Hưu từ sau sự kiện lần trước, đã im lặng hơn rất nhiều, bây giờ lại thêm Lưu Phong Thanh tự chủ động khiến gã vô cùng căm tức, cả người như có sự thay đổi rất lớn, vừa lớn tiếng liền khiến nhiều người khiếp sợ, tại sao lại khàn đi nhiều như vậy. Đồng chí Biện Hữu Thủy vẫn có công với huyện Bào Mã, trong mấy năm ông ấy đảm nhiệm chức vụ bí thư, đã chỉnh đốn huyện Bào Mã rất đàng hoàng. Vấn đề vi phạm đất đai, cả tỉnh đều biết, chẳng qua ông ấy chỉ đụng vào điểm yếu, xem như không may. Thành ủy phải biết yêu thương cán bộ của mình, đừng quá dễ dàng phủ định công lao của cán bộ, cảnh cáo nội bộ đảng là được rồi, huyện Bào Mã vẫn cần có đồng chí Biện Hữu Thủy chủ trì công việc, ổn định đại cục. Trần Thiên Vũ cười lạnh lùng, từ việc Trần Khiết Văn kiên trì bảo vệ Biện Hữu Thủy, gã có thể nhận thấy, những lãnh đạo có thể đứng trên lập trường công chính như thị trưởng Hạ thật sự không còn nhiều nữa.
gã cũng tức giận. Chủ nhiệm Bì, có công thưởng công, có tội phải phạt. Thành ủy không dễ dàng phủ định công lao một cán bộ, cũng không dễ dàng dung túng một lãnh đạo còn đương chức phạm lỗi, vừa không có trách nhiệm với người dân huyện Bảo Mã, vừa không có trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh ủy. Bì bất hiu há miệng thở dốc, đang định mỉa mai lại mấy câu, Chiến Kính Bằng liền nói chen vào. Thời gian trước đây trên mạng có đưa tin, lãnh đạo thành ủy nào đó của Thiên Trạch yêu quý cán bộ, yêu quý đến nỗi để người cán bộ đó lên con đường cùng, là thật hay giả vậy? Trưởng ban tổ chức cán bộ Từ Hâm đang uống nước suýt chút nữa bị sặc, ho sặc sụa, giờ khóc giờ cười nghĩ, Chiến Kính Bằng thật sự không biết hay đang giả vờ, chẳng phải đang đứng trước mặt người không có tóc mắng đổ đầu chọc sao? Lão cũng thật có gan. Bì bất hưu liền đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa đã nổi giận, nhẫn nhịn, lại thấy Trần Khiết Văn nháy mắt với mình, liền nhịn luôn. Lão Bùi, nói xem ý kiến của ông đi. Trần Khiết Văn không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, muốn nhanh chóng kết thúc nhanh gọn, liền chỉ danh Bùi Nhất Phong. Bùi Nhất Phong dường như rất điềm tĩnh, trước tiên chậm rãi uống mấy ngụm nước sau lần lỡ tay làm vỡ mất cái ly, đã đổi lại ly mới, vẫn cái thói quen tay không rời ly gã nhẹ nhàng buông ly nói. Đồng chí Biện Hữu Thủy không xứng đáng chủ trì công việc ở huyện Bào Mã, lão ở lại huyện Bào Mã thêm lần nào, ngọn lửa ở đó sẽ không dập tắt nổi ngày đó. Trước khi lên hội nghị thường vụ, tôi đã tìm hiểu trên mạng cả nửa ngày, trên đó có một nửa nói Biện Hữu Thủy phải chịu trách nhiệm của một lãnh đạo, còn nói Biện Hữu Thủy không từ chức, chứng tỏ thành phố Thiên Trạch không nghiêm túc xử lý những người có trách nhiệm. Trên mạng còn tiếp tục chửi rủa Biện Hữu Thủy, phải tra ra ai là người đứng phía sau Biện Hữu Thủy. Khóe mắt Trần Khiết Văn liền nhảy vài cái, trong lòng kinh ngạc, Bùi Nhất Phong làm sao vậy, lẽ nào đã hoàn toàn hướng về phía Hạ Tưởng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, trong lời nói Bùi Nhất Phong còn có ý khác, chắc chắn còn có lời muốn nói. Quả nhiên, tiếp theo Bùi Nhất Phong lại đưa ra một đề tài khó mới. Chương 991, đối kháng. Hạ Tưởng cũng có thể nghe ra được ám chỉ của Bùi Nhất Phong. Kết cục của Biện Hữu Thủy có ba loại, thứ nhất là miễn chức. Đồng thời còn có xử phạt nội bộ đảng nhất định. Thứ hai chỉ bỏ xử phạt, giữ lại chức vụ bí thư huyện ủy. Thứ ba là điều khỏi huyện Bào Mã, đến thành phố đảm nhận chức quan nhàn tản gì đó, hoặc điều đến huyện khác vẫn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy. Hạ Tưởng muốn có loại kết quả thứ nhất, Trần Khiết Văn muốn có loại kết quả thứ hai, Bùi Nhất Phong đề nghị khả năng thứ ba, rời đi. Tôi chỉ đưa ra đề nghị không được chính xác lắm, đưa cho các đồng chí tham khảo. Thái độ của Bùi Nhất Phong rất khiêm tốn, còn có vẻ mỉm cười. Cương vị cấp cục ở thành ủy và ủy ban nhân dân cũng không ít, vốn dĩ xuất phát từ việc chữa bệnh cứu người, đồng chí Biện Hữu Thủy đến làm việc ở thành phố cũng là một lựa chọn không tồi. Trần Khiết Văn vẫn kịch liệt phản đối Biện Hữu Thủy đến thành phố, các cục ở thành phố người nào đã có chỗ người ấy, sớm đã không còn vị trí nào tốt. Biện Hữu Thủy đến thành phố cũng chỉ bắt đầu từ một chức vụ không quan trọng nào đó. Hơn nữa còn có khả năng nhận chức phó, sau này muốn chuyển sang nơi khác cũng khó. Bây giờ nếu được giữ chức lại, cho dù phải chịu một sự xử phạt không nặng không nhẹ, một năm sau cũng được loại bỏ, hơn nữa chỉ cần tiếp tục chấp chính ở địa phương, thì có thể dễ dàng tiến tiếp lên trên. Tình hình phức tạp hơn trong dữ liệu, vốn dĩ tiêu điểm chủ yếu tập trung ở việc miễn nhiệm hay vẫn giữ lại chức vụ cũ. Bây giờ thì hay rồi, Bùi Nhất Phong lại đưa ra một khả năng. Thêm lựa chọn lại không phải việc gì hay ho. Từ Hâm rốt cuộc cũng lên tiếng, là một trưởng ban tổ chức cán bộ, gã sớm đã nên phát biểu rồi. Cứ đợi cho đến lúc này mới lên tiếng, cũng là do chưa xác định được chủ ý, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Tình thế rất nghiêm trọng, ý kiến của các ủy viên thường vụ không đồng nhất được, rất có khả năng cuối cùng sẽ không rút ra được điểm chung gì. Gã vẫn giống như trước đây, trong tay cầm một tài liệu, vẫn nói máy móc như trước. Đồng chí Biện Hữu Thủy nên nhận lỗi từ chức, đồng chí Trương Hòa Hưng trực tiếp miễn chức. Nhận lỗi từ chức và trực tiếp miễn chức về mặt mũi cũng dễ nghe hơn một chút, trên thực tế các quan chức trong nước không hề có nhận lỗi từ chức, đều trong tình huống cấp trên quyết định miễn chức, chẳng qua cũng chỉ là một cách nói giữ thể diện ngầm mà thôi. Là một trưởng ban tổ chức cán bộ, lập trường của Từ Hâm vẫn xem như chính trực. Trần Khiết Văn liền hoa mắt, có cảm giác đại cục đã xong. Lẽ nào nói, bà bảo vệ cho Biện Hữu Thủy là đã khiến nhiều người tức giận. Nhưng Biện Hữu Thủy không bảo vệ không được, Khâu Tự Phong đã đích thân hứa, nếu bảo vệ Biện Hữu Thủy, nhà họ Khâu sẽ tiếp tục tăng đầu tư ở huyện Bào Mã. T, R, U, I, E, N,
I-I-C-O-M. Đương nhiên, vẫn còn có những giao dịch về mặt chính trị khác, có lợi cho sự phát triển chính trị lâu dài của bà. Hơn nữa từ góc độ tình cảm cá nhân, bà cũng thật sự không nhẫn tâm chôn vùi tiền đồ của Biện Hữu Thủy. Nhưng bây giờ ngoài Hạ Tưởng tán thành việc Biện Hữu Thủy từ chức ra, còn cả Trần Thiên Vũ, Từ Hâm, Chiến Kính Bằng và Lôi Nhất Đại. Đã có 5 phiếu tán thành rồi, trưởng ban truyền thông Thường Hào còn chưa tỏ thái độ, tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương và bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu, ít nhất cũng có một người bỏ phiếu tán thành Hạ Tưởng, thì đã có 6 phiếu tán thành. Còn mình bà Một Phương, Ngô Minh Nghị, Dương Kiếm, Bì Bất Hưu, nhiều lắm cũng có thêm Lãnh Dương và Hồ Vĩnh Siêu, cũng đã 6 phiếu. Bùi Nhất Phong là lập trường trung gian, gã rất gian xảo, đưa ra khả năng thứ 3, trên thực tế là tỏ thái độ không theo bên nào. Đối lập như vậy, chính là một nửa đấu với một nửa. Nếu là vấn đề khác, trước tình huống một nửa đấu một nửa, bà dám đập bàn. Nhưng trong vấn đề Biện Hữu Thủy, bà không dám đập bàn trước tình hình chưa quá một nửa. Bởi nếu sau khi sự việc qua đi có người lật lại vụ án, bà cũng phải chịu trách nhiệm chính trị tương ứng. Nếu hội nghị thường vụ quá một nửa, chính là trách nhiệm của tập thể. Tình hình tiếp theo lại khiến Trần Khiết Văn buồn bực vô cùng. Tiếp theo sau khi Thường Hào ủng hộ Hạ Tưởng, Chiến Kính Bằng không hiểu vì sao lại không hiểu thời cuộc nhảy ra, lại khẳng khái nói nhảm một phen. Vì sao Biện Hữu Thủy thân là bí thư lại có quyền miễn nhiệm? Quả nhiên, trong chốn quan trường cách làm bao che cho trách nhiệm của một cán bộ nào đó đã là một quy định bất thành văn, cũng là quy tắc tự ước định mà thành. Vì vậy, khi có sự kiện gì lớn cần truy cứu trách nhiệm, thường thấy những lãnh đạo chủ chốt không hiểu lý do gì lại bị mất tích chỉ làm mà không đề cập đến. Sau đó lại đường đường chính chính nói cái gì, nghiêm túc xử lý, nghiêm chỉnh truy cứu trách nhiệm, thực ra chỉ là một loại mờ mịt dân chúng, đều là nhắm mắt mà làm. Càng là những người ở dưới, trách nhiệm càng lớn, dường như những quyết sách đều là những người ở dưới đập bàn, lãnh đạo cấp trên lại là những người chấp hành, lẽ nào giống như một lời nói cũ, bí thư làm việc, lãnh đạo ký tên. Lãnh đạo đều vô tội, chỉ có người bên dưới mới có vấn đề, cách làm như vậy liệu có thể lừa được người dân không? Cho rằng người dân đều ngu ngốc, thật ra tự mình mới ngốc. Lấy sự việc huyện Bào Mã mà nói, bí thư chỉ điều hành việc cảnh cáo trong đảng, miễn chức chủ tịch huyện, cục trưởng cục địa chính mất chức, nếu nói cần thiết phải chuyển giao tư pháp, thì sẽ tìm những người ở dưới cục trưởng để chịu tội thay. Có phải ý tứ này hay không? Cái tát này không chỉ đánh lên mặt Trần Khiết Văn, mà còn đánh lên mặt tất cả những ủy viên thường vụ phụ họa theo Trần Khiết Văn, hơn nữa còn tát rất mạnh, lập tức khiến Trần Khiết Văn đỏ mặt. Bì Bất Hưu thẹn quá hóa giận, Ngô Minh Nghị cũng rõ ràng không nhịn được. Vẻ mặt Dương Kiếm ngượng ngùng, gã cũng bất đắc dĩ mới phải nâng tay trong vấn đề Biện Hữu Thủy. Theo ý nghĩ vốn có của gã còn hận không được dìm Biện Hữu Thủy xuống. Không ngờ một chiêu Kính Bằng khiến gã nhìn không thuận mắt lại nói được những lời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào như vậy. Ngoài sự hổ thẹn ra, gã còn có ý khâm phục. Người khác lại không nghĩ như vậy, bởi lời nói vừa rồi của Chiến Kính Bằng là một lời phát biểu hoàn toàn không lý trí, nói ra rất nhiều điều cấm kỵ trong chốn quan trường. Trong chốn quan trường người ta rất quan trọng hàm xúc, chú trọng chuyện xấu người nào cũng có thể làm được, nhưng lời nói xấu thì không ai được nói. Cũng giống như áo quần của hoàng đế, tất cả mọi người đều biết hoàng đế không mặc quần áo, nhưng tất cả mọi người đều rất đồng thuận khen quần áo của hoàng đế rất đẹp. Chiến Kính Bằng chính là đang nói những lời nói quá thật của trẻ con, nhưng, lão không phải trẻ con. Là ủy viên thường vụ, phó thị trưởng. Nếu lời nói của lão lọt vào tai của những lãnh đạo tỉnh, chính là biểu hiện của chính trị chưa thành thục, tư tưởng không chính xác, có thể sẽ bị tỉnh ủy răn đe, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến thân phận của Chiến Kính Bằng ở Đảng Thái Tử, cộng với lúc lão đến nhậm chức còn có đích thân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi cùng, không ai dám mạo hiểm báo cáo lên tỉnh ủy. Chẳng qua có không ít người đều đang đoán, Chiến Kính Bằng rốt cuộc vì căm phẫn vì chuyện xảy ra ở huyện Bào Mã, hay lão đã quyết định lập trường của mình là đi theo thị trưởng Hạ. Trần Khiết Văn không nổi giận thì không được nữa rồi, trầm sắc mặt nói. Đồng chí Chiến Kính Bằng, khi nói gì phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, đừng nghĩ gì nói đó. Bây giờ đang họp hội nghị thường vụ, là một việc rất nghiêm túc và quan trọng, đừng vì tình cảm cá nhân một mình đồng chí mà ảnh hưởng đến tiến trình hội nghị. Hôm nay Chiến Kính Bằng tức giận, không có ấn tượng tốt với tất cả người và việc ở huyện Bào Mã, cũng chính là muốn nắm lấy sự việc huyện Bào Mã để làm lớn chuyện.
Dù sao huyện Bào Mã cũng không có lợi ích gì của lão, thích làm gì thì làm như vậy, náo loạn càng ồn ào càng tốt. Trần Khiết Văn lấy quyền uy bí thư để phê bình lão, lão không phục, còn muốn chống đối lại vài câu, đúng lúc đó Hạ Tưởng lên tiếng. Kính Bằng, bí thư Trần phê bình rất đúng, bây giờ đang là hội nghị thường vụ, cái cần thiết là bàn việc, không phải để phanh phui mọi chuyện. Đề tài thảo luận hôm nay là xử phạt những lãnh đạo chủ yếu trong đảng và ủy ban nhân dân huyện Bào Mã, chứ không phải những vấn đề không liên quan khác. Nói ví dụ, chuyện Phó Tiên Tiên yêu cầu thành phố Thiên Trạch đầu tư thuốc đông y, lúc này không thể đưa ra để bàn bạc. Chiến Kính Bằng lập tức hiểu dụng ý của thị trưởng Hạ, tại sao lại nhắc đến chuyện đầu tư của Phó Tiên Tiên trước hội nghị thường vụ, Phó Tiên Tiên đã có tiếp xúc với lão, nói ra yêu cầu đầu tư, lão biết là quan hệ của thị trưởng Hạ, cũng biết thực lực của Phó Tiên Tiên, rất vui mừng vì thị trưởng Hạ đã giao trọng trách cho lão, chỉ là thị trưởng Hạ mượn cơ hội nhắc đến chuyện này, là có dụng ý gì. Giữa Chiến Kính Bằng và thị trưởng Hạ đương nhiên không ăn ý, Trần Khiết Văn cũng không có. Nhưng Trần Khiết Văn lại có hiểu biết chính trị hơn Chiến Kính Bằng, lập tức liền hiểu được dụng ý của thị trưởng Hạ. Tưởng rõ ràng đang nói với bà, đừng tưởng có nhà họ Khâu ủng hộ sau lưng thì có thể thế nào, nhà họ Phó cũng bắt đầu tiến vào thế cục Thiên Trạch rồi, hơn nữa còn đầu tư vào sản nghiệp đông y, rõ ràng muốn đối kháng trực diện với nhà họ Khâu. Không muốn trở thành vật hy sinh trong xung đột gia tộc, thì đừng làm những chuyện thấy lợi tối mắt. Trần Khiết Văn quả thật muốn dùng quyền uy bí thư gác lại đề tài thảo luận hôm nay, kéo dài một chút hãng nói. Để xem tỉnh ủy có hướng đi mới nào không, nếu không hội nghị thường vụ quyết định rồi, sứ mệnh chính trị của Biện Hữu Thủy bị tuyên cáo kết thúc, thì không có khả năng vãn hồi nữa. Thủ đoạn vẽ rồng chỉ trời cao của thị trưởng Hạ không những cao minh, còn rất đúng lúc. Trần Khiết Văn suy tư một lúc. Lúc đó lập tức quyết định nghe theo lẽ phải, bị bước đến nỗi phải nghe theo lẽ phải cũng thể hiện được bí thư tôn trọng quyết định của tập thể, cũng là chuyện tốt, vẫn tốt hơn nhiều so với việc để lại ấn tượng chuyên quyền độc đoán cho người khác. Trần Khiết Văn quyết định thật nhanh không ngừng không được, nhà họ Phó ra tay lập tức khiến bà ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nhất thiết phải vì một Biện Hữu Thủy mà gián tiếp đắc tội với nhà họ Phó, lại nói sau hội nghị thường vụ tình thế lại nghiêng về một bên. Bà đối với Khâu Tự Phong còn có thể mượn cớ, liền lấy bộ dạng đau khổ lên tiếng tổng kết. Đồng chí Biện Hữu Thủy vi phạm đất đai có những lãnh đạo có trách nhiệm không thể trốn tránh, thành ủy nghiên cứu và kết luận, cưỡng chế Biện Hữu Thủy nhận lỗi từ chức. Câu nói của Trần Khiết Văn vừa dứt, sinh mệnh chính trị của Biện Hữu Thủy cũng bị tuyên cáo chấm dứt. Bầu trời của huyện Bào Mã thay đổi rồi. Sau hội nghị, Trần Khiết Văn vừa về đến văn phòng liền nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Sau khi Khâu Tự Phong biết được kết quả hội nghị thường vụ, cảm thấy khiếp sợ đối với hành động của nhà họ Phó, bởi vì trước khi sự việc xảy ra gã không hề nghe nói gì. Sự rơi đài của Biện Hữu Thủy khiến gã có cảm giác thất bại, bởi vì nhà họ Khâu thậm chí còn có qua lại với tỉnh ủy, kết quả cũng không thể cứu vãn sinh mạng chính trị của Biện Hữu Thủy. Điều gã lo lắng là, dưới tình thế cấp bách của Biện Hữu Thủy, liệu có dẫn đến những nội tình mờ ám của Đông Y Thiên Trạch. Đồng thời gã lại lĩnh hội được thủ đoạn mây mưa thất thường của Hạ Tưởng. Lúc ở huyện An, gã đã từng bị Hạ Tưởng bức đến nỗi không ra nổi đòn trả, bây giờ Hạ Tưởng muốn vùng dậy, có không ít thế lực muốn hỗ trợ. Bây giờ đã có tình trạng liên thủ với nhà họ Phó đối phó nhà họ Khâu, thật là lợi ích vĩnh cửu, tình bạn ngắn ngủi. Khâu Tự Phong thở dài một tiếng, gã thật sự không muốn trở thành kẻ địch với Hạ Tưởng. Trong lúc quyết định của hội nghị thường vụ còn chưa được công bố ra bên ngoài, huyện Bào Mã liên tiếp xảy ra mấy việc lớn, khiến Trần Khiết Văn vui mừng vì đã đập bàn quyết định anh minh, càng khiến Khâu Tự Phong hiểu lầm Hạ Tưởng sâu sắc hơn, từ đó tăng thêm tính đối kháng giữa Hạ Tưởng và nhà họ Khâu. Chương 992, nghiêm trọng. Vốn là Lưu Nhất Cửu đã sắp xếp và thẩm vấn, tra ra được chân tướng Hà Trạch Lâm tự sát chẳng những liên lụy tới Phó Chủ tịch huyện Chu Hàn Giang, ngay cả Trương Hòa Hưng cũng dính dáng tới. Khi Lưu Phong Thanh hỏi Chu Hàn Giang, vốn tưởng rằng Chu Hàn Giang là phó chủ tịch huyện, có nhiều kinh nghiệm ứng phó với ủy ban kỷ luật. Không ngờ sau khi hai người gặp mặt, Chu Hàn Giang liền nộp súng đầu hàng, giải thích lại toàn bộ sự thật. Chu Hàn Giang giải thích không việc gì, y khai thẳng nhân vật quan trọng của Đông Y Thiên Trạch phó tổng giám đốc Ngô Giang Lãnh. Ngô Giang Lãnh là một trong những nhân vật nòng cốt của Khâu gia. Tuy rằng chỉ là nhân vật chủ chốt về kinh tế, không phải nhân vật nòng cốt chính trị, nhưng Ngô Giang Lãnh cũng bị liên lụy, thì thực sự đụng chạm đến lợi ích chính của Khâu gia. Tình thế nghiêm trọng. Lưu Nhất Cửu ngay lập tức mời Ngô Giang Lãnh phối hợp điều tra,
bởi vì Ngô Giang Lãnh đã liên quan tới tội phạm kinh tế. Ngô Giang Lãnh chỉ có thể thuận theo mà phối hợp, nhưng gã đồng thời gọi điện cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong trong khoảng thời gian ngắn nhận được 3 tin tức xấu, ông ta gần như muốn phát điên. Vốn biết được khó giữ được Biện Hữu Thủy, cũng đã khiến ông ta cảm giác thất bại sâu sắc. Bởi rằng Biện Hữu Thủy vì bảo vệ hỗ trợ sự phát triển của Đông Y Thiên Trạch, quả thật làm ra không ít chuyện. Sinh mạng chính trị của y kết thúc, có nghĩa là quyền uy của Khâu gia ở thành ủy Thiên Trạch cũng không đủ sức ảnh hưởng. Tin xấu thứ hai khiến cho ông ta giận dữ, Phó gia đã có phương pháp phản đòn, không ngờ cũng chuẩn bị đầu tư sản xuất công nghiệp thuốc Đông Y ở Thiên Trạch. Hơn nữa còn vào thời cơ đặc biệt nhạy cảm này. Ông ta biết nhà họ Phó rất am hiểu thủ đoạn đầu cơ trục lợi lại muốn phát huy. Tin xấu thứ ba chính là Ngô Giang Lãnh bị vụ án liên lụy. Ngô Giang Lãnh có đóng góp khía cạnh kinh tế, là nhân vật chủ chốt của Khâu gia ở Đông Y Thiên Trạch. Y nếu mà bị bắt sẽ là thiệt hại lớn nhất của nhà họ Khâu. Liên tiếp các tin tức xấu làm cho Khâu Tự Phong nóng nảy bất an, gần như muốn nhảy dựng lên. Thận trọng suy nghĩ. Ba tin xấu này kỳ thực đều là từ một sự kiện gây nên vi phạm quy định đất đai, mà đấu tranh xung quanh việc vi phạm quy định đất đai chỉ có một nhân vật mấu chốt, chính là Hạ Tưởng. Lại nghĩ, nếu Hạ Tưởng có lập trường hơi nghiêng về ông ta một chút, thế nào cũng sẽ không nảy sinh ra cục diện không thể vãn hồi hiện tại. Đều là Hạ Tưởng không nể mặt, lẽ nào trong mắt hắn lợi ích nhà họ Khâu còn không bằng một đám nông dân? Không, Hạ Tưởng khẳng định không phải thực sự đứng về phía lập trường nhân dân. Hắn hoặc là chịu sự sai khiến của nhà họ Ngô, hoặc là bị nhà họ Phó mua chuộc. Hắn khẳng định là đầy tớ phục vụ của một nhà nào đó. Khâu Tự Phong có lẽ không kìm được gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, sự việc lộn xộn đến mức không thể vãn hồi, cậu mới bằng lòng thu tay lại sao? Tôi và cậu biết nhau thời gian không ngắn, hiện tại sao lại như người dưng nước lã? Hạ Tưởng vừa mới nghe Bành Vân Phong báo cáo tiến triển vụ án huyện Bào Mã. Đúng lúc Khâu Tự Phong lại gọi điện tới, cũng chứng tỏ Khâu Tự Phong quả thật sốt ruột. Hơi trầm ngâm, Hạ Tưởng nói vài câu tận đáy lòng. Anh Tự Phong, thời gian chúng ta biết nhau quả thực không ngắn, tôi cũng luôn luôn xem anh là một người bạn thâm giao. Nhưng trong việc Đông Y Thiên Trạch vi phạm quy định đất đai, quả thật làm tổn hại đến tình cảm và lợi ích của người nông dân. Đông Y Thiên Trạch năm qua lãi kinh người. Một năm thu nhập của một công nhân bình thường cũng tương đương với thu nhập của người nông dân địa phương trong 10 năm. Huyện Bào Mã là một huyện nghèo, nông dân cả một năm đầu tắt mặt tối, cố lắm cũng chỉ cơm no áo ấm là may rồi. Có khi chúng ta ăn một chút cơm chính là một năm liều mạng của bọn họ hợp lại cũng không bằng. Chúng ta làm quan là vì cái gì? Danh lợi mỗi người đều cần, tuy nhiên ngoài danh lợi ra, còn có lương tâm, còn có lương tri, còn có tấm lòng vì nước vì dân. Quân tử yêu tiền. Phải có đạo đức, áp bức nông dân đấu tranh để sinh tồn, không có bản lĩnh chính là điều sỉ nhục. Lúc Hạ Tưởng gọi điện thoại, không bảo Bành Vân Phong tránh đi, Bành Vân Phong nghe được lời tâm huyết của thị trưởng Hạ, không khỏi thêm kính nể hắn. Gã đã từng chứng kiến mặt quan liêu của thị trưởng Hạ, đã từng chứng kiến thị trưởng Hạ dở thủ đoạn cao siêu. Hiện tại nghe được thị trưởng Hạ thật tâm vì dân, gã mới biết được, thị trưởng Hạ đúng là một người phức tạp mà thẳng thắn. Muốn có hiệu quả và lợi ích thị trường, có thể độc quyền để kiếm lời. Nhưng giao dịch quyền tiền, bóc lột đồng tiền mồ hôi nước mắt của người nông dân thì đã chạm vào giới hạn đỏ. Anh Tự Phong, tôi đề nghị anh chỉnh đốn một chút tầng lớp quản lý ở Đông Y Thiên Trạch. Trong vấn đề vi phạm quy định đất đai, cách làm của Đông Y Thiên Trạch rất không quang minh. Hơn nữa còn liên quan tới rất nhiều vấn đề trao đổi quyền tiền trái pháp luật, không loại trừ cá biệt nhân viên quản lý đứng giữa kiếm lợi riêng. Từ đó kiếm được những khoản kếch xù. Hạ Tưởng nói hết lời, Khâu Tự Phong thở dài một tiếng. Xin tiếp thu. Y căn bản là không nghe lời tâm huyết của Hạ Tưởng, rồi lại hỏi. Nhà họ Phó muốn đầu tư sản nghiệp thuốc Đông Y, cậu cũng có thái độ tán thành chứ? Có cạnh tranh mới có phát triển được. Hạ Tưởng cũng nghe ra Khâu Tự Phong vẫn là khăng khăng lập trường của chính mình không thay đổi. Không nhận ra những sai lầm sẵn có. Ngược lại còn khăng khăng cho là hắn cố tình gây trở ngại, cũng mất đi hứng thú nói chuyện cùng Khâu Tự Phong. Thành phố Thiên Trạch hoan nghênh tất cả mọi người đến đây đầu tư. Khâu Tự Phong im lặng một lúc lâu mới nói. Hy vọng thị trưởng Hạ có thể phát triển kế hoạch lớn ở Thiên Trạch. Sau khi nói xong một câu rất không có ý nghĩa, y dập máy điện thoại. Hạ Tưởng sửng sốt một lát, lắc đầu cười. Đúng lúc Bành Vân Phong nói. Huyện Bào Mã sẽ có cục diện gì?
vụ án liên lụy tới Trương Hòa Hưng, sự việc liền trở nên nghiêm trọng. Trương Hòa Hưng thì không chỉ đơn giản là mất chức, còn bị quy trách nhiệm pháp luật. Chủ yếu là nếu phó tổng giám đốc của Đông Y Thiên Trạch cũng có vấn đề kinh tế, nếu cấp cao của Đông Y Thiên Trạch bị tóm, với Đông Y Thiên Trạch là đả kích không nhỏ. Chẳng những huyện Bào Mã sẽ loạn càng thêm loạn, ngay cả thành ủy Thiên Trạch cũng bị ảnh hưởng. Sức tiêu thụ và triển vọng thị trường của Đông Y Thiên Trạch cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng xảy ra vấn đề không xử lý, bưng bít lại thì sớm muộn cũng xảy ra sự việc lớn hơn nữa. Thà để đến lúc đó hối hận thì đã muộn, chỉ bằng hiện tại đau đớn quyết định, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Bành Vân Phong từ cuộc điện thoại vừa rồi của thị trưởng Hạ đã biết thị trưởng Hạ quyết tâm. Chính là muốn đem vấn đề của huyện Bào Mã xử lý triệt để, không để lại hậu quả. Gã cũng biết hiện tại huyện Bào Mã vỡ nát, không hạ độc thủ xử lý là không được, liền theo tâm ý của thị trưởng Hạ nói. Sắp tới lúc đảo ngược trời đất, Nhất Cửu sẽ điều tra vụ án. Hà Trạch Lâm tự sát là bởi vì có người bắn tin âm thầm bức bách. Bởi vì Hà Trạch Lâm một khi đã nhận tội, sẽ liên lụy đến Trương Hòa Hưng và Biện Hữu Thủy. Nếu ngay cả Biện Hữu Thủy cũng liên lụy, Biện Hữu Thủy sẽ không phải đơn giản là từ chức tự nhận trách nhiệm. Hạ Tưởng trầm tư một lát, lại hỏi. Hiện tại trên mạng đang thảo luận như thế nào? Dân mạng vẫn phẫn nộ những sai trái của chính quyền huyện Bào Mã, thông cảm cho dân thường. Có bàn luận về tiếng tăm của Đông Y Thiên Trạch không? Bành Vân Phong dường như lo nghĩ. Có, nhưng không nhiều, dường như dân mạng vẫn chưa biết Đông Y Thiên Trạch cũng có trách nhiệm liên quan không thể trốn tránh. Bọn họ chỉ nhận định huyện Bào Mã có trách nhiệm. Hạ Tưởng gật gật đầu, dường như là tự nói với mình. Dân mạng có lúc cũng không quá chín chắn, quá thiển cận, không biết quy luật một cây làm chẳng nên non. Bành Vân Phong sao có thể không hiểu ám chỉ của thị trưởng Hạ, gã liền tiện thể nói. Dân mạng gửi bài có khi không có lý trí, có người dẫn dắt thì tốt rồi. Tuy nhiên tin rằng sự tình chính trị bộc lộ trên mạng càng ngày càng nhiều. Sẽ có nhiều ý nghĩ chính trị của dân mạng hơn, cuối cùng có thể cũng không cùng góc độ để phân tích vấn đề. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi cửa vào đường cao tốc đón mẹ con Tào Thù Lê vốn dĩ thành ủy có thể điều xe điều người đón người nhà. Hạ Tưởng lại không dùng xe chính quyền, mà là để Tiêu Ngũ tự mình ra mặt giải quyết việc này. Cũng chỉ có Tiêu Ngũ đi tiếp hắn mới yên lòng. Tuy rằng cũng rõ ở thành phố Thiên Trạch phần nhiều là âm mưu và đấu tranh chính trị, không như ở thành phố Lang bị uy hiếp thân nhân. Tào Thù Lê rốt cuộc đã kết thúc cuộc sống nghiêu lang chức nữ với Hạ Tưởng nên hết sức vui mừng. Hạ Đông lại có chút dầu dĩ không vui, bởi vì nó cùng nhiều bạn bè chia tay. Nó sẽ không thực sự vui lắm. Mùa xuân đã qua, Tào Thù Lê mặc áo váy mỏng, hai gò má ửng đỏ, có lẽ là do thành phố Thiên Trạch cao hơn mặt biển khá nhiều, mặt phấn như hoa của cô càng thêm phần quyến rũ. Từng là cô gái trong sáng và tốt đẹp, bây giờ đã trở thành vợ hiền của hắn. Nhớ lại những việc đã trải qua trong thời gian đầu ở huyện Bá, 10 năm tựa như một giấc mộng. Cô bé Lê hiện tại, rõ ràng là dung nhan chưa già, vẻ tươi cười vẫn như xưa, khiến cho Hạ Tưởng cũng khó kìm mà cảm thán. Đời người giống như lúc ban đầu gặp gỡ. Một Vệ Tân, kiếp trước là người hắn yêu nhất. Một Tào Thù Lê, kiếp này là người hắn yêu nhất. Hiện tại hai cô đều ở Thiên Trạch, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Hạ Tưởng trong lòng bùi ngùi muôn vàn. Sự nghiệp của Vệ Tân hiện tại đang rộng mở, nhưng cô lại gửi gắm tinh thần, quyến luyến đối với hắn. Biết hắn và cô bé Lê vợ chồng đoàn tụ, chắc cũng khó tránh khỏi đau lòng. Hạ Tưởng đưa hai mẹ con họ sắp xếp ở khu gia đình của thành ủy. Hắn vẫn một mình ở trong cả căn hộ, hiện tại tốt rồi, rốt cục đã có nữ chủ nhân. Vừa vào đến cửa, người nhà thành ủy trong khu nghe được tin, liền ào ào tới ân cần hỏi han, tranh thủ để thị trưởng phu nhân Thiên Kim của chủ tịch tỉnh lưu lại ấn tượng tốt, về sau phát triển quan hệ với phu nhân. Hạ Tưởng kỳ thực phản cảm nhất chính là tác động hỗ trợ của phu nhân cán bộ. Không phải việc đứng đắn. Chẳng những không gây được cảm tình trao đổi, còn thường hay dễ nảy sinh hủ bại. Cũng may hắn đối với Tào Thù Lê hết sức yên tâm. Cô bé Lê từ nhỏ chính là Thiên Kim tiểu thư của giám đốc sở, mí mắt sâu, lại không keo kiệt tham tiền. Đối nhân xử thế ôn hòa độ lượng, thực phải đối nhân xử thế, cô chẳng những sẽ không cho hắn thêm phiền toái, còn có thể quan hệ tốt mọi mặt. Giữa trưa, người nhà Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều vốn định ở cùng hai mẹ con liền nhận được điện thoại của Lưu Nhất Cửu. Thị trưởng Hạ,
về cơ bản vụ án đã điều tra gần được rồi. Tôi hiện tại báo cáo anh một chút tiến triển. Sau khi nghe Lưu Nhất Cửu báo cáo tình tiết vụ án, Hạ Tưởng ngay tức thì quyết định lập tức quay về tổ chức hội nghị thành ủy. Lưu Nhất Cửu rất khôn ngoan, tình tiết vụ án lần này quan trọng, y sau khi báo cáo cho thị trưởng Hạ liền cùng liên kết với Lịch Phi báo cáo tới Bùi Nhất Phong. Cùng lúc đó, Lưu Phong Thanh cũng trình lên Bì Bất Hưu bản tổng hợp toàn bộ tình tiết vụ án. Hạ Tưởng vừa đến thành ủy, còn chưa đến văn phòng liền tiến thẳng vào phòng làm việc của Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn, Ngô Minh Nghị, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đã yên vị, đều có vẻ mặt nghiêm túc chờ hắn bắt đầu. Thời khắc cuối cùng của huyện Bào Mã đã tới rồi. Chương 993, cái gì đến sẽ phải đến. Bằng chứng xác thực, sự thật rõ ràng, hội nghị công việc bí thư không có bất đồng ý kiến mà nhất trí cùng chung nhận thức. Căn bản nghị quyết trên hội nghị thường vụ, tiến thêm một bước điều tra về sự thật phạm tội vi phạm pháp luật rối loạn kỳ cương của Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng. Đồng thời thành lập tổ điều tra tiến vào Đông Y Thiên Trạch. Điều tra rõ hành vi vi phạm giao dịch quyền tiền trong những vi phạm đất đai của Đông Y Thiên Trạch. Chứng cớ rành rành như núi trước mắt, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong không dám chối cãi, chứng tỏ phải tra rõ vấn đề kinh tế của Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Cũng không biết Lưu Phong Thanh và Lưu Nhất Cửu sẽ thể hiện thủ đoạn như thế nào. Dù sao hai gã Lưu phối hợp, Chu Hàn Giang lôi theo rất nhiều người. Tiếp đó, theo đầu mối truy ra, từng manh mối đều chỉ ra đầu sỏ phía sau Biện Hữu Thủy. Biện Hữu Thủy cuối cùng cũng bị cháy rực trong trận lửa sôi trào của huyện Bào Mã. Ngay lúc bí thư ra nghị quyết tại văn phòng là lúc trên mạng lại có những yêu sách mới. Có cư dân mạng gửi bài nói là sự việc vi phạm quy định đất đai của huyện Bào Mã không phải là một sự kiện đơn độc. Là thương nhân cùng quan lại móc ngoặc, kết quả của cuộc giao dịch quyền tiền. Bài viết chỉ thẳng phó tổng giám đốc Ngô Giang Lãnh của Đông Y Thiên Trạch. Ngay lúc bài viết đăng lên không lâu, Ngô Giang Lãnh đã bị Viện Kiểm sát bắt giữ. Đông Y Thiên Trạch bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhà họ Khâu phẫn nộ, nhưng phẫn nộ cũng không giải quyết được vấn đề. Ngô Giang Lãnh phạm tội là sự thật chính xác, ít nhất cũng phải chịu hình phạt 10 năm trở lên. Hơn nữa lại còn bài viết trên mạng, bởi vậy chưa hết cơn thủy triều này thì con sóng khác lại ập đến chống lại Đông Y Thiên Trạch. Đông Y Thiên Trạch tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Sau một ngày, thành ủy chính thức công bố ý kiến về xử lý vấn đề vi phạm của huyện Bào Mã, miễn nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc của Biện Hữu Thủy, khai trừ đảng viên. Miễn nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc của Trương Hòa Hưng, khai trừ đảng viên. Cũng đề xuất qua trình tự pháp luật liên quan, miễn chức vụ chủ tịch huyện chính quyền huyện Bào Mã. Các công chức liên quan có trách nhiệm khác đều bị nghiêm túc xử lý. Sớm định từ trước để giữ thể diện sẽ có người tự nhận trách nhiệm đứng ra từ chức. Nhưng lúc chính thức công bố lại thành cách chức, Biện Hữu Thủy đáng thương, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng không giữ được. Hơn nữa người có con mắt tinh đời liếc một cái là có thể nhìn ra, khai trừ đảng viên là do bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khiến tất cả mọi người không đoán được chính là, thành ủy Thiên Trạch trong thời gian ngắn nhất liền thông qua việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm và đề cử bí thư và chủ tịch huyện mới. Hơn nữa, còn lập tức đến huyện Bào Mã nhậm chức. Đều cho là xoay quanh nước cờ bổ nhiệm bí thư và chủ tịch huyện có thể có một phen đấu đá hậu trường. Không nghĩ quá trình đề cử và thông qua lại hết sức đơn giản và nhanh chóng. Bí thư huyện ủy Mai Thanh, là phó trưởng ban thư ký thành ủy Thiên Trạch, do Từ Hâm đề cử. Chủ tịch huyện Lý Giật Phong, nguyên là thư ký Trần Khiết Văn. Mai Thanh là người của ai, không ít người đều vô cùng buồn bực. Bởi vì Mai Thanh vẫn làm việc khiêm tốn, bình thường gần như không ai chú ý tới sự tồn tại của y. Nếu nói y là người của thị trưởng Hạ, thì tiếp cận thị trưởng Hạ lúc nào mọi người cũng không biết. Tuy nhiên liên tưởng đến mối quan hệ giữa trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thiên Vũ và thị trưởng Hạ, lập trường giai cấp của Mai Thanh cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người âm thầm tán thưởng, thị trưởng Hạ là người cười sau cùng. Mọi người đều nhớ rõ một việc của Lý Dật Phong. Thư ký số 1 của thành ủy Lý Dật Phong có một lần uống rượu, từng khoe mẻ rằng, nếu điều động y, khẳng định là chức bí thư huyện ủy. Không ngờ đột nhiên lúc đó thành chủ tịch huyện Bào Mã, không biết Lý Dật Phong có cảm nghĩ gì. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt Lý Dật Phong sung sướng không kiềm chế được, tất cả mọi người liền rõ ngọn ngành. Y là bí thư hay là chủ tịch huyện, có thể cách Trần Khiết Văn xa một chút thì cái gì cũng tốt. Thả Lý Dật Phong ra đối với Trần Khiết Văn cũng là chuyện tốt. Cô đã sớm nghĩ thay đổi thư ký, luôn cứ cảm thấy Lý Dật Phong có phần không đáng tin cậy,
dường như sẽ tiết lộ ra ngoài hướng đi của cô. Vừa đúng lúc, nhân cơ hội này thả y ra ngoài, sắp xếp một chức chủ tịch huyện cũng xem như không tồi. Cũng không uổng công y theo cô một thời gian, chủ yếu cũng là vì biểu hiện ra ngoài sự tốt đẹp về cách đối nhân xử thế của cô rất, sẽ không bạc đãi người bên mình. Nhưng sự tình Đông Y Thiên Trạch vẫn khiến Trần Khiết Văn cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Chẳng những nhà họ Khâu rất bất mãn, ngay cả Quốc Hàm Thanh cũng đích thân gọi điện thoại tới can thiệp việc này. Tuy rằng chỉ là thuận miệng hỏi không chút để ý, nhưng Trần Khiết Văn nghe xong thấy Quốc Hàm Thanh đối với việc cô không nắm được toàn cục cũng không vừa lòng. Cô cũng không có cách nào, ai khiến Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng bên mình đều rất không trong sạch. Một nắm bùn, làm sao che phủ được. Nhưng, vấn đề khắc phục tốt hậu quả huyện Bào Mã xử lý như thế nào? Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng không thoát khỏi lao tù, bọn họ hiện là vật hy sinh, có thể không chút do dự từ bỏ. Nhưng vấn đề nhà họ Phó đầu tư sản xuất công nghiệp thuốc Đông Y, cô vẫn có đủ quyền lực ngăn cản nhà họ Phó thuận lợi thực hiện kế hoạch. Phó Tiên Tiên ra mặt cùng Chiến Kính bằng đàm phán, đã sơ bộ đạt được nhất trí. Nhưng một lần trên hội nghị cô đã công khai nhấn mạnh, hiện tại đầu tư chồng chéo quá nhiều, chẳng những sẽ không mang lại hiệu quả và lợi ích, còn có thể ảnh hưởng đến dự án vốn có. Không cần mù quáng bỏ tiền đầu tư, cũng không nên nhao nhao tập trung đầu tư vào một hạng mục. Ủy ban Nhân dân thành phố thu hút đầu tư trước mắt phải nắm chắc điểm mấu chốt, không nên chỉ vì theo đuổi lợi ích ngắn hạn, lợi ích cục bộ mà xem nhẹ mục đích dài hạn, lợi ích toàn cục. Sau bài phát biểu của cô, Chiến Kính Bằng đã đem ý đồ đầu tư của Phó Tiên Tiên trước tiên ém lại. Hạ Tưởng đã để Chiến Kính Bằng làm chủ việc này, cũng không tiện năm lần bảy lượt thúc giục hỏi han. Việc đầu tư của nhà họ Phó liền tạm thời xếp lại. Sau khi thành phố Thiên Trạch trải qua một hồi bão lửa của huyện Bào Mã, tạm thời yên bình trở lại. Huyện Bào Mã gần như tới mức tận diệt, từ bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện cho tới cục trưởng cục đất đai, cục trưởng công an, toàn bộ xa lưới. Sau khi bí thư và chủ tịch huyện mới nhậm chức vội vàng chỉnh đốn trật tự. Một lần nữa trả lại ruộng đất, bao nhiêu thủ tục, bận tối mày tối mặt. Về phần vụ án Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, đã theo trình tự tư pháp, chính là vấn đề hệ thống tư pháp. Sau đó lại xảy ra vài việc nhỏ, vừa làm cho không ít người rõ thêm một chút. Lúc ấy Chiến Kính Bằng trong sự kiện huyện Bào Mã cùng bí thư Trần bất đồng ý kiến. Chỉ có một việc đơn giản, hiện tại Chiến Kính Bằng hình như vẫn theo sát bước chân bí thư Trần. Nói như vậy, bí thư Trần lại lần nữa lấy lại được ưu thế. Lại có tác động nhất định nào đó tác động vào bộ máy chính phủ. Chẳng phải là nói, trong sự kiện ở huyện Bào Mã, thị trưởng Hạ tuy là đạt được thành công. Nhưng lực lượng đối lập trong thành ủy lại có thay đổi. Hứa Phàm Hoa vừa đi, Chiến Kính Bằng đã tới, chẳng khác nào quay lại điểm xuất phát. Không, so với thời điểm của Hứa Phàm Hoa có bước lùi trên diện rộng. Bởi vì người đứng sau Chiến Kính Bằng đủ mạnh, nếu y quyết tâm cùng thị trưởng Hạ đối đầu, thị trưởng Hạ cũng sẽ rất khó khăn. Thị trưởng Hạ gặp trở ngại trong việc đầu tư của Phó Tiên Tiên. Chiến Kính Bằng về phe Trần Khiết Văn, cùng Trần Khiết Văn một lần nữa nắm trong tay xu hướng cục diện của thành ủy Thiên Trạch. Một lòng mù quáng lao vào công việc, bắt đầu bắt tay vào thúc đẩy kế hoạch kinh tế lâu dài. Ngày mùng 1 tháng 5, thị trưởng Hạ không quay về thành phố Yến, ở lại thành phố Thiên Trạch tiếp đón Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy đến kiểm tra công trình. Lễ kết hợp du lịch văn hóa đã chính thức lên nhật trình. Tiền vốn của Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy đã đến đúng lúc. Tất cả đang đi vào giai đoạn thi công. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, một khu vui chơi hoàn toàn mới đang được khởi công xây dựng. Khu vui chơi chiếm khoảng 1.200 mẫu đất, có trò người bay trên không, trượt cỏ, trượt tuyết, bắn tên và săn bắn. Còn có hàng loạt các hoạt động văn hóa phong tục của Mông Cổ và dân tộc Mãn. Cũng giống cung văn hóa thành ngữ truyện cổ của thành phố Đan Thành, giáo dục giải trí, qua du ngoạn cảm nhận được lạc thú kế thừa văn hóa dân tộc. Váy dài của Nghiêm Tiểu Thì bay bay, tóc dài bay bay, khoanh tay hướng nhìn phía xa xa. Con gái Giang Nam phong cách huyền chuyển hàm xúc cùng mùi hương hào phóng của Thảo Nguyên kết hợp thật hoàn mỹ. Chiếc váy dài đỏ của cô nổi bật trong sắc xanh của cây cỏ. Gió nhẹ thổi bay bay giống như nàng tiên. Thực ra ở trong mắt Hạ Tưởng, trong mấy người con gái mà hắn biết, hắn vẫn cho rằng Nghiêm Tiểu Thì là một người sành đời nhất. Tào Thù Lê tuy là mẫu người hiền thê lương mẫu. Nhưng cô cũng không nhiễm bụi trần gian. Liên Nhược Hạm thì đổi lại khỏi phải nói, cô gì thế quý phái mà lẻ loi, giống như một đóa hoa sen sáng tỏ dưới ánh trăng. Lại càng không giống như người phụ nữ trần gian.
Cổ Ngọc lại hồn nhiên chân chất, luôn làm theo ý mình không bị thế thường ràng buộc. Tống Nhất Phàm chính là một tiểu thư tinh danh trong nhân gian, giống như hoa tiên tử. Nghiêm tiểu thì so với các cô, thân mang nhiều trọng trách. Có thể liên quan tới tâm tư quá tinh tế của cô. Nói một cách công bằng, Hạ Tưởng đối với cô không phải không có tình cảm. Chung sống với nhau lâu, chung quy cũng có chút ít ràng buộc. Nhưng không biết vì sao, dù sao vẫn cảm thấy có một chút ngăn cách đối với cô. Chẳng lẽ nguyên do là Nghiêm tiểu thì so với mấy người con gái trên đều giỏi hơn về mưu tính. Nhưng trên thực tế cho dù Nghiêm tiểu thì đối với người ngoài lạnh lùng không giả, hoặc là lá mặt lá trái thế nào, đối với hắn lại dường như chưa bao giờ đùa giỡn đa nghi suy nghĩ. Thậm chí trong sự kiện Cao Kiến Viễn, biết rõ bị hắn lợi dụng, sau khi sự việc xảy ra cũng không oán giận hắn. Một người con gái bắt đầu khoan dung và nhân nhượng một người con trai chính là cô đã bắt đầu động lòng. Hạ Tưởng biết rằng Nghiêm tiểu thì có cảm tình đối với mình. Mấy năm nay, Nghiêm tiểu thì cùng hắn như gần như xa. Trên thực tế chưa bao giờ rời xa. Cho đến hiện tại, Nghiêm tiểu thì vẫn còn độc thân. Là đàn ông hắn hiểu rõ, với nhan sắc và xuất thân của Nghiêm tiểu thì, người theo đuổi nhất định vô số, trong đó không thiếu những người ưu tú như Mai Hiểu Mộc. Nhưng Nghiêm tiểu thì không vì bất cứ cái gì mà động lòng. Hắn thì rất tỉnh táo mà hiểu rõ, cô là vì ai mà giữ thân như ngọc. Hạ Tưởng cùng đi với Nghiêm tiểu thì tới thị sát tiến triển của công trình. Bành Vân Phong, Từ Tử Kỳ đều cùng đi, còn có nhân viên chính phủ công tác khác, không ít người đem ánh mắt đuổi theo Nghiêm tiểu thì, đều bị vẻ hứng gió tuyệt mỹ của cô hấp dẫn. Trong đó có ánh mắt của Dương Uy. Tuy nhiên Dương Uy là người thông minh, hiểu người ẩn sâu trong lòng Nghiêm tiểu thì là ai. Gã cũng ỷ vào đã quen với Hạ Tưởng, thấy chung quanh không có người, liền nói nhỏ một câu. Lãnh đạo, đừng trách tôi nhiều lời. Phụ nữ chỉ có vài năm tuổi xuân, đừng làm cho hồng nhan chờ đợi. Tổng giám đốc Nghiêm là một người con gái tốt, cần phải quý trọng. Ánh mắt Hạ Tưởng phức tạp liếc nhìn Dương Uy một cái. Dương Uy cười ha hả. Nếu cô ấy bằng lòng gả cho tôi cả đời chỉ có mình cô ấy. Không bao giờ linh tinh với bất kỳ người con gái nào khác. Đáng tiếc là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Hạ Tưởng vừa cười, vỗ vỗ bả vai Dương Uy. Hãy mang công nghiệp du lịch văn hóa của thành phố Thiên Trạch trở thành ngành công nghiệp trụ cột. Tôi sắp xếp Lan Mẫn Mẫn làm cho cậu một bài báo. Thành phố Thiên Trạch trước kia có không ít hoàng phi còn sót lại, cho nên Thiên Trạch có tiếng có con gái đẹp. Dương Uy khoát tay. Cảm ơn ý tốt của lãnh đạo. Tôi không phải phụ lòng tốt của người khác, mà là cảm thấy không thể miễn cưỡng. Được rồi, tôi nhận. Dương Uy còn chưa dứt lời, Từ Tử Kỳ chạy tới. Thị trưởng Hạ, thành ủy điện báo, chính thức nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu thị trưởng các nơi trong toàn bộ tỉnh đi tham gia hội nghị tài nguyên thiên nhiên sắt thép. Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng, cái gì nên tới rốt cục đã tới. Chương 994, đánh nhau sớm. Vì hội nghị thị trưởng toàn tỉnh 3 ngày nữa mới tổ chức, Hạ Tưởng cũng không sốt ruột quay về thành ủy, mà cùng đi với Nghiêm Tiểu Thị và Dương Uy tiếp tục đi sâu nói chuyện phiếm. Liên hợp du lịch lễ hội văn hóa trải qua quá trình sau hơn nửa năm chuẩn bị, rốt cục chính thức đưa ra thị trường. Phản ứng coi như tốt đẹp, mặc dù so với hiệu quả mong chờ còn cách một đoạn. Nhưng du khách tới Thiên Trạch rõ ràng tăng thêm, hơn nữa còn có không ít người trực tiếp từ Đan Thành đi lên phía Bắc. Ở Đan Thành du lịch xong xuôi liền tới Thiên Trạch. Ý kiến của nhóm du khách phản hồi là tài nguyên thiên nhiên du lịch của Thiên Trạch phong phú, có tính giải trí cao, nhưng giao thông không phát triển. Nếu có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều du khách tới đây. Vấn đề giao thông nan giải quả thật làm phức tạp thành phố Thiên Trạch đã lâu. Sau khi Chiến Kính Bằng nhậm chức, tự tin tràn đầy mà cho là có thể dễ dàng giải quyết vấn nạn giao thông của thành phố Thiên Trạch. Khiến cho y vừa mới ứng cử đã trở thành trung tâm theo dõi của mọi người. Không ngờ ban đầu nói chuyện dễ nghe, đến khi vào việc chính liền ra sức khước từ. Hoặc là hết lần này đến lần khác đùn đẩy trách nhiệm, hoặc là lấy lý do cho việc qua loa tắc trách là kỹ thuật hiện tại không có cách nào khắc phục. Dù sao chuyện kể là vẫn đạt được một mẻ lớn, ý là khó khăn nhiều mà biện pháp thì ít, đặc biệt muốn làm cho đầy đủ chu đáo, nhưng chắc chắn không được. Không phải không muốn giúp người. Là lực bất tòng tâm. Là không có cách nào chống lại nguyên nhân khách quan. Chiến Kính Bằng mới biết được công tác tại địa phương so với ở các bộ và ủy ban trung ương có khác biệt rất lớn. Là cán bộ nghiệp vụ trong các bộ và ủy ban trung ương,
và cán bộ phụ trách địa phương, có khác biệt lớn nhất ở chỗ quản lý nhân sự. Gã thấy chênh lệch tâm lý rất lớn, mới biết lúc trước quả thật chết vì nóng vội. Sự việc tại địa phương, chỗ nào cũng có quan hệ tới con người, xử lý nhân sự không tốt, sự việc sẽ không dứt điểm, không nói phép tắc gì hết, chỉ nói chuyện ân tình. Công việc của Chiến Kính Bằng liền tạm ngừng, cách ý tưởng kỳ vọng nhanh chóng mở ra cục diện lạc quan của y một trời một vực. Hạ Tưởng cũng biết vấn đề giao thông rất cấp bách, hoàn cảnh khó khăn của thành phố Thiên Trạch không phải một vài năm, mà là mấy chục năm. Muốn giải quyết việc gì trong chốc lát, khẳng định sẽ thu được hiệu quả ngược lại. Hắn cũng sốt ruột, cũng thúc giục bộ giao thông vài lần. Nhưng trả lời vẫn luôn là giọng điệu hách dịch. Hắn đã nghĩ đợi 10 ngày nửa tháng, nếu thật sự không có cách nào, thì cần phải dùng tới quan hệ của lão cổ. Tạm thời không muốn kinh động đến nhà họ Ngô, tuy rằng hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, ông cụ Ngô khẳng định sẽ nể mặt hắn. Hơn nữa chắc chắn một câu nói có thể thành. Nhưng ông cụ Ngô rất hiểu cách đối nhân xử thế của hắn. Hiểu hắn không muốn nợ ân tình, ông cụ muốn chính là muốn hắn nợ ân tình, muốn hắn cảm thấy sự cứu giúp của nhà họ Ngô. Theo Nghiêm Tiểu thì thị sát cả buổi, tình hình các hạng mục công trình đều tiến triển tốt. Nghiêm Tiểu thì rất hào hứng, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên khiến cho Dương Uy thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn. Sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, rõ là hình ảnh một gã đàn ông si tình. Giữa trưa tất cả cùng đi ăn cơm. Bành Vân Phong, Từ Tử Kỳ cùng đi, Hạ Tưởng ngồi ở vị trí chủ nhà, Nghiêm Tiểu thì bên cạnh, những người khác tùy ý ngồi. Dù sao cũng không phải nơi quan trọng, không cần coi trọng lắm. Trong lúc ăn cơm, Dương Uy liền khơi mào đề tài mối tình đầu. Là phong thái của Nghiêm Tiểu thì lôi kéo gã nhớ những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Gã xúc động nói, mối tình đầu làm cho người ta khó quên, mối tình đầu của tôi tên là Phạm Băng Băng không phải ngôi sao kia đâu. Cô ấy không phải Băng Băng xinh đẹp của tôi lúc ấy tôi mới 15 tuổi. Nhớ rõ hôm đó trời mưa, cô ấy mặc một cái váy hoa, cầm cái ô màu xanh ra trời, bước khoan thai nhẹ nhàng trong mưa. Trong lòng tôi nổi lên nốt nhạc đẹp nhất thế gian, tôi bỗng chốc thấy thích cô ấy. Nghiêm Tiểu thì che miệng cười, vẻ mặt hài hước, nhưng lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu, ý là hắn không có mối tình đầu đẹp như vậy. Nghiêm Tiểu thì liền làm mặt quỷ, giễu hắn. Tôi liền đi theo phía sau cô ấy, cũng không mở dù, cũng không thấy mưa xối ướt, đi không xa, dây giày của cô ấy bị tuột, nhưng tay đang bận cầm ô, cô ấy không có cách nào khom người buộc dây giày. Tôi không có dũng khí tiến lên giúp cô ấy buộc lại. Do dự hồi lâu, cuối cùng phút chốc nghiến răng một cái, tự nói với mình, liều thôi. Còn chưa kịp bước tới thì có một nam sinh vừa lúc đi ngang qua. Không chút do dự liền vì cô mà buộc lại dây giày. Tôi trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi xa. Sau này bọn họ yêu nhau, tôi bỏ lỡ một cơ hội tốt trong tình cảm. Từ Tử Kỳ cười ha hả. Tổng Giám Đốc Dương, sao lại gọi như vậy là mối tình đầu, gọi là tình yêu đơn phương. Tôi và Vương Lệ Hà mới đúng là mối tình đầu. Tôi và cô ấy Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Sau này khi 15 tuổi, cả nhà cô ấy chuyển đi Nam, chúng tôi cách biệt phương trời. Mất liên lạc. Ai ngờ ngày đầu tiên vào đại học, tôi phát hiện trong danh sách bạn học có bạn nữ tên Vương Lệ Hà. Tôi nghĩ chả lẽ trùng họ trùng tên. Không ngờ quả thật là cô ấy. Chúng tôi bắt đầu mối tình đầu, còn tưởng rằng có thể đi cùng nhau. Không ngờ cuối cùng lại chia tay. Ôi, trời không chiều lòng người. Sao lại chia tay? Bành Vân Phong cũng không nén được tò mò hỏi. Vừa là Thanh Mai Trúc Mã, lại vừa ý hợp tâm đầu, ông trời tác hợp cho. Xảy ra điều bất trắc gì? Một lời khó nói hết. Không nói nữa, nói thì lại thấy đau lòng. Từ Tử Kỳ đưa một chén rượu lên cạn sạch. Sớm biết mộng không thành sẽ thành khoảng trống, chỉ bằng lúc trước không gặp gỡ. Nghiêm Tiểu thì rốt cục không kìm được cười thành tiếng. Hai gã đàn ông lớn đầu, thở vắn than dài hoài niệm mối tình đầu. Người không biết còn thực sự nghĩ rằng các anh rất nhớ nhung tình yêu. Đàn ông hiện tại, nhất là quan lại và đàn ông trong thương trường, có ai có tình cảm? Cô nói với Từ Tử Kỳ và Dương Uy, ánh mắt cũng không ngừng nhìn phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Đừng nhìn anh không có mối tình đầu khó quên, tuy nhiên hiện tại ngược lại coi như là tình yêu tốt đẹp. Không cần khoe khoang, ai cũng biết anh có một phu nhân xinh đẹp như hoa, đẹp từ trong ra ngoài. Nghiêm Tiểu thì cũng không biết là trêu đùa hay là ghen tức. Cười ha ha một mạch.
chắc Thù Lê không phải là mối tình đầu của anh. Hạ Tưởng xua tay. Chuyện riêng tư, chớ hỏi. Dương Uy hiểu ý mỉm cười. Bành Vân Phong kín đáo mỉm cười, Từ Tử Kỳ thì cười ha hả. Y sau khi cười xong nói một câu. Mặc kệ các anh có thích hay không, có tin hay không, dù sao tôi cũng kể vài câu về mối tình đầu của tôi. Chuyện xưa của tôi và Vương Lệ Hà. Bành Vân Phong ngầm tỏ ý tán thành, Từ Tử Kỳ so với trước kia có mắt nhìn hơn. Y biết thay lãnh đạo giải vây, hơn nữa còn cẩn thận để cho người ta không nhận ra sự thay đổi. Tiến bộ không nhỏ. Từ Tử Kỳ liền vì mọi người kể nửa ngày về nữ thần trong lòng y. Vương Lệ Hà hiện ở thành phố Thiên Trạch, vẫn chưa kết hôn. Từ Tử Kỳ cũng đã kết hôn 5 năm, liền kéo theo sự cảm thán của Nghiêm Tiểu Thì. Nói là phụ nữ so với đàn ông vẫn là tình thâm ý trọng hơn. Đàn ông rất thích phong tình, hơn nữa dễ đứng núi này trông núi nọ. Có khi vẻ ngoài rất đẹp đẽ, trên thực tế là gặp một cái là yêu ngay. Từ Tử Kỳ thì không phục mà tranh luận cùng Nghiêm Tiểu Thì, đàn ông và phụ nữ lý giải đối với tình yêu không giống nhau. Đàn ông phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, còn có áp lực từ phía cha mẹ, v.v., hôn nhân cũng là không có cách nào. Cuối cùng đương nhiên là không ai thuyết phục được ai. Tuy nhiên sau đó Từ Tử Kỳ mượn rượu hướng về Hạ Tưởng đề xuất, có thể điều Vương Lệ Hà đến làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố không? Bởi vì hiện tại cô ở nhà nhàn rỗi, không có việc làm, rất buồn khổ. Nghe Từ Tử Kỳ nói, tình trạng gia đình Vương Lệ Hà không tồi. Bố là vua đồ nội thất có tiếng ở thành phố Thiên Trạch, độc quyền trên 70% thị trường đồ nội thất ở thành phố Thiên Trạch. Vương Lệ Hà vốn làm ở công ty của cha, sau này không biết nguyên nhân vì sao xích mích với cha, dứt khoát từ bỏ. Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn đồng ý, chỉ nói chờ thời cơ. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng quay về thành ủy, Nghiêm Tiểu Thì về nhà khách, lần này cô tới muốn ở lại một thời gian, chờ dự án có hiệu quả mới đi. Ưu điểm của Nghiêm Tiểu Thì chính là làm việc hết sức nghiêm túc. Chỉ cần làm việc, thì nhất định phải làm tốt, hơn nữa sẽ chăm chỉ tới cùng. Hạ Tưởng không theo cô nhiều, gần đây hắn bề bộn công việc, rất nhiều dự án đều tới giai đoạn then chốt nhất. Hắn không ngừng làm công tác thị sát, cùng nhà đầu tư đàm phán, bận rộn tới nổi chân không chạm đất. Giai đoạn đầu tiên của công trình nhà máy điện bằng sức gió Lam Thiên trên cơ bản đã hoàn thành. Bởi vì hiệu quả và lợi ích không nhỏ, giai đoạn 2 của công trình đã được lên chương trình sớm hơn. Hiện tại huyện Bào Mã do Mai Thanh và Lý Dật Phong đảm nhiệm chức bí thư và chủ tịch huyện, hắn rất an tâm. Mai Thanh hắn hiểu rõ, là một người rất chân thật nhanh nhẹn. Được Trần Thiên Vũ trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc rút ra kết luận. Lý Dật Phong tuy rằng là thư ký của Trần Khiết Văn. Nhưng y đối nhân xử thế cũng rất đáng khen. Y và Từ Tử Kỳ có quan hệ cá nhân tốt, Từ Tử Kỳ với y đánh giá khá tích cực. Sau đó chính là du lịch lễ hội văn hóa. Tuy là đầu tư tài chính không quá nhiều, nhưng có thể tổng thể nâng cao hình ảnh thành phố Thiên Trạch. Đưa du lịch tăng lên đến tầm cao văn hóa và dân tộc. Có lợi lâu dài cho sự phát triển du lịch thành phố Thiên Trạch. Đồng thời càng có thể thu hút nhiều tầng lớp du khách. Không chút khoa trương nói, Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy kết hợp đầu tư dự án du lịch, có thể trực tiếp kéo thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch hưng thịnh. Tiếp đó chính là Hoa Hải Nguyên của tập đoàn Viễn Cảnh Liên Nhược Hạm đã chính thức đưa Hoa Hải Trang Viên đặt tên là Hoa Hải Nguyên để kỷ niệm bãi thảo nguyên nơi cô và Hạ Tưởng lần đầu gặp gỡ đã bắt đầu khởi công xây dựng. Hoa Hải Nguyên đầu tư cao tới 2 tỷ. Thời điểm ký kết thỏa thuận đầu tư, đã chấn động thành ủy Thiên Trạch lúc đó. Thị trường Hạ thật sự đột phá, thành phố Thiên Trạch bị người lãng quên bao nhiêu năm, hắn vừa lên đảm nhiệm liền không ngừng có dự án đầu tư, hơn nữa đều là những dự án có kinh phí lớn. Không phục không được, ai không phục, có bản lĩnh thử đưa về 2 tỷ đầu tư thử xem. Vị trí Hoa Hải Nguyên mô phỏng theo Cửu Hào Công Quán của thành phố Lang. Hạ Tưởng liên hệ với Vương Sắc Phi, mời Vương Sắc Phi thiết kế Hoa Hải Nguyên. Vương Sắc Phi vui vẻ nhận lời, còn nói vừa đúng lúc tới khảo sát môi trường đầu tư Thiên Trạch, cũng dự định tới Thiên Trạch đầu tư. Vài nét về các dự án đầu tư lớn trên đây đã đủ khiến người liên quan trong thành ủy Thiên Trạch chấn kinh rồi. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói lại chỉ là một bước khởi đầu. Bởi vì dự án Kinh Bắc Tân Thành, vừa mới đi vào quỹ đạo. Kinh Bắc Tân Thành nếu triển khai toàn diện, chẳng những chấn động Thiên Trạch, các thành phố trực thuộc trên toàn tỉnh đều tự ước ao đối với Thiên Trạch lại càng thêm kinh ngạc. 3 ngày sau, Hạ Tưởng tới thành phố Yến tham dự hội nghị huy động tổng hợp tài nguyên sắt thép toàn tỉnh.
vốn tưởng rằng chỉ là hội nghị có lệ, hẳn là sẽ không có bất trắc gì, trở ngại sẽ ở quá trình thực thi quy định chính sách. Không nghĩ tới lại là một hội nghị dương cung bạt kiếm, đánh nhau sớm. Chương 995, sức cản công khai. Đáng lẽ lần này đến thành phố Yến họp, Hạ Tưởng đã sắp xếp không ít hoạt động, chuẩn bị sau khi cuộc họp kết thúc, gặp mặt Thành Đạt Tài, sau đó đến thăm ông cụ Sử, còn cả việc kinh doanh Thiếu Côn gặp chút phiền phức, hắn cũng phải ngầm ra tay giúp giải quyết một chút. Chẳng ngờ, cuộc họp diễn ra theo kiểu khiến người ta phát rồ. Bảy vị thị trưởng của bảy thành phố có nhà máy thép trong số 13 thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, lại không ai vắng mặt trong cuộc họp, một điều hiếm gặp. Các cuộc họp thị trưởng toàn tỉnh trước kia lúc nào cũng có vài vị thị trưởng viện lý do này kia không đến, cử phó thị trưởng thường trực hoặc phó thị trưởng ủy viên thường vụ tới thay. Có lẽ cũng biết rõ cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, là một lần tập hợp đông đủ hiếm thấy. Thành phố Đan Thành có Đan Cương, thành phố Chương Trình có Tuyên Cương, thành phố Tần Đường có Tần Cương, thành phố Thiên Trạch có Thiên Cương, thành phố Ngưu Thành có Ngưu Cương, thành phố Yến có Yến Cương, thành phố Thủy Hằng có Thủy Cương. Trong 13 thành phố cấp 3 có đến 7 nơi có nhà máy thép, không tính không biết, tính rồi thì giật mình. Tỉnh Yến thật xứng đáng là tỉnh có tài nguyên sắt thép dồi dào. Cuộc họp được tổ chức ở trung tâm hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh, Tống Chiêu Độ chủ trì, Cao Tấn Chu tham dự cuộc họp. Trong 7 vị thị trưởng, Hạ Tưởng là người trẻ tuổi nhất, cho nên vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Không ít thị trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng, thường nói nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa gặp mặt, đều càng kinh ngạc cái trẻ tuổi của Hạ Tưởng. Lý Ninh Sơn 50 tuổi, còn chưa phải là người lớn tuổi nhất trong các thị trường. Hạ Tưởng 31 tuổi, đã trở thành đề tài đáng chú ý nhất đằng sau cuộc họp sắt thép toàn tỉnh. Lý Ninh Sơn đã giữ chức thị trưởng thành phố Thủy Hằng được 3 năm. Lần trước khi Vương Bằng Phi được thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ai cũng nghĩ rằng Lý Ninh Sơn sẽ có thể thuận lợi nhận chức vụ bí thư. Không ngờ lại vẫn dẫm trận tại chỗ. Người không rõ nội tình cho rằng quá trình công tác của Lý Đinh Sơn chưa đủ. Thật ra thời gian Lý Đinh Sơn làm cán bộ cấp sở đã đủ, không phải chuyện quá trình công tác, mà là việc ông ta được đặc cách đề bạt lần trước đã khiến lão Sử tận dụng mọi mối quan hệ. Vì thế ông ta mới rất khó tiến thêm một bước nữa, dù chỉ là một bước nhỏ. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng cùng ngồi một chỗ tham gia cuộc họp thị trường, cũng không thấy quá ngại ngùng. Người từng là thư ký của ông ta, nay lại ngang vai ngang vế, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Cũng vì đó là Hạ Tưởng, nếu đó là một người khác thì trong lòng ông ta cũng sẽ không thoải mái, thư ký đã đuổi kịp được mình, thật là kém cỏi. Nhưng đối với Hạ Tưởng, tình cảm của ông ta vô cùng phức tạp mà chân thành. Trong số các nhà máy thép của toàn tỉnh, Thủy Cương của thành phố Thủy Hằng đứng vị trí cuối cùng, giá trị sản lượng và quy mô đều là nhỏ nhất. Nhưng khi nói chuyện với Hạ Tưởng, Lý Ninh Sơn lại nói, tương lai không quá lạc quan, chủ yếu là bí thư Ngưu có vẻ phản đối chuyện hợp nhất. Bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng Ngưu Chí Cường là người trực tiếp được cử xuống từ Bắc Kinh. Hạ Tưởng không nắm rõ lắm lai lịch của y, nhưng từ lập trường của y có thể sơ lược rút ra kết luận, e rằng đó là người ủng hộ thế lực gia tộc. Trước khi chưa chính thức bắt đầu cuộc họp, Hạ Tưởng còn trao đổi ý kiến với Vu Phồn Nhiên. Nhà máy Yến Cương của tỉnh Yến đứng thứ tư trong số 7 nhà máy thép lớn, vị trí không cao cũng chẳng thấp. Nhưng vì thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, lại cũng là tỉnh lỵ, bởi vậy thái độ của thành phố Yến vô cùng quan trọng, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn lao. Lập trường phản đối của Vu Phồn Nhiên đã được dự đoán trước. Hạ Tưởng không trông chờ Vu Phồn Nhiên sẽ giống như Dương Kiếm, dám đi ngược lại với lập trường của nhà họ Ngô. Tuy nói kết cấu cổ phần của Yến Cương cũng không phức tạp. Nhà họ Ngô không có lợi ích trong đó, nhưng thái độ của Yến Cương là quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới lập trường phân vân bất định của các thành phố cấp 3 khác. Vu Phồn Nhiên rõ ràng là hạ quyết tâm phải nêu ý phản đối. Hạ Tưởng cũng biết rõ, trong 7 vị thị trường, thành phố Đan Thành và thành phố Tần Đường là lập trường ủng hộ kiên định. Thành phố Chương Trình, thành phố Ngưu Thành là lập trường trung gian dao động. Thành phố Thiên Trạch và thành phố Thủy Hằng đều là thị trường ủng hộ bí thư phản đối. Là không có tương lai rõ ràng, thành phố Yến thì kiên quyết phản đối. Chủ tịch tỉnh cũng khó đảm nhiệm, mỗi lần đưa ra một chính sách mới lại gặp vô vàn chống đối. Sau khi một đoàn thị trưởng đến, chỉ ra khó khăn, trình bày khách quan, không phải quá trình thực hiện có khó khăn, mà chính là địa phương có rắc rối, không thể áp đặt, không thể làm kiểu chủ nghĩa bình quân, v.v. Dù sao những lời khách sáo thoái thác ai cũng có thể nói,
Tống Chiêu Độ cũng không thể đập bàn nói. Phải thực hiện, nếu không sẽ cách chức. Chủ tịch tỉnh không phải chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện có thể đập bàn dọa dẫm cục trưởng dưới quyền, chủ tịch tỉnh không thể to tiếng với thị trường. Các cuộc họp tương tự thường do phó chủ tịch thường trực tỉnh dự họp đã coi là long trọng, lần này lại do Tống Chiêu Độ đích thân tham dự, có thể thấy được mức chú trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoại trừ chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch thường trực tỉnh cùng tham dự, các đồng chí phụ trách Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh, Sở Thông tin tỉnh, Sở Lao động tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh cũng tới dự thính. Đầu tiên là Cao Tấn Chu phát biểu. Cao Tấn Chu là chi trưởng của nhà họ Ngô, bởi vì tuân theo đại cục của hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, không thể không đứng cùng lập trường với Tống Chiêu Độ. Đó cũng là một cảnh tượng đáng suy ngẫm. Hạ Tường cũng hiểu được Tống Chiêu Độ là có ý để Cao Tấn Chu ra mặt. Nhất cử nhất động trên trường chính trị đều ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Ai dự họp ai không dự họp đều được suy xét rất kỹ càng. Bài phát biểu của Cao Tấn Chu cũng không dài, không thể giọng khách hát giọng chủ, bởi vì nhân vật chính hôm nay là Chủ tịch tỉnh Tống. Các cấp các bộ ngành phải đoàn kết một lòng, đạt được nhận thức chung, kiên quyết quán triệt thực hiện các yêu cầu liên quan của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, tích cực đẩy mạnh phương án thực hiện việc hợp nhất tập đoàn sắt thép tỉnh Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã định rõ thời gian biểu hợp nhất. Các thành phố cấp 3 phải bắt tay vào hành động thiết thực, xuất phát từ góc độ cao của toàn tỉnh nhìn nhận vấn đề, phải dựa vào sự cố gắng đồng thời của các cấp bộ và ngành hữu quan tỉnh, thành phố, huyện cùng với các xí nghiệp, xúc tiến công tác hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh tiến hành thuận lợi. Các cấp các bộ ngành phải tiếp tục gìn giữ tinh thần bao dung, hòa thuận, lấy đại cục làm trọng, cố gắng làm tốt công tác hợp nhất tài nguyên, thực sự cống hiến cho công cuộc hợp nhất sắt thép tỉnh Yên, làm một việc tốt lớn lao, thiết thực cho dân chúng tỉnh Yên. Cho dù có phải là chủ ý của Cao Tấn Chu hay không, y nhất định phải thể hiện thái độ. Bởi vì đó là tinh thần của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ y đang đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chứ không phải nhà họ Ngô. Lời trên trường giao tiếp phải nói đầy đủ. Sau đó, Tống Chiêu Độ cũng phát biểu. Phải nhanh chóng thành lập công ty tập đoàn sắt thép tỉnh Yên. Phải nắm chặt cơ hội, vừa thành lập, vừa xử lý các vấn đề lịch sử để lại, đẩy nhanh tốc độ dự án cải tạo kỹ thuật, kiên quyết thực hiện các biện pháp tương quan như tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao và giảm ô nhiễm. Phải làm được cả hai công tác tái tổ chức và sản xuất kinh doanh không có sai sót. Những điều vừa rồi đều là thông lệ, đều là những thủ tục mà một cuộc họp phải có. Sau khi lần lượt lên tiếng, Cao Tấn Chu liền nói. Mời các đồng chí phát biểu quan điểm. Cái gọi là phát biểu quan điểm, thường thì chính là thể hiện thái độ ủng hộ với quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dốc sức phục vụ làm tốt công tác xung quanh việc hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh. Đưa ra các điều bảo đảm cho việc đẩy mạnh công tác hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh, vân vân. Về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, đều là người trong quan trường, những chuyện diễn kịch bên ngoài đều có thể làm. Còn trong quá trình thực thi cụ thể kéo dài thời hạn hoặc không có khả năng thực hiện, đó là chuyện sau. Không ai lại có chủ trương ngược lại với chủ tịch tỉnh trong cuộc họp. Ngay đến Hạ Tưởng cũng nghĩ rằng cuộc họp lần này không có sóng gió gì. Màn bày tỏ thái độ tiếp theo chắc sẽ là những tiếng phụ họa, sau đó là đại hội thành công mỹ mãn, sau đó nữa màn đấu trí thực sự lại ở đằng sau hậu trường và phía dưới sân khấu. Không ngờ, khi phát biểu thảo luận, Phù Phồn Nhiên là người đầu tiên đứng dậy, chẳng những nói ngược lại, còn liệt kê một đống các lý do để bác lại việc hợp nhất tài nguyên sắt thép. Nói rằng nó không có lợi cho việc phát triển đặc sắc của các nhà máy thép, là áp đặt lối nghĩ lạc hậu. Chẳng những sẽ không đưa quy mô sắt thép toàn tỉnh lên một nấc thang mới, còn có thể khiến giá trị sản lượng sắt thép toàn tỉnh giảm xuống, rơi vào thế yếu trong cạnh tranh trên cả nước. Cơ chế vận hành của kinh tế thị trường chính là xóa bỏ lũng đoạn, ai dựa vào bản lĩnh người đó để kiếm cơm. Tình hình của các nhà máy thép ở các nơi vốn chênh lệch rất nhiều, muốn bắt buộc hợp nhất lại, ngoài một đống hỗn độn ra bên ngoài ra, không có bất cứ một ưu thế nào. Mấy công ty sắt thép, mỗi nơi có ưu thế riêng. Lợi dụng hành chính chỉ thị hợp nhất lại với nhau trở thành một tập đoàn mang tính hội thảo lớn, những ví dụ về tham lớn cầu toàn mà thất bại không thiếu. Phù Phồn Nhiên không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người khác, vẫn đầy lý lẽ hùng hồn nói. Giá trị sản lượng và quy mô của Yên Cương mặc dù đứng thứ hạng không cao lắm trong 7 nhà máy thép toàn tỉnh, nhưng thông qua phỏng vấn điều tra, người của Yên Cương đều phản đối hợp nhất. Ý kiến của các công nhân viên chức rất mạnh mẽ, công tác thuyết phục không dễ thực hiện. Sự mãnh liệt trong thái độ của Vu Phồn Nhiên,
sự kiên quyết trong giọng điệu, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay đến sắc mặt Tống Chiêu Độ cũng trầm xuống, Cao Tấn Chu cũng rõ ràng lộ ra thần sắc không vui. Lý Ninh Sơn đương nhiên là ủng hộ lập trường hợp nhất. Tuy rằng Thủy Cương có quy mô nhỏ nhất trong 7 nhà máy nhưng ông ta phải ra sức ủng hộ Tống Chiêu Độ vào lúc then chốt, liền nói. Đầu tiên là làm với phạm vi lớn, sau là làm mạnh, phù hợp với quy luật khách quan. Hơn nữa nói thật, quy hoạch hợp nhất cũng vô cùng khoa học. Nó đào thải phương thức sản xuất lạc hậu, nâng cao ưu thế khoa học kỹ thuật, mở rộng dự án ưu thế. Tập đoàn sắt thép tỉnh Yến sau hợp nhất mới có thể khẳng định vị trí trong cả nước. Lời của thị trưởng Vu tuy rằng cũng phần nào có lý, nhưng cũng có thể đoán được là, các chính quyền địa phương xuất phát suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, có tâm lý mâu thuẫn với việc hợp nhất cũng dễ hiểu. Về phần thị trưởng Vu nói công nhân viên chức phản đối, lại càng không cần suy xét. Quyết sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh phải khảo sát ý kiến từng công nhân viên chức, vậy thì chẳng bao giờ cần đưa ra chính sách gì. Lời Lý Đinh Sơn châm ngòi cho một chàng cười, có thiện ý, có phụ họa, cũng có cả châm biếm. Phu phồn nhiên không tán đồng mà cười, không phản bác lời của Lý Đinh Sơn, điều y muốn chính là hiệu quả làm mẫu. Y là thị trưởng thành phố cấp phó tỉnh, không cần sợ thái độ của Tống Chiêu Độ, hoặc là nói, sức ảnh hưởng của tỉnh với thành phố Yến cũng có, nhưng không giống như các thành phố cấp 3 khác là có tính quyết định. Bởi vì việc bổ nhiệm bí thư và thị trưởng thành phố Yến không do tỉnh quản lý. Mấy vị thị trưởng đều trợn trừng mắt mà nhìn về phía Vu Phồn Nhiên, thầm nghĩ Vu Phồn Nhiên cũng quá cứng đầu cứng cổ, dám công khai phản đối lại chủ tịch tỉnh ngay trong cuộc họp. Cũng lớn gan thật, chắc chắn là có người ở Bắc Kinh gợi ý. Lai lịch của Vu Phồn Nhiên tất cả những người có mặt đều nắm rất rõ. Lời của y chính là đại diện cho lập trường nhà họ Ngô. Liên tưởng đến sức mạnh và sức tập hợp hùng mạnh của thế lực gia tộc, tất cả mọi người đều thầm đoán. E rằng kế hoạch hợp nhất của chủ tịch tỉnh Tống không dễ thực hiện, còn chưa thi hành đã gặp phải sức cản công khai. Phụ họa với chủ tịch tỉnh Tống cũng không có nghĩa là có chủ trương ngược lại với Vu Phồn Nhiên. Bởi vậy ngoài Lý Đinh Sơn phản bác một hồi, những người khác đều giữ im lặng. Khung cảnh trong chốc lát có phần nhạt nhẽo. Hạ Tưởng biết đã đến lúc hắn thể hiện lập trường rõ ràng. Lời phát biểu tiếp sau của hắn, còn sắc bén hơn cả Vu Phồn Nhiên, càng cấp tiến hơn. Trực tiếp gây chấn động cả hội trường. Chương 996, trên sân khấu sắp tranh cãi, phía hậu trường càng quan trọng. Hạ Tưởng vốn là người ít tuổi nhất, phải khiêm tốn nhún nhường một chút, không muốn sớm lên tiếng. Ai ngờ Vu Phồn Nhiên dám cãi lại ngay trước mặt, thách thức quyền uy của Tống Chiêu Độ, trong lòng hắn không được dễ chịu. Vu Phồn Nhiên là người nhà họ Ngô, giữa nhà họ Ngô và Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng vẫn nghiêng về Tống Chiêu Độ hơn. Về mặt tình cảm cũng gần gũi hơn với Tống Chiêu Độ. Bởi vậy, hắn nhất định phải đứng ra lên tiếng thay cho Tống Chiêu Độ. Tôi thấy cách nói của thị trưởng Vu có phần phiến diện. Năm ngoái sản lượng gang, thép thô, vật liệu thép tỉnh Yến đều vượt mức 100 triệu tấn, từ năm 2000 đến nay suốt 7 năm liền đều đứng đầu cả nước. Vị trí là tỉnh có nguồn sắt thép lớn của tỉnh Yến không thể nghi ngờ. Nhưng từ xưa tới nay, sắt thép tỉnh Yến tồn tại những vấn đề như mức tập trung ngành không cao. Bố cục bất hợp lý, sức cạnh tranh không cao, áp lực của môi trường tài nguyên lớn. Toàn tỉnh có hơn 200 công ty sắt thép, nhưng ngoại trừ tập đoàn Tần Cương và Đan Cương, các công ty khác hầu như đều là quy mô nhỏ, không thể hình thành quy mô sản xuất đạt hiệu quả kinh tế. Hạ Tưởng vừa cất lời đã trực tiếp phản bác Vu Phồn Nhiên, nói thay cho Tống Chiêu Độ, chẳng những lập trường rõ ràng, hơn nữa giọng điệu rất thẳng thắn, khiến cho mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Hạ Tưởng thấy Vu Phồn Nhiên khẽ nhướng đôi lông mày, biết đã chạm đến điểm mấu chốt của y, liền khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Tính ra tỉnh Yến chúng ta có hơn 100 triệu tấn thép, chiếm 20% sản lượng thép thô của cả nước, đáng ra phải có ưu thế lớn, trên phương diện tài nguyên lời nói hẳn có giá trị. Nếu như 100 triệu tấn thép nhất trí cùng đối phó với bên ngoài, thì lời nói của chúng ta trên các phương diện như tài nguyên, giá cả hẳn là rất có trọng lượng. Nhưng hiện nay chúng ta còn không thể lên tiếng, nói không ai nghe, bởi vì sao? Chính là bởi vì chúng ta vẫn còn quá nhỏ, quá phân tán, còn mạnh ai nấy làm, lối nghĩ còn thiển cận. Giọng điệu chất vấn liên tiếp hùng hổ hăm dọa, lời nói của Hạ Tưởng chẳng những đánh trúng chỗ yếu, mà còn trực tiếp chỉ ra chỗ bế tắc của ngành sắt thép tỉnh Yến, khiến cho mọi người có mặt không chỉ sửng sốt, mà còn thầm khâm phục Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là thị trưởng trẻ tuổi nhất. Nhưng hiểu biết về hiện trạng ngành sắt thép tỉnh Yến thì không hề kém hơn bất cứ ai ở đó.
Ngay đến Cao Tấn Chu cũng thầm kinh ngạc, hạ tưởng chẳng những nắm một số liệu quan trọng rõ như lòng bàn tay, mà còn đưa ra những lời phân tích hiện trạng chính xác từng chữ. Đan Thành và Tần Cương là ông trùm của ngành sắt thép tỉnh Yến, nhưng do mức tập trung ngành thấp, vị trí trong nước giảm xuống theo từng năm. Tần Cương từ vị trí thứ hai tụt xuống thứ tư, Đan Thành trong nháy mắt bị người ta đẩy từ vị trí số 7 ra khỏi top 10. Nếu cứ thế này thì tương lai ngành sắt thép của tỉnh Yến vô cùng đáng lo ngại. Cùng lúc, ngành sắt thép tỉnh Yến đứng trước mối đe dọa chia 5 xẻ 7, sự can thiệp của Bảo Cương, bề ngoài là liên hợp, thực chất là thôn tính. Thị trường là tàn khốc như vậy, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép ăn gì? Ăn bùn. Hạ Tường tiếp tục nói dõng dạc. Chúng ta đều giữ phần của riêng mình, đều chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, đều nghĩ tới thu nhập từ thuế và GDP của chính quyền địa phương. Nhưng xin đừng quên, đợi đến khi danh tiếng Đan Cương và Tần Cương tụt xuống một mức độ nhất định, sớm muộn gì cũng bị người khác thâu tóm dễ dàng. Đến lúc đó còn muốn đoàn kết lại cạnh tranh với bên ngoài thì đã muộn. Hạ Tưởng càng nói càng hăng hái. Hơn 100 triệu tấn thép của chúng ta là gom góp từ 38 nhà máy lớn nhỏ mà thành. Hiện nay, trong và ngoài nước đều ngắm vào nguồn sắt thép của tỉnh Yến như hổ rình mồi. Nếu chúng ta vẫn vận hành với trình độ thấp sẽ rất dễ bị cá lớn nuốt gọn. Nhiều năm sau, nếu số thép đó không còn thuộc về tỉnh Yến chúng ta, bao gồm chủ tịch tỉnh Tống, cả những người chúng ta đang ngồi đây đều không có cách nào giải thích với thế hệ sau. Tất cả chúng ta sẽ trở thành tội nhân của tỉnh Yến. Sau khi Hạ Tưởng phát biểu xong, âm thanh sao động vang vọng trong tim mỗi người. Làm quan, cho dù không thể làm phúc, cũng muốn để lại chút danh tiếng. Nếu thực sự trở thành tội nhân, là quan phụ mẫu thành phố cấp 3 tỉnh Yến, cũng phụ lòng tín nhiệm và sự phó thác của nhân dân tỉnh Yến. Nếu nói lời phát biểu của Vu Phồn Nhiên là khiêu chiến quyền uy của Tống Chiêu Độ thì lời phản bác của Hạ Tưởng chính là đánh thẳng vào mặt Vu Phồn Nhiên, hơn nữa còn phản kích cực kỳ sắc bén. Vu Phồn Nhiên há miệng, muốn nói gì đó, lại thấy Hạ Tưởng đã nói hết những lời nên nói. Y lại không tìm được lý do để phản bác, không khỏi lắc đầu cười. Hạ Tưởng thật đúng là không đơn giản, quả đúng là một nhân tài. Chỉ có điều hắn chẳng lẽ không hiểu hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh cực kỳ bất lợi với nhà họ Ngô. Hắn sao lại có thể không chút để ý tới lợi ích nhà họ Ngô, đứng cùng một phía với Tống Chiêu Độ. Vu Phồn Nhiên khó lý giải thì khó lý giải, sự thông minh của y chính là ở chỗ không xen vào việc của người khác. Về mối quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng và nhà họ Ngô, không đánh giá, cũng không can dự, chỉ hoàn thành những việc y nên làm là đủ. Bởi vậy, sau khi Hạ Tưởng phản bác, y không tiếp tục phát biểu ý kiến. Nhìn bề ngoài, y là bị Hạ Tưởng phản bác đến á khẩu không nói được lời nào. Thực ra Hạ Tưởng hiểu rõ, Vu Phồn Nhiên là người thông minh, khi nãy y đã nói xong ý kiến của mình, đã làm gương cho các thành phố cấp 3 khác, đã đạt được mục đích. Y sẽ không tốn lời cho cuộc tranh luận không cần thiết. Chủ yếu cũng là y biết rất rõ, cuộc đọ sức thực sự nằm nơi hậu trường chứ không phải trên sân khấu. Tuy nhiên điều Hạ Tưởng cũng không ngờ tới là Vu Phồn Nhiên rất khâm phục hắn, không muốn gây xích mích với hắn trước mặt mọi người. Tiếp sau, các thành phố cấp 3 khác đều thể hiện thái độ. Thái độ của Hạ Tưởng là Thành ủy Thiên Trạch có sự bất đồng nhất định, nhưng thành phố Thiên Trạch nhất định sẽ kiên quyết chấp hành quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngụ ý chính là hắn sẽ dốc sức thúc đẩy Thiên Cương tích cực chào đón kế hoạch hợp nhất. Thái độ Lý Đình Sơn giống như của Hạ Tưởng, cũng đã chứng minh bên trong thành phố Thủy Hằng cũng có bất đồng nhất định. Sau đó, Vu Phồn Nhiên vẫn phản đối hợp nhất, tuy rằng giọng điệu đã yếu đi rất nhiều, nhưng thái độ vẫn rất rõ ràng. Thành phố Trương Trình giữ thái độ thận trọng lạc quan. Thành phố Tần Đường cương quyết tán thành. Thành phố Đan Thành cũng kiên quyết tán thành. Thành phố Ngưu Thành thận trọng lạc quan. Về tổng thể tình hình không được lạc quan, bởi vì Vu Phồn Nhiên mở màn không tốt, khiến hai thành phố Chương Trình và Ngưu Thành vốn dĩ băn khoăn chưa quyết, lại càng lùi thêm một bước. Tống Chiêu Độ lại không thể hiện thái độ gì, cuối cùng khi phát biểu tổng kết, nhấn mạnh một câu. Trước khi tổ chức cuộc họp, tôi đã nói chuyện với người phụ trách của Tần Cương và Đan Cương. Tần Cương và Đan Cương bày tỏ kiên quyết có được quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để chờ đón hợp nhất, đã bắt đầu điều chỉnh bộ máy nhân sự nội bộ. Quyết tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh với việc hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh là vô cùng lớn, có trở ngại ở đâu thì giải quyết ở đó. Khi cần thiết, không tiếc vận dụng tất cả các biện pháp, dù là dùng việc điều chỉnh nhân sự để đạt được mục đích cũng không tiếc.
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều như có một tảng đá đè nặng trong tim. Chủ tịch tỉnh Tống Hạ quyết tâm chắc chắn. Hàm ý chính là, lãnh đạo nhà máy thép nào không tuân lệnh, liền đổi ngay, thị trưởng của thành phố cấp 3 nào không nghe lời, liền cảnh cáo, thậm chí điều chỉnh. Vì một vấn đề hợp nhất tài nguyên sắt thép mà điều chỉnh công tác của một vị thị trưởng, việc này ở trong nước dường như chưa hề có tiền lệ. Nhưng ai cũng không thể ngờ tới chủ tịch tỉnh Tống xử lý mạnh tay, sau này để thúc đẩy kế hoạch, thực sự đã thuyên chuyển một thị trường. Tuy rằng cách làm có phần quá cứng rắn, nhưng nghĩ đến trách nhiệm nặng nề và con đường dài đằng đẵng của việc hợp nhất tài nguyên sắt thép tỉnh Yên, hơn nữa phải trải qua nhiều trắc trở nên cũng có thể thông cảm. Người biết rõ nội tình đều hiểu, việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yên tồn tại đã lâu, qua hơn 40 năm phát triển sau khi xây dựng đất nước. Thất Cương của tỉnh Yên từng có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành luyện kim cả nước. Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2000, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên đã từng có 3 lần đề xuất thành lập tập đoàn sắt thép tỉnh Yên gồm có Tần Cương, Đan Cương, Tuyên Cương, Thiên Cương, Ngưu Cương, Yến Cương và Thủy Cương, nhưng đều gặp phải cản trở. Đến khi Tống Chiêu Độ lên nhậm chức, lại phải đối diện với khó khăn và thách thức lớn hơn nữa. Theo như tính cách và thủ đoạn của Tống Chiêu Độ, không mạnh tay thông qua hợp nhất thì không phải là Tống Chiêu Độ năm đó nhẫn nhịn 2 năm sau đó chỉ một đòn mà đánh đổ Cao Thành Tùng. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng chỉ đơn giản gặp Tống Chiêu Độ trong nửa giờ, liền cùng Lý Đinh Sơn đến thăm Lão Sử. Lão Sử già đi nhiều so với trước kia, gần như không đi nổi nữa, may mà đầu óc vẫn coi như còn minh mẫn, vừa thấy Hạ Tưởng liền vui vẻ ra mặt, kéo tay Hạ Tưởng nói không dứt lời. Nói từ trước kia nói đến hiện tại, lại nói từ hiện tại đến tương lai, gần như không có chuyện gì không nói, không chỗ nào không vui, nhớ lại cuộc đời chinh chiến, nhìn về tiền đồ của Hạ Tưởng, thiếu chút nữa là nói ra lời nhờ Hạ Tưởng giúp Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng thầm xúc động, Lão Sử già rồi, già thật rồi. Trước kia, trong tầm mắt hắn, Lão Sử được xem như nhân vật quyền lực vĩ đại. Bây giờ cùng với việc mở rộng tầm mắt, mới biết được làm đến chức bí thư tỉnh ủy như Lão Sử. Cuối cùng sau khi lui về, cũng thê lương như vậy. Cảnh đông vui năm đó không còn, người đi rồi nước trà lạnh ngắt, một màu hoang vắng. Lão Sử kém xa Lão Cổ. Lão Cổ hiện nay vẫn còn sức ảnh hưởng hô phong hoán vũ như xưa, còn lời của Lão Sử, bây giờ cơ bản đã không còn ai lưu tâm đến. Ông ấy đương nhiên cũng hiểu rõ mình đã không còn làm được gì, nên rất lo âu về việc Lý Đinh Sơn mấy năm rồi vẫn dẫm trận tại chỗ. Có một câu nói, xét về mặt sinh lý, cái gọi là non nớt, chính là vừa không nhịn được đi vệ sinh, lại không nín được nói. Cái gọi là không đủ trưởng thành, chính là chỉ có thể nhịn được đi vệ sinh, lại không nín được nói. Cái gọi là trưởng thành, chính là vừa có thể nhịn được đi vệ sinh, lại có thể nhịn được nói. Cái gọi là già cả, chính là có thể nhịn được nói, lại không nín được đi vệ sinh. Thật ra không đúng, Hạ Tưởng càng muốn sửa thành, cái gọi là già cả, chính là trở lại giai đoạn non nớt. Vừa không nhịn được đi vệ sinh, lại không nín được nói. Con người ta hễ già cả là nhiều lời, là thích nhớ lại những chuyện đắng cay ngọt bùi, thích nói mãi chuyện từ cổ đến kim. Không nhận là già cũng không được, con người luôn trong lúc không biết, mới phát hiện hóa ra mình thực sự đã già rồi. Hạ Tưởng liền nhẫn nại ngồi nói chuyện với Lão Sử cả buổi. Buổi trưa, lại dùng cơm cùng Lão Sử. Sau khi ăn xong, Lão Sử cần nghỉ trưa như thường lệ, Hạ Tưởng liền cáo từ. Hắn và Thành Đạt Tài đã hẹn gặp mặt. Thành phố Yên trong tháng 5 có nhiệt độ cao hơn không ít so với Thiên Trạch. Trên đường lớn đã có thể nhìn thấy không ít những kiểu váy áo súng xính, các kiểu tóc dài ngắn đa dạng của các thiếu nữ thích trưng diện. Mỗi người đều thể hiện phong cách riêng mình, đều để lộ chân lộ đùi, thể hiện phong tình riêng. Thành Đạt Tài vẫn ở biệt thự phía đông nam thành phố Yên. Y dường như là lui về ở ẩn, cả ngày chăm chút hoa cỏ. Thật ra ai cũng biết rằng y chẳng qua là mượn hoa cỏ để tu thân dưỡng tính mà thôi, tâm tư của y còn dồn vào kế hoạch lâu dài của tập đoàn Đạt Tài. Về cuộc gặp mặt hôm nay với Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng có kỳ vọng rất cao. Bởi vì Thành Đạt Tài còn chưa quyết định đầu tư vào Thiên Trạch, trong lòng vẫn do dự chần chừ, có lẽ vẫn cần một sự thúc đẩy cuối cùng. Đầu tư của tập đoàn Đạt Tài gần như quyết định thành bại đến kế hoạch kinh tế lâu dài của hắn. Chương 997, 7 tỷ. Hạ Tưởng hôm nay muốn đích thân đứng ra thuyết phục Thành Đạt Tài hạ quyết tâm. Nguồn đầu tư vài tỷ của tập đoàn Đạt Tài tuy rằng không nhất định có thể dễ dàng khiến thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch trở nên sôi động,
nhưng không những có ý nghĩa tượng trưng lớn lao, cũng ít nhất có thể có tác dụng dẫn đầu quan trọng, hoàn toàn có thể trở thành trong chóng gió báo hiệu bất động sản thành phố Thiên Trạch sắp trở nên thịnh vượng. Tập đoàn Đạt Tài không phải là nhà đầu tư mang ý nghĩa thông thường, mà là đầu tàu của ngành bất động sản toàn tỉnh Yên. Hơn nữa những dự án đầu tư của tập đoàn Đạt Tài chưa bao giờ xảy tay, lần nào cũng thu được tiền lời đầy túi. Bởi vậy nếu cuối cùng tập đoàn Đạt Tài quyết định đầu tư ở Kinh Bắc Tân Thành của Thiên Trạch, sẽ có nghĩa là dự án của Kinh Bắc Tân Thành đã thành công được một nửa. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Đạt Tài ở tỉnh Yên thậm chí ở cả Bắc Kinh đều có được sự ủng hộ của mọi người. Đối với Hạ Tưởng, cuộc gặp lần này có ý nghĩa quan trọng. Có thể thành công thuyết phục thành Đạt Tài hay không, quyết định đến thành bại của dự án Kinh Bắc Tân Thành. Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm không yên. Thành Đạt Tài thấy Hạ Tưởng đến, còn đi một mình giống như trước kia, vừa không có lái xe, cũng không có thư ký, càng không có cảnh tiền hô hậu ủng như một thị trưởng nên có. Y liền cười ha hả, bước ra đón. Thị trưởng Hạ, quyền lực mỗi ngày một lớn, dáng vẻ lại vẫn như trước kia, khá lắm, rất có chừng mực. Hạ Tưởng cũng cười. Việc kinh doanh của chủ tịch Thành càng ngày càng được mở rộng, hoa cỏ cũng càng trồng càng xanh tốt, chắc chắn cũng rất tâm đắc. Thành Đạt Tài bắt tay Hạ Tưởng, lay vài cái, cười ha hả. Không được học cách nói của tôi đâu nhé, phải có sáng tạo, bắt chước lời người khác cũng không có tiền đồ gì lớn đâu. Trí tuệ của cổ nhân là của cải quý giá nhất, trước kia chúng ta đã lãng phí quá nhiều của cải, bây giờ gom lại vẫn còn kịp. Hạ Tưởng vô cớ cảm thán một câu. Sáng tạo thì phải có, nhưng trí tuệ của cổ nhân cũng cần thiết phải học tập, giống như cách kinh doanh của chủ tịch Thành, bao nhiêu người đã bỏ công sức tìm hiểu mà đâu có học được. Thành Đạt Tài lắc đầu. Đừng học tôi thì chẳng có tiền đồ đâu. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, đi theo dấu chân của tôi, có thể đạt được thành tựu đến đâu. Y vừa nói vừa đưa Hạ Tưởng vào sân trong. Trong sân lát gạch xanh, góc phía nam để lại một chỗ đất trống, phía trên trồng kín đủ loại hoa cỏ và rau quả. Trong sân còn có mấy khóm cây đã bắt đầu phát triển, xanh tươi tốt, gió nhẹ thổi qua khẽ xào xạc lay động. Nhìn xuyên qua lưới sắt nhìn ra xa, là một vùng xanh ngắt, là cánh đồng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Không thể không nói biệt thự của Thành Đạt Tài rất có hương vị của chốn bồng lai tiên cảnh, lại sự tao nhã của cái tĩnh trong cái động, cũng chỉ có những người đem cuộc đời kinh doanh tới cao độ mới có tâm trạng như thế. Hầu hết mọi người đầu tắt mặt tối, bận bịu cả cuộc đời nhưng cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng, hoặc là chỉ có thể đủ ăn. Hạ Tưởng ngồi dưới bóng cây, thưởng thức cơn gió nhẹ khoan khoái và sự thanh tĩnh hiếm có. Chỉ một lát mà tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, liền không hề nhắc tới việc đầu tư Kinh Bắc Tân Thành, mà hứng thú trò chuyện cùng Thành Đạt Tài những chuyện trên trời dưới đất, tràng giang đại hải, không còn chuyện gì là không nói. Thành Đạt Tài cũng nói chuyện vô cùng hứng thú. Đối với Hạ Tưởng y vừa có ý yêu quý, lại có tâm kết giao, khi trò chuyện cũng rất vui vẻ, nói liền một mạch hết cả buổi chiều vẫn chưa hết chuyện. Buổi tối, Thành Đạt Tài giữ Hạ Tưởng lại dùng cơm. Bữa tối của Thành Đạt Tài vô cùng đơn giản, bánh bột ngô, cháo loãng, dưa muối. Y cười nói, nếu anh ghét một người, thì mỗi tối mời gã thịt cá, nhất định hại chết gã. Buổi tối ăn càng nhiều càng tốt, càng là độc dược. Cái gọi là buổi sáng phải ăn ngon, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít, mới là đạo dưỡng sinh. Hạ Tưởng tỏ vẻ đồng ý. Dưỡng sinh là có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình, cũng là có trách nhiệm với người khác. Chỉ có khỏe mạnh mới có thể cống hiến cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước. Nếu như ngày ngày ốm yếu, sẽ tăng thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thành Đạt Tài liên tục gật đầu. Nói rất hay, nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này. Y gắp một miếng dưa muối. Khi tôi còn nhỏ gia đình rất khó khăn, ngày nào cũng ăn dưa muối, ăn đến muốn ói. Bây giờ cũng xem như có tiền, vẫn cứ muốn ăn món dưa muối như ngày xưa. Kiếp người thật thú vị, thật sự rất thú vị. Hạ Tưởng cười. Thành Đạt Tài lại nói. Thành phố Thiên Trạch hiện nay còn nghèo, cho nên muốn phát triển kinh tế, muốn giàu lên. Nhưng sau khi giàu có lẽ lại không nghĩ rằng tiền nhiều là hạnh phúc. Sau đó y lại lắc đầu cười. Nói thì nói như thế thôi, nhưng người nghèo chắc chắn sẽ nói người giàu chỉ hưởng thụ thì đâu biết thế nào là khổ. Tôi muốn hỏi anh một câu thật sự, Hạ Tưởng. Kinh Bắc Tân Thành anh muốn mở cục diện lớn thế nào? Cả một buổi chiều nói chuyện phiếm, Thành Đạt Tài cuối cùng cũng đi vào đề tài chính, thật không dễ dàng.
Hạ Tưởng đang hứng thú ăn bánh bột ngô, lại gắp một miếng dưa muối cho vào miệng, cười ha hả. Tôi cơm canh sang hèn gì cũng ăn được, không kén chọn, khẩu vị rất tốt. Có thể ăn sơn hào hải vị, cũng có thể ăn no thưởng thức bánh bột ngô. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một lát, đánh bạo nói một con số. 20 tỷ. Thành Đạt Tài vỗ mạnh bàn. Thật can đảm, có khí phách, tôi đầu tư 7 tỷ. Hạ Tưởng vốn nghĩ rằng có thể có được 2 tỷ đã là khá lắm rồi. Không ngờ ăn một bữa cơm đạm bạc đã khiến cho tâm trạng Thành Đạt Tài vui vẻ, vừa ra tay đã là 7 tỷ, đã cao hơn 1/3 mục tiêu mơ ước của hắn, khiến hắn mừng ra mặt. Nói là 20 tỷ, thật ra theo trí tưởng tượng của hắn, khi hắn hết nhiệm kỳ, toàn bộ dự án Kinh Bắc Tân Thành có thể có mức quy mô 20 tỷ đã là rất khá rồi. Thành Đạt Tài quả nhiên rất quyết đoán, chỉ trong thời gian dùng một bữa cơm đã quyết định đầu tư 7 tỷ, thử hỏi ai có được khí phách như vậy. Hạ Tưởng cũng từng gặp những người còn giàu có hơn, nhưng tính tình giống như Thành Đạt Tài quả thật hiếm thấy. Cũng lạ, thường thì người ngoài thấy có lẽ quyết định của Thành Đạt Tài có phần hấp tấp và không lý tính, nhưng Thành Đạt Tài từ khi lập nghiệp đến nay, bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất bại, tầm nhìn chuẩn xác, mọi người không ai là không ca ngợi. Hạ Tưởng nâng chén kính Thành Đạt Tài. Cơm của Chủ tịch Thành tuy là cơm rau dưa, nhưng vị ngọt thấm tận trong lòng, hơn nữa dư vị còn mãi. Hạ Tưởng, cơm rau dưa của tôi tất cả đều là tôi tự tay trồng, nếu như anh muốn tính thử giá tiền hẳn sẽ giật mình, ha ha. Hạ Tưởng hiểu ý của Thành Đạt Tài, là muốn hắn sử dụng hợp lý tiền đầu tư của y. Đầu tư không phải ân tình, nó cần báo đáp và lợi nhuận. Hạ Tưởng liền gật đầu nói. Tin rằng Chủ tịch Thành cũng chú ý tới những thay đổi gần đây của thành phố Thiên Trạch. Dự án Kinh Bắc Tân Thành để cuối cùng mới đưa lên chương trình, là bởi vì phải làm tốt công tác chuẩn bị. Thành phố Thiên Trạch căn bản thiếu thốn, cơ sở kém, hiện giờ đang gây dựng nền móng. Công tác cơ sở không khó giải quyết, vấn đề giao thông mới khó xử lý.